Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1076, một lời đã định. Văn phòng tổng giám đốc. Trang hạo nhiên tắm rửa nghỉ ngơi đơn giản, đổi lại áo sơ mi trắng và quần tây dài đen, ngưng mặt ngồi ở ghế tổng giám đốc, mở tất cả tài liệu chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh, hai mắt chậm rãi di động, bắt đầu xem nội dung trong tài liệu. Trương Thục Giao nắm chặt thời gian, nhìn Trang Hạo Nhiên vội nói, tống kế vĩ này, trước kia từng có qua lại thân thiết với Tần Vĩ Nghiệp, hai người nhiều lần cùng hợp tác hối lộ quan chức cao cấp. Mà chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh đã từng gián tiếp hại chết cha của Tống Kế Vĩ, sau đó giành lấy. Nhưng ông ta hết sức khôn khéo, tự biết trước mắt cánh hổ chưa buộc chặt, không dám phách lối quá mức, nhưng chúng ta lại có tài liệu chứng minh, hiện nay 12 khách sạn của Hoàn Cầu đưa ra thị trường, ông ta đều đang dần dần thu mua cổ phiếu của chúng ta. Mà trước kia hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu có rất nhiều tiếng gió và tin đồn không tốt, đều do ông ta bí mật phái người đi tuyên truyền. Bao gồm phóng viên tiêu, thì ra cũng đã từng chuẩn bị làm việc cho ông ta. Chỉ là, thân phận của ông ta ẩn nấp rất sâu, tạm thời không có ai phát hiện. Trang hạo nhiên hơi thở dốc một hơi, vẻ mặt nhìn như tùy tiện, tựa vào trên ghế ra, hai mắt lại sắc bén liếc về phía phần tài liệu kia, ngay cả lật xem cũng lười phải lật. Trương Thục Giao nhìn anh, nói tiếp, ông ta là một người dã tâm cực lớn, khẩu vị vô cùng tốt. Hiện nay dưới cờ chuỗi khách sạn Hy Duy Thịnh đã có 15 khách sạn cấp 5 sao, nhiều nhà hàng cao cấp, trước mắt đang chờ văn bản phê duyệt của thị trường, chuẩn bị khởi công xây dựng khu resort. Chúng tôi điều tra được, ông ta đã từng phái người đi xử lý chuyện di rời, náo loạn đến xảy ra án mạng, sau đó cũng bỏ mặc. Trang Hạo Nhiên cũng tương đối lưu ý đối với chuyện này, hai mắt hơi lộ ra một chút nụ cười trào phúng, nhìn Trương Thục sao. Trương Thục Giao nhìn anh, tiếp tục nghiêm túc nói, tôi nghĩ. Nếu như sự kiện rượu đỏ bị vạch trần, như vậy cha của Như Mạt và chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh sẽ nếm miếng bánh ngọt đầu tiên. Hai mắt Trang Hạo Nhiên chấp động, lại nhớ tới trước kia khách sạn Duy Hy Thịnh đã từng là khách sạn mang danh nghĩa của đường Chí Long, có thể vụ án phóng hỏa có quan đến ông ta hay không? Nếu không, nhiều năm như vậy, nơi đó đã từng xuất hiện vụ án giết người, nhưng cũng cố giữ lại hiện trường, mặc dù đến nay đã sáng tỏ, nhưng đã từng khách quý nói tới chuyện này cũng không khỏi cảm giác lạnh lẽo trương thục giao im lặng nhìn trang hạo nhiên đột nhiên mất hồn liền ngạc nhiên hỏi tổng giám đốc anh làm sao rồi audio điện tử võ tấn bền trang hạo nhiên tỉnh thần im lặng nhìn trương thục giao cười cười nói không có chuyện gì trương thục giao nhìn dáng vẻ anh như vậy cười cười hỏi tiếp cần tiếp tục báo cáo cho anh không đây là thói quen của anh anh quen giải quyết vấn đề từng bước từng bước. Quả nhiên, Trang Hạo Nhiên ngồi thẳng người, nhìn Trương Thúc Giao, những mày nói, tống kế vĩ lá gan lớn như vậy, nếu như không có người đứng ở phía sau chống đỡ cho ông ta, nghĩ rằng ông ta có thể bay lên trời cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Nhưng ông ta cũng chỉ là một con cờ của người khác. Thậm chí tôi nghi ngờ ông ta là người rất có khả năng biết mật mã và danh sách quan chức tham nhũng của Như Mạt. Cho nên người này, chúng ta tạm thời không thể bắt chúng ta phải từ từ chơi. Trương Thục Giao ngạc nhiên nhìn anh, hỏi từ từ chơi thế nào. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhìn Trương Thục Giao nói, không phải ông ta một lòng muốn nuốt miếng bánh ngọt hoàn cầu chúng ta sao? Tôi sẽ đưa cho ông ta ăn. Đưa cho ông ta ăn. Trương Thục Giao không nhịn được bật cười, nhìn anh hỏi, đưa cho ông ta ăn thế nào? Hai mắt Trang Hạo Nhiên sắc bén lóe lên, vội nói, trước mắt bất động sản trong nước không ổn định, không ít người bán tháo sản nghiệp và nhà văn phòng, cô lập tức dùng danh nghĩa của tôi, đưa ra thị trường hai công ty của chúng ta, nhớ trước khi đưa ra ngoài, nhất định phải vô cùng xinh đẹp gọn gàng. Chờ cho con cá này cắn câu, sau khi thu mua công ty của chúng ta, nếu để cho ông ta phát hiện, trong công ty này có bao nhiêu khoản nợ quấn người, bao nhiêu số dư nợ chưa kết. Tôi sẽ để cho sở nhai làm cho khoản nợ này, giống như quả cầu tuyết càng thêm phình to ra khi ông ta ký hợp đồng trong vòng một phút hai mắt trương thục giao lóe lên hiểu ý nhìn trang hạo nhiên không nhịn được bật cười nói lão đại sáng suốt chờ ông ta thu mua sau khi biết hối hận đã không kịp rồi mà khi đó chủ nợ tự động sẽ đòi tới cửa người chủ nợ kia là trang hạo nhiên bật cười nói người chủ nợ kia chính là tôi trương thục giao không nhịn được cười đây là hiệp thứ nhất trang hạo nhiên tiếp tục nhìn trương thục giao hai mắt lóe lên liền nói cô lập tức liên lạc hai cổ đông lớn của hội đồng quản trị duy hy thịnh cho tôi chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ lúc tống kế vĩ mua đất gây ra án mạng tôi muốn nói chuyện với bọn họ một chút anh chuẩn bị thu mua lại trương thục giao nhìn trang hạo nhiên bật cười nói trang hạo nhiên mỉm cười nhìn trương thục giao hai mắt sắc bén như kiếm nói tôi muốn cho bọn họ biết trang hạo nhiên tôi làm người tự nhiên có chỗ tốt hơn nhiều so tống kế vĩ ông ta làm người Chờ cho Tống Kế Vĩ nuốt xuống hai khối bánh ngọt lớn của tôi, lúc nuốt không vào được, phun không ra, tôi lại làm cho cổ đông bán tháo sạch cổ phần lớn nhất, khi đó, nếu như ông ta muốn cứu tập đoàn của mình, sẽ phải cần tiền. Nhưng tiền bạc bị hai công ty chúng ta buộc chặt, không có tiền. Tự nhiên sẽ tìm người cầu cứu. Dù sao tôi sẽ không cứu ông ta, như vậy người nào cứu ông ta? Hai mắt Trương Thục giao nhanh chóng xoay tròn, nhìn Trang Hạo Nhiên, kinh ngạc nói: "Cha của Như Mạt?" cha của như mạt có tiền sao trang hạo nhiên châm biếm cười lạnh nói nhắc tới người này lồng ngực của anh lập tức tích tụ một cục tức tức giận nói tiền của ông ta đều ở trong tay con gái của ông ta con gái của ông ta hiện tại ở trong tay của tôi bọn họ đều là người nghèo vậy ông ta sẽ mượn tiền ai trương thục giao có chút kinh ngạc nhìn trang hạo nhiên ánh mắt trang hạo nhiên lộ ra rất sáng ngời giống như đã cân nhắc quyết định bật cười nói ông ta tự nhiên sẽ tìm người âm thầm ủng hộ ông ta muốn tiền muốn trợ giúp. Vị trí còn có thể sẽ rất cao, chỉ cần chúng ta nhìn chòng chọc vào tống kế vĩ bất cứ lúc nào thì có cách bắt được bọn họ giao dịch. Tôi có thể bán cho thủ tướng một ân tình, đến lúc đó, tống kế vĩ ông ta chính là một con cờ nát trong tay tôi, mặc cho tôi ném, tôi bóp. Như vậy, tôi sẽ tra hỏi ông ta một chút, vụ án phóng hỏa năm đó. Lão đại, anh thật sự rất hung ác đấy. Trương Thục Giao không nhịn được nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói tại sao anh có thể trong thời gian thật ngắn nghĩ ra nhiều cách như vậy trang hạo nhiên cười nhìn cô nói nếu như tôi không hung ác làm sao có tiền phát tiền lương cho mọi người cô phải nhớ là một người làm ăn phải thường xuyên lấy cách kiếm loại tiền này và kích động tiêm vào từng sợi thần kinh trong đại não của cô để cho nó trở thành chuyện cô ăn cơm đi ngủ cũng sẽ không ngừng nhớ tới làm một người lãnh đạo thì phải biết suy nghĩ vấn đề mỗi ngày từng giờ từng phút đều suy nghĩ và giải quyết tất cả vấn đề lớn nhỏ. Nếu như cô bình tĩnh, tốc độ giải quyết vấn đề sẽ càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nên có một ngày, nó trở thành một loại bản năng trong sinh mệnh của cô, cô có thể chính thức gánh vác việc lớn. Hai mắt anh lóe lên, không nhịn được nhớ tới, năm đó cha giao hoàn cầu vào trong tay mình. Trương Thục Giao im lặng nghĩ những lời này. Trang Hạo Nhiên nhắc mí mắt, nhìn cô, hỏi, cô biết người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng vào bản chất tiền bạc, khác nhau ở chỗ nào không? Trương Thục Giao mỉm cười nhìn anh, suy nghĩ vấn đề này. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nhìn cô nói, người không tín ngưỡng, làm nô lệ của tiền bạc. Người có tín ngưỡng, tiền bạc chính là nô lệ của anh ta. Cho nên, những người này ở trước mặt Trang Hạo Nhiên tôi, lao dày cho tôi cũng không xứng. Trương Thục Giao cũng chậm rãi mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nghĩ tới điều gì, lại ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao nói, đúng rồi chuyện của tiểu nhu như thế nào rồi trương thục giao thu sắc mặt lập tức nghiêm túc nói trước mắt pháp y đang ghép hình ảnh đoán chừng còn phải mất một đoạn thời gian bởi vì hình ảnh quá không rõ ràng phải phân giải làn da vốn chính là một chuyện rất khó khăn mặc hàn đã chuẩn bị lên đường nhưng trước khi xuất phát anh ấy đi xem chị của tiểu nhu thật may chu tiểu thư được cấp cứu kịp thời thai nhi khỏe mạnh nhưng cảm xúc vẫn rất không ổn định trước mắt đã liên lạc chồng của cô ấy nhưng tôi nghĩ trước khi chuyện của tiểu nhu không rõ ràng vẫn phối hợp với chu tiểu thư trước hết không cần thông báo cho cha mẹ của cô ấy vẻ mặt trang hạo nhiên lộ ra nghi ngờ hai mắt nhanh chóng lóe lên suy nghĩ chuyện này một chút lập tức cầm điện thoại lên bấm mã số trong phủ thủ tướng phủ thủ tướng trúc xanh biếc vẫn lay động tịnh kỳ yên lặng đứng ở bên ghế salon cầm điện thoại cổ mạ vàng nhận máy của đối phương đến cuối cùng cô không nhịn được mỉm cười nói tổng giám đốc trang sau này nếu anh có việc nhờ tôi trợ giúp có thể trực tiếp gọi số điện thoại di động của tôi hay không mặc dù phủ thủ tướng là tòa nhà rực rỡ tráng lệ nhưng phải đi không ít đường nhất là bây giờ thời tiết lạnh tôi không dám lưu số điện thoại của phụ nữ ở trong điện thoại di động của tôi sợ tôi vợ mất hứng trang hạo nhiên lập tức lấy chuyện này để che giấu của mình không có lễ phép lại cười nói thủ tướng là quý nhân bận chuyện tôi ngượng ngùng quấy dày chỉ là bởi vì chuyện này quả thật không dễ làm nhờ cô giúp giàn xếp một chút ngày khác tôi mời cô ăn cơm tịnh kỳ lại khẽ mỉm cười tay cầm ống nói chuyển hướng một cái mới nói tiếp ngay cả số điện thoại của tôi anh cũng không dám lưu anh còn dám mời tôi ăn cơm món nợ ân tình này cũng lớn nếu làm xong một bữa cơm là không được nếu không làm tốt một bữa cơm cũng không được hai mắt trang hạo nhiên lóe lên trên mặt lộ ra nụ cười hấp dẫn nói tiếp nếu làm xong tôi và vợ tôi cùng nấu cơm mời cô ăn Hai mắt Tịnh Kỳ lóe lên, trực tiếp ngưng mặt nói, vậy thì một lời đã định. Chương 1077, chỗ ẩn nấp. Còn 5 phút nữa gần đến 2 giờ chiều. Sóng biển tuôn trào, bọt nước bắn lên bốn phía. Lãnh Mặc Hàn một mình đứng ở trên bờ biển, nhìn mặt biển mênh mông bao la, sóng lớn cuồn cuộn nhấp nhô, bởi vì mưa phùn, bắn tóc anh ướt đẫm, nhưng anh vẫn đứng không nhúc nhích ở chỗ này, hai mắt lóe ra ánh sáng kịch liệt, thật lâu thật lâu càng lúc càng nhiều thứ, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ tìm kiếm, từ từ rõ ràng. Lão đại, anh đã đứng ở chỗ này 3 giờ rồi. Mỹ Linh thật sự không nhịn được, đến gần anh nghi ngờ hỏi, anh chờ cái gì ở chỗ này? Hai, hai mắt lãnh mặc hàn vẫn kịch liệt lóe lên, giống như đang đợi cái gì, cũng không lên tiếng. Thanh Bình thật sự không hiểu, đứng ở sau lưng anh, hỏi, lão đại. Sốt cuộc, anh có kế hoạch gì nói cho chúng tôi một chút? hai ngày nay chúng tôi sắp bị chết ngộp rồi. Hai mắt lãnh mặc hàn lóe lên, thấy còn thời gian, liền im lặng xoay người, nhanh chóng dọc theo căn phòng nhỏ tối tăm tiểu nhu bị bắt đi vào bên trong, vừa đi vừa khuôn mặt nặng nề nói nếu như cô muốn biết người kia đi đâu. Lúc không có phương hướng, cô vẫn không ngừng đi tới đi lui ở nơi cô ấy biến mất. Cô luôn có thể tìm được đáp án, trong lúc quanh đi quẩn lại nhiều lần, luôn có thể tìm được manh mối. Một lần không được, vậy thì hai lần, hai lần không được, vậy thì ba lần. Ba lần không được, thì lặp lại lần nữa. Niềm tin của cô, không phải là chiến thắng chứng cứ. Mà phải tìm được người kia, thậm chí, trong quá trình này chúng ta có thể căn cứ chuyện đã xảy ra, biết rõ ràng sự thật. Vậy, anh đã ở trong phòng tối này, tìm kiếm lần thứ ba, anh cho ra kết luận gì? Mỹ Linh ngạc nhiên hỏi. Lãnh mạc hàn cũng không nói nữa, người cũng đã đi tới trước ngôi lầu nhỏ trống không, anh hai mắt âm trầm đông lại, nhìn vào bên trong lộ ra bức tường tối đen, không chút nào không e ngại cất bước đi vào trong, Mỹ Linh và Thanh Bình cũng đi theo sát, hai người nhìn phòng khách trống trơn, sau đó đi tới căn phòng dưới lòng đất, cả người lãnh mặc hàn đen thui giống như giả hành nhân, chỉ có hai mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng sắc bén, giống như có thể nhìn thấy được ngày hôm qua mấy giả hành nhân khiêng thân thể tiểu nhu nhanh chóng đi tới căn phòng dưới lòng đất. Hai mắt anh bắt đầu kịch liệt lóe lên, cuối cùng chậm rãi mở môi mỏng, từng chữ từng chữ nói, lúc ấy bọn họ khiêng tiểu nhu đến căn phòng dưới lòng đất, vốn là muốn lợi dụng cô ấy để uy hiếp khả hình thi đấu. Nhưng trong quá trình này, cô ấy hôn mê, những người này chờ cô ấy từ từ tỉnh lại, trong lúc chờ cô tỉnh lại đã chuẩn bị dao, máy khoan điện, vân vân. Bởi vì tấm hình kia đã vạch trần ý tưởng của giả dạ hành nhân. Đúng vậy, bởi vì chúng ta đột kích, bọn họ tạm thời không có cách nào làm như vậy. Cho nên đi bắt lấy trước, cũng đã lấy đi khoan điện, trong lúc đánh nhau, chúng ta phát hiện trên mặt đất mất một mũi khoan bị hỏng như vậy có phải chứng minh bọn họ đã dùng qua máy khoan điện trong căn phòng bí mật hay không ở trong bóng tối thanh bình và mỹ linh lập tức giơ đèn laser trên cổ tay mình bắn càn quét không gian xung quanh phát hiện vài con dao và đạn còn có một đầu máy khoan điện bọn họ liền ngẩng đầu lên nhìn lãnh mặc hàn nói đúng vậy lúc chúng tôi cũng đã nhìn thấy trong camera lãnh mặc hàn lập tức xoay người nhìn họ ánh mắt lóe lên hỏi như vậy máy khoan điện đi đâu thanh bình và mỹ linh suy nghĩ một chút cũng ngạc nhiên nói đúng vậy máy khoan điện đi nơi nào tôi cảm thấy bọn họ không thể nào lấy đi máy khoan điện chứ thứ đó quá nặng sắc mặt của lãnh mặc hàn hơi tối tăm dựa theo lúc ấy đánh nhau xong cất bước đi tới con đường hầm tối đen vừa đi vừa chậm rãi nói không có máy khoan điện chứng minh bọn họ vẫn suy nghĩ muốn tiếp tục hành động như vậy nhưng có kiện sự tình rất kỳ lạ. Cái gì? Mỹ Linh và Thanh Bình chậm rãi đi theo anh, cùng hỏi. Hai tròng mắt lãnh mặc hàn nhấp nháy trong bóng tối, tiếp tục đi theo phương hướng lúc ấy đuổi bắt giả hành nhân, đi về phía trước, vừa đi vừa nói tiếp, dựa vào tài lực hùng hậu của giả hành nhân, nếu muốn ở trên mặt đất tìm một máy khoan điện lần nữa, đây không phải là chuyện dễ dàng sao? Tại sao muốn mang nó theo? Mỹ Linh chậm rãi đi theo anh, đi về phía trước, suy nghĩ một chút, lại nói, bởi vì nơi bọn họ đi không có những thứ này. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn sắc bén lóe lên, nói tiếp, không chỉ không có những thứ này, hơn nữa nơi bọn họ đi căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp ứng và cung cấp. Vậy sẽ là nơi nào bọn họ không đi được, ngay cả bọn họ bay lên trời, chui xuống đất cũng tiếp tục khoan. Thanh Bình ngạc nhiên nói. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt cười cười, tiếp tục dọc theo hang sâu thật dài đi về phía trước, hai mắt lóe lên chậm chậm nói nơi bọn họ sắp đi đúng là người bình thường không đi được thanh bình và mỹ linh không nghĩ ra đầu tiên chúng ta phải hiểu ý đồ của bọn họ lãnh mặc hàn tiếp tục dọc theo hang sâu đi về phía trước nói bọn họ muốn bắt cóc tiểu nhu sau đó ngăn cản khả hình thi đấu bởi vì có lẽ bọn họ đã biết trận thi đấu chuyên gia hầu rượu có liên quan đến rượu đỏ đây là điểm thứ nhất điểm thứ hai nhờ vào đó phá hư danh dự của hoàn cầu điểm thứ ba chế tạo sự cố đưa tới hỗn loạn làm cho mọi người tập trung suy nghĩ đến chuyện đó, bọn họ xuất hiện tại nơi không tưởng tượng được. Điểm thứ tư, tìm được rượu đỏ, mấu chốt ở điểm thứ năm. Cái gì, Mỹ Linh và Thanh Bình nghe xong hơi sửng sốt. Lãnh mặc hàn tiếp tục đi vào hang sâu, hai mắt lóe lên, lạnh lẽo nói, điểm thứ năm. Tiến hành giao dịch, mở ra bí mật, chỗ này sẽ là một chỗ bí mật nhất trên thế giới. Cho dù là ai cũng không đoán được, chỗ bọn họ quen ẩn nấp, cũng chính là chỗ bắt tiểu nhu càng là nơi cha của như mạt lẩn trốn anh làm sao phán đoán được chuẩn xác như vậy tại sao nhất định phải mạo hiểm mang tiểu nhu đưa đến chỗ đó sẽ không sợ cô ấy tiết lộ bí mật mỹ linh và thanh bình ngạc nhiên nhìn anh hỏi lãnh mặc hàn đã đi ra hang động đón ban ngày nhìn mặt trời vẫn lơ lửng ở trên mặt biển sóng lớn tuôn trào gió thổi vừa đúng là gió tây bắc giống như ngày hôm qua anh lập tức nhanh chóng đi tới cano trên bờ cát mới quyết liệt nói, bởi vì bọn họ vẫn không kịp xử lý Tiểu Nhu. Bởi vì chúng ta tới hơi sớm, bởi vì bọn họ không có nghĩ qua, chim cú mèo sẽ thông báo cho chúng ta, cho nên tối hôm qua bọn họ hành động gấp gáp bắt giữ. Vậy rốt cuộc bọn họ ở nơi nào? Thanh Bình đi theo Lãnh Mặc Hàn, hỏi nhanh. Lãnh Mặc Hàn đón sức gió, xoay người nhìn Thanh Bình, hai mắt sắc bén lóe lên, nói, bọn họ ở trong biển. Ở trong biển? Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời kêu lên, điều này sao có thể. Cho dù bọn họ có nhiều dưỡng khí hơn nữa, cũng không thể ở bên trong lâu như vậy chứ. Lãnh mặc hàn nhảy lên cano, mới nhìn về phía bọn họ, hai mắt sắc bén lóe lên, mới nói tiếp, nếu như trong biển có dấu chiếc tàu ngầm thì sao? Hoặc bên trong có căn cứ ông ta có thể ẩn thân. Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời trợn to hai mắt, không thể tin nổi kêu lên, tàu ngầm, tàu ngầm. Điều này cần có bao nhiêu thế lực, mới làm được. Lãnh Mặc Hàn không nói thêm gì nữa, mà xoay cano lần nữa, lần thứ 11, dựa theo chiều kim đồng hồ 11 giờ xuất phát tiếp tục. Thanh Bình và Mỹ Linh đứng ở bên bãi biển, nhìn cano của Lãnh Mặc Hàn chạy nhanh như tên bắn ra ngoài. Bọn họ cũng lập tức dẫn tất cả người áo đen, ngồi chung cano, lại một lần nữa chạy trên biển, lúc cano lao đi như tên bắn, Mỹ Linh khởi động máy kiểm tra kim loại. Từng trận âm thanh lớn từ trên mặt biển nhanh chóng truyền đến. Rất nhiều cano ở trên mặt biển càng lúc càng sôi trào mãnh liệt, như tên bắn lao thẳng tới phía trước, lãnh mặc hàn cầm đầu, hai mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, nắm chặt vô lăng cano, vọt vào trong biển cuộn trào mãnh liệt, hơn 10 chiếc cano như mũi tên lao theo, rồi giết bắn lên bọt sóng trắng xóa, lúc cano chạy đến 11 hải lý, thượng đế đột nhiên kích động giận dữ, vung cánh tay lên một cái, lập tức cơn bão táp khổng lồ quét trên mặt biển, mặt biển mãnh liệt từ từ tạo thành cơn lốc xoáy khổng lồ giống như đáy nước có quái vật sắp bay lên, hút mấy chục chiếc cano đang cuộn trào mãnh liệt vào trong biển. Lãnh mặc hàn đón bão táp, gầm lên giận dữ, dẫn hơn 20 chiếc cano trước khi mặt biển hình thành cơn lốc xoáy khổng lồ, mạnh mẽ xoay tay lái, cùng nhau nhanh chóng xoay tròn trên mặt biển đang cuộn trào mãnh liệt, lợi dụng động cơ, mấy chục chiếc cano màu đen của bọn họ cũng xoay tròn 360 độ, mạnh mẽ xông qua cơn lốc xoáy sắp dần dần hình thành. đinh 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 đinh. đinh. Máy kiểm tra kim loại của Mỹ Linh quả nhiên sáng lên tín hiệu mãnh liệt, cô lập tức kích động dơ cao máy kiểm tra, nhìn Lãnh Mặc Hàn kêu to, "Lão đại, tìm được, phía dưới quả thật có kim loại và phản ứng nhiệt năng. Bọn họ ở phía dưới này." Cano của Lãnh Mặc Hàn chạy nhanh, sắp lao vào trong cơn lốc xoáy, nhìn Mỹ Linh, hai mắt nóng lên. Chương 1078, một đen một trắng. "Cô chắc chắn chứ?" Lãnh Mặc Hàn nắm chặt vô lăng cano, đối mặt sóng to gió lớn đột nhiên dâng lên, anh để mặc cho nước biển bắn lên, lại chặt nhìn Mỹ Linh, hỏi lại. Mỹ Linh ngồi một mình trên cano chạy như bay, giờ máy kiểm tra không thấm nước, nhìn trong màn hình màu đen, đường tọa độ màu đỏ đang không ngừng lan ra, gần như 6 chiếc tàu ngầm đánh dấu màu xanh lam, chuông báo động lại vang lên đinh đinh đinh, cô cố nhịn nước biển như kiếm lạnh bắn thẳng vào trên mặt, chịu đựng giá rét thấu xương, kích động kêu to, chắc chắn hơn nữa đã từng bước di động vào biển sâu lãnh mặc hàn nghe nói như vậy lập tức nhìn thanh bình kêu to ra lệnh thanh bình vâng thanh bình hiểu ý trực tiếp vuốt rơi mặt nạ dưỡng khí cầm hai con dao nhỏ bén nhọn cắm vào ngang lưng đồ lặt lấy thêm súng bắn nước treo lên người bản lĩnh lưu loát đứng ở phía trên cano thân thể nhẹ nhàng giống như chim yến nhảy lên vọt vào giữa lốc xoáy khổng lồ đang hình thành trên mặt biển rộng mênh mông lập tức thân thể của cô nhanh chóng bị lốc xoáy hút đi Thuận thế lao xuống. Giang Thành và Tiêu Yến cũng lập tức dẫn mọi người, bắt đầu đeo mặt nạ dưỡng khí, mang ống dưỡng khí, giữa eo treo súng bắn nước, từng người từng người phóng người lên, xông thẳng vào cơn lốc xoáy khổng lồ, Mỹ Linh là người cuối cùng, lúc đang chuẩn bị vung lên dao nhỏ lên, lại thấy nơi xa mặt xuất hiện mấy chiếc cano màu trắng, một cô gái muốn giơ súng trường nhắm về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng bắn ra, cô lập tức khiếp sợ kêu to: "Lão đại, cẩn thận." Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người, nóng mắt thấy nhiều cano tấn công mình, anh lập tức kích động tức giận nói quả nhiên các người ở dưới mặt biển. Dầm, 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 từng viên đạn như tên lửa, bắn về phía lãnh mặc hàn, lãnh mặc hàn lập tức xoay người tránh đạn, nhanh chóng đưa tay rút súng lục bên hông, mượn lốc xoáy mạnh mẽ xoay tròn, thân thể anh vừa chịu đựng nước biển lạnh như kiếm xô thẳng vào, vừa nâng tay súng, nóng mắt nhắm chính xác cano của đối phương, bắn dầm, 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 bắn trúng động cơ và bình xăng của mấy chiếc cano, từng trận gió mãnh liệt thổi tới, mặt biển bắn tung tóe. Lãnh phó tổng, tôi tới giúp anh, một giọng nữ, giống như tiếng chuông cổ ở cuối chân trời xa, truyền đến. Lãnh mặc hàn bắn nổ một chiếc cano cuối cùng thì kích động ngẩng đầu lên, nhìn trên không trung bay tới mười mấy chiếc máy bay trực thăng, tịnh kỳ mặc đồng phục màu đen, vẫn như ở trong phủ thủ tướng, nhưng trên mặt lộ ra cứng cỏi hiếm thấy giống như nhà chiến lược quân sự, Tựa tại bên cửa máy bay trực thăng, ánh mắt sắc bén nhìn thấy phía trước từ từ lái tới mấy chiếc tàu chiến màu trắng, xông qua sóng biển từ từ lái tới, cô lập tức tay cầm máy điện đàm, vội nói, xác định mục tiêu. Tạm thời không cần khởi động ngư lôi, sao trước hết đuổi bọn họ ra vùng biển quốc tế cho tôi. Sẽ chậm rãi dọn dẹp. Chú thích sao, ngư lôi là một loại đạn tự di chuyển trong nước. Ngư lôi là đạn chính của tàu ngầm tấn công và tàu phóng lôi, ngoài ra còn có thể được bắn từ tàu nổi và máy bay vâng mấy chiếc tàu quân sự màu trắng đang từ từ lái tới thông qua con robot tiên tiến nhất quả nhiên phát hiện một chiếc tàu ngầm dưới đáy biển đang chậm rãi chạy tới mà rất nhiều giả dạ hành nhân đang bên trong cửa sổ nhìn đối thủ lơ lửng ở phía ngoài đang muốn bắt đầu mãnh liệt phát động tấn công bọn họ lập tức nhắm tàu ngầm thả mấy trái bom nổ dưới nước mà trên máy bay trực thăng chợt rơi xuống một nam một nữ bên hông quấn dây thép nhắm vào lãnh mặc hàn quấn chặt cánh tay của anh kéo cả người anh bay lên đi khỏi lốc xoáy khổng lồ mãnh liệt sôi trào trên mặt biển từ từ bay trên vọt. Cánh quạt máy bay trực thăng đang nhanh chóng xoay tròn. Lãnh mạc hàn lập tức vọt vào trong máy bay trực thăng, thở hồn hền, thân thể ướt đẫm, ngồi ở trong khoang máy bay, ánh mắt vội vàng nhìn tịnh kỳ ở đối diện. Tịnh kỳ tay cầm máy điện đàm, cũng nhìn lãnh mặc hàn hết sức cung kính gật đầu mỉm cười, sau đó xử lý việc quan trọng hơn, lại ngưng mặt ra lệnh trong quá trình đuổi bắt nhất định phải lưu ý đến một người tên Chu Tiểu Nhu bị bắt cóc. Vâng, rất nhiều giọng nói vang lên. Lúc này lãnh mặc hàn nhìn vào màn hình trong máy bay trực thăng, trực tiếp truyền tới hình ảnh máy kiểm tra, mấy chục chiếc tàu ngầm ở dưới đáy biển giống như quái vật to lớn đang nhanh chóng bị đuổi đi, mà vài quả bom trong biển sâu nổ ầm ầm. Người của mình và tỉnh kỳ phái tới đang bắt đầu thông qua lỗ hồng bị phá, vọt vào trong tàu ngầm, bắt đầu mãnh liệt đánh nhau, anh thở dốc, tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt, mặc cho sợi tóc trên trán rũ xuống mí mắt, máu, từ đầu chậm rãi chảy ra. Tịnh Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn trên trán anh chảy máu tươi, hiểu rõ tâm trạng của anh đang kích động, vẫn đưa cho anh khăn tay trắng của mình, dịu dàng nói anh nghỉ ngơi đi. Dù sao người không phải là sắt đá, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, anh yên tâm. Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, lại xoay người nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ nhìn anh khẽ mỉm cười. Đây là một buổi hoàng hôn không bình thường, mặt biển sôi trào mãnh liệt, dưới biển chiến đấu liên miên kịch liệt, không đến bao lâu phía tịnh kỳ và người áo đen cùng nhau tiêu diệt người bên trong tàu ngầm một lần, hoàn toàn đánh tan căn cứ bí mật nhất ở trong nước của giả hành nhân. Thậm chí tịnh kỳ còn dùng tàu ngầm không quân tra xét chuyện này từ đầu đến cuối. Mà trong buổi hoàng hôn, rất nhiều người dưới đáy biển cũng đang trồi lên mặt biển bơi đến gần bên bờ. Lúc này, lãnh mặc hàn cũng cùng tịnh kỳ từ trên máy bay trực thăng đi xuống mặt đất. Căng thẳng hỏi tình huống của tiểu nhu. Mỹ Linh và Thanh Bình thở hồn hền, cởi bỏ cái lồng chụp nơi miệng của mình, sau đó mất mát cất bước đi tới trước mặt của lãnh mặc hàn nhìn vẻ mặt anh gáp gáp và căng thẳng chỉ đành phải đau lòng và mất mát nói thật xin lỗi không tìm được tiểu nhu cô ấy không có ở trong tàu ngầm không có ở trong tàu ngầm trái tim của lãnh mặc hàn ầm một tiếng cảm giác mệt mỏi và bị thương nhiều ngày nay cũng không có trí mạng như lúc này anh không thể tin nổi nhìn hai người lại kích động gầm nhẹ cô ấy không có ở trong tàu ngầm như vậy cô ấy đi đâu cô ấy làm sao có thể không có ở trong tàu ngầm khi đó chúng ta truy sát tới coi như bị quẳng vào trong biển cũng không thể không có ở trong tàu ngầm không thể nào tịnh kỳ cũng nghiêm túc nhìn thanh bình và mỹ linh nói mọi người đã chắc chắn cô ấy không có ở trong tàu ngầm chắc chắn chứ chắc chắn mà hách dục hải cũng không ở trong tàu ngầm mỹ linh thở dốc nhìn tịnh kỳ nuốt cổ họng khô rát một cái gật đầu nói tịnh kỳ lập tức im lặng suy nghĩ chuyện này lãnh mặc hàn thật sự muốn phát điên, anh xoay người lại, hai mắt lóe ra ánh sáng đau lòng, mặt nhìn biển rộng mênh mông, nắm chặt quả đấm, lại cảm giác trái tim đau như vỡ nát, gọi tiểu nhu, cô ở chỗ nào hả? Grogu, lúc này, Oscar đột nhiên từ trên bờ chạy như bay đến, lập tức xông thẳng về phía lãnh mặc hàn sủa in ỏi. Lãnh mặc hàn lập tức tức giận nhìn con súc sinh này, vừa vẫn băn khoăn suy nghĩ tung tích của tiểu nhu đến nay vẫn không rõ. Grogu, Grogu, Grovo, Grovo, Oscar trở nên kích động nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn sủa to. Nó đang sủa cái gì vậy? Thanh Bình vừa nuốt cổ họng khô rát, vừa nhìn Oscar vẫn thật kích động sủa to, liền không hiểu hỏi. Lúc này người nuôi dạy thú nhanh chóng đi tới, trực tiếp đứng ở trước mặt của Oscar, vỗ nhẹ thân thể của nó, quan sát hành động của nó một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, nó nói: "Trên người Lãnh phó tổng có mùi của Tiểu Nhu." Cái gì? Thanh Bình và Mỹ Linh la hoảng lên. Lãnh Mạc Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ cúi đầu, nhìn Oscar chạy loạn xung quanh mình, dáng vẻ kích động gào rú, liền ngạc nhiên thở dốc, nói, không thể nào. Sau khi Tiểu Nhu mất tích, tôi vẫn không có liên lạc được cô ấy nữa. Điều này làm sao có thể có mùi gì? Ngày hôm qua Oscar nhìn thấy tôi, cũng không thấy sủa tôi. Người nuôi dạy thú nghe nói như vậy, tay vuốt sau lưng của Oscar, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của nó, mới ngẩng đầu lên nhìn lãnh mặc hàn nói nó xác định trên người anh có mùi của tiểu nhu lãnh mặc hàn lại lập tức khiếp sợ Grogu, oscar đột nhiên giống như tướng quân mạnh mẽ vọt về phía trước người nuôi dạy thú nhìn dáng vẻ của nó lập tức kích động kêu to mau nó tìm được mùi của tiểu nhu lãnh mặc hàn vừa nghe đã thấy oscar nhanh chóng lao về phía trước anh lập tức khạy bên bờ nhảy lên ferrari màu đen của mình mạnh mẽ nổ máy xe chạy theo oscar tới phía trước grgu 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 oscar tung người chạy về phía đường ven biển thật dài tiếp theo chạy ra bên lề đường ngựa xe đông đúc lãnh mặc hàn cầm tay lái nhìn oscar lại lao ra đường cái anh chỉ cầm tay lái muốn lái xe đi theo lại trượt phát hiện trong một chiếc xe màu đen bên cạnh dừng một khuôn mặt gầy gò quỷ dị hai mắt của anh lóe lên nhớ lại ngày đó người đánh một quyền vào đầu mình khuôn mặt đó vẫn in vào trong đầu là ông ta. Lãnh Mặc Hàn vừa nhanh chóng rút súng lục ra, vừa một tay cầm tay lái, mắt nhìn đoàn xe hỗn loạn phía trước, sắc dừng ở trước đèn xanh đèn đỏ, anh lập tức nhắm người trong cửa sổ xe, veo, 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 bắn ra. Chiếc xe hơi màu đen đột nhiên mở ra, một bóng người màu trắng giống như ma quỷ chạy như gió lướt qua phía trước, Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức mở cửa xe, cùng ông ta cách xa nhau một đường xe, nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Bóng dáng một trắng một đen, giống như gió bay lấp lánh. Phóng qua ngã tư đường, chạy lên phía trước, lần này, chính thức đấu nhau. Một chiếc xe vận tải, chở ba miếng thủy tinh cao 5 mét, chậm rãi dừng ở đèn xanh đèn đỏ. Cả người hách dục hải như gió, vẻ mặt tức giận nhảy lên xe tải, lãnh mặc hàn cũng dậm chân vào một chiếc xe bên cạnh, cũng bay người lên xe tải, cách tầng thủy tinh đầy màu sắc, nhìn thấy hách dục hải sắp tung mạnh một quyền xuyên qua tầng thủy tinh sang bên này, anh chừng mắt, cả người nổi lên ý chí chiến đấu trước nay chưa có, nắm chặt quả đấm, phát ra khí thế ngàn vạn sức lực, cũng cách ba tầng thủy tinh đấm mạnh về phía hách dục hải. Bóng dáng một trắng một đen, hai quả đấm mạnh mẽ đồng thời tung qua ba tầng thủy tinh, dầm một tiếng, rất nhiều thủy tinh đầy màu sắc vỡ nát bay ra, quả đấm của hai người phá vỡ tầng thủy tinh dày đánh nạnh vào trên lồng ngực đối phương, thân thể hách dục hải nhanh chóng bắn ra phía sau, nện mạnh trên mặt đất, khuôn mặt đong cứng hơi nôn ra máu, thân thể lãnh mặc hàn cũng nện mạnh ở trên mặt sàn, tay đè chặt nơi lồng ngực, trong miệng tràn máu tươi. Một chiếc xe thương vụ lái tới, lập tức đón lấy hách dục hải, lãnh mặc hàn lại gần như ngất xỉu ngã nằm trên mặt đường nhựa, trong miệng từng dòng máu tươi tràn ra, thế nhưng thân thể anh lại co quắp một trận, nghiêng mặt nhìn trời xanh mây trắng, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng thiên đường, tầng tầng thật sâu, biến thành một chút nhớ nhung, gọi. Tiểu Nhu, chương 1079, dòng họ La Thị khách sạn Á Châu. Hai chiếc xe Rolls Royce cùng chạy tới, tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính Vũ đồng thời nhanh chóng xuống xe, khuôn mặt đông cứng vừa đi vào bên trong, vừa nghĩ buổi chiều hôm nay, các công ty con của tập đoàn Hoàn Cầu ở trong nước, bị dao động không ít, mà thị trường chứng khoán hơi có biến động không bình thường, dẫn tới văn bản phê duyệt của chính phủ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít phiền toái, dần dần thấy xu hướng gió mây mờ mịt, hai vị chủ tịch đã từng hô mây gọi gió, nhất định hiểu nguyên do trong này. Bên trong đại sảnh khách sạn, tất cả quản lý cùng nhân viên tiếp tân, còn có tất cả nhân viên, nhìn thấy hai vị chủ tịch, cũng lập tức đứng tại vị trí của mình, cùng hơi không người gật đầu chào, giám đốc Hoác Minh nhanh chóng bước ra thang máy, nghênh đón hai vị chủ tịch. Ừm, mấy ngày nay, khách sạn ở mọi người lo thi thăng chức và thi đấu chuyên gia hầu rượu, ông cũng hết sức rồi, đi làm việc đi. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói xong, liền cùng trang tính vũ dẫn hai thư ký trưởng, nhanh chóng đi vào bên trong thang máy. Vâng, Hoác Minh đành phải dẫn đám quản lý đứng ở bên cạnh thang máy, cung kính tiến hai vị chủ tịch. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lại nhanh chóng vọt lên trên. Tầng lầu tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi mới vừa được thông báo cho hai chủ tịch đột nhiên đến khách sạn Á Châu, lập tức buông xuống tất cả công việc trong tay, đi tới tầng 100 trước, dẫn đám thư ký, đứng ở bên ngoài cửa thang máy chờ đợi. Đinh, cửa thang máy mạ vàng chợt mở ra tưởng vĩ quốc và trang tính vũ khuôn mặt nặng nề bước nhanh đi ra ngoài nhìn thấy tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên đã đứng chờ ở một bên cũng không nói nhiều mà im lặng đi tới phòng làm việc tổng giám đốc đông anh và hai thư ký trưởng lập tức đến phòng giải khát thu xếp trà và bánh ngọt cho hai vị chủ tịch của mình thích uống tiểu đồng tự mình đẩy cửa chính phòng làm việc ra lặng lẽ chờ tất cả chủ tịch tổng giám đốc đi vào phòng làm việc xong ngay sau đó đóng cửa phòng bên trong phòng làm việc chuyện nữ nhân viên phục vụ phòng ăn bị bắt cóc là thế nào. Tưởng Vĩ Quốc bước tới ghế salon một người, buông cúp áo, một mình ngồi xuống, trang tính vũ ngồi trên ghế salon ở bên cạnh, vẻ mặt hơi lộ ra nghiêm túc, nhìn con trai. Trang hạo nhiên khuôn mặt nặng nề suy nghĩ một chút, mới đi tới ghế salon ngồi xuống, cứ nói thật hiện tại tạm thời không rõ tung tích, chưa biết sống chết. Pháp Y đang căn cứ hình ảnh trước và sau khi bị hại, tiến hành so sánh, trong lúc Mạc Hàn đang truy xét chuyện này, vô tình gặp được Hát dục hải, hai bên đánh nhau, anh ấy cũng bị thương vào bệnh viện. Trang tính vũ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang hạo nhiên, giống như đang suy đoán hỏi, chuyện này, có phải vừa vặn xảy ra lúc hoàng hôn hay không? Tưởng thiên lối cũng ngồi ở bên cạnh Trang hạo nhiên, nhìn Trang tính vũ gật đầu, cung kính nói, đúng vậy. Mặc hàn cùng tịnh kỳ của phủ thủ tướng, lúc hoàng hôn hôm nay, phái người tiêu diệt căn cứ của Hát dục hải. Đoán chừng đây là nơi ẩn núp lớn nhất ở trong nước của ông ta, trong lúc tiêu diệt, tịnh kỳ còn phát hiện một số lượng lớn súng ống đạn dược buôn lậu và không ít báu vật quốc gia, theo dấu vết tìm kiếm lúc ấy, hẳn là lưu trữ không lâu, liền bị di rời. Tưởng vĩ quốc im lặng ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt hơi lóe lên, sau khi tự hỏi, mới lạnh lùng mở môi mỏng, chậm rãi nói, hôm nay lúc hoàng hôn, hoàn cầu chúng ta không ít công ty nêm yết ngoài thị trường, hơi có vẻ dao động, mười mấy văn bản phê duyệt bị chính phủ vô tình hay cố ý che giữ hồ sơ, bây giờ trong người thủ tướng vẫn ôm bệnh nhẹ, chắc chắn sẽ không trông nom việc của chúng ta, ủy viên trương quý nhân bận rộn, chúng ta không dám quấy rầy thêm nữa, nhưng mối quan hệ giữa quan chức và thương nhân vẫn luôn mập mờ. Có người lấy quyền lực để giao dịch, giao dịch không thành, tự nhiên muốn bắt hoàn cầu chúng ta chịu sao. Hai người các con chọc ra một đống chuyện, nên xử lý thế nào? Trang hạo nhiên không lên tiếng, tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cha, nghiêm túc nói, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính Vũ cùng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp nhìn cha và Trang Tính Vũ, thản nhiên nói: Gần đây hoàn cầu xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là bí mật hoàn cầu, rồi đến sự kiện rượu đỏ. Tất cả mọi chuyện đều là mối quan hệ không rõ ràng giữa quan chức và thương nhân, dẫn đến kết quả cuối cùng. Giống cha, cả đời thán phục nhất là tăng Quốc Phiên, nhưng bản thân ông ta chìm nổi trốn quan trường cũng cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt. Quyền lực quả thật là thứ dùng tốt hơn so với tiền. Thậm chí nhiều lúc dùng tiền cũng mua không được. Hoàn cầu chúng ta là một tập đoàn xuyên quốc gia, tự nhiên không thiếu được chính phủ vun đắp, cũng không thiếu được chính phủ giám sát. Thế nhưng tại sao nhiều năm qua chúng ta vẫn không thể thoát khỏi bóng ma? Cũng là bởi vì chúng ta cũng e ngại. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính Vũ đồng thời im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn hai vị chủ tịch, vội nói chúng ta e ngại khi phá vỡ tầng cửa sổ này. Quan hệ trở nên gần hơn, xa hơn, đều không phải là kết quả tốt nhất. Thậm chí chúng ta đã quên mất, năm đó tưởng, Trang, hai ông nội cùng chủ tịch Đường sở dĩ không sợ mà đi đến hôm nay, không vì cái gì khác, chính là vì một chút tín ngưỡng. Qua nhiều năm như vậy, dưới sự hướng dẫn của cha cùng chú Trang, hoàn cầu đi vào thời đại huy hoàng nhất, mà con vẫn chưa từng quên ông nội đã nói qua một câu khi ông ở đỉnh cao sự nghiệp, cả đời con vẫn nhớ. Ông nội nói, nếu cuộc sống chúng ta đơn độc có thể chứa đựng thứ gì đó, thật ra không nhiều lắm. Khi một người lãnh đạo đi tới đỉnh núi, nếu như anh ta chỉ đứng ở chỗ cao trải nghiệm một chút hư vinh và tịch mịch của riêng mình, cũng không xứng làm một người lãnh đạo. Bởi vì một người chính thức có thể dẫn dắt đội ngũ, nhất định phải hiểu người đang đi lên, lòng đang đi xuống. Hai tròng mắt Trang Hạo nhiên hiện lên mấy phần nụ cười, nghiêng mặt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên lỗi lại nhìn về phía hai người lớn tuổi, sau đó cẩn thận nói, con hiểu rõ, hiện tại hoàn cầu trong tay của con, con có trách nhiệm rất lớn. Bởi vì một bút một giấy, là có thể quyết định tất cả. Trước kia quyền là quả cân, cũng là trọng lượng, một chút sức nặng, đời đời truyền dạy, hôm nay con nhận lấy, tất nhiên hiểu rõ, bằng sức lực của một mình con, không làm được chuyện. Quyền trong tay con là sức hơn 3 triệu công nhân viên hoàn cầu chúng ta. Hiện tại trong lòng con chứa là hàng triệu người hoàn cầu. Nếu chúng ta không thể coi trọng tín ngưỡng, chỉ coi trọng quyền lực và lợi ích, như vậy tương lai còn có rất nhiều người nắm giữ quyền cao chức nặng sẽ muốn tới chia một chén súp với hoàn cầu, thậm chí bởi vì không hợp tác được, cho con rất nhiều bẫy dập. Hôm nay là thời đại hoàn cầu ngày càng lớn mạnh, chúng ta càng phải tuyên dương công ty lấy tinh thần và tín ngưỡng của con người làm gốc. Chúng ta vì một chút tinh thần này, cam tâm tình nguyện thụt lùi lại 300 năm nhưng con bước một bước, chính là một thời đại. Trang tính vũ nở nụ cười, nhìn tưởng thiên lỗi. Hai chồng mắt tưởng vĩ quốc cũng lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn con trai. Tưởng thiên lỗi lại nhìn hai người, vội nói, hôm nay đừng nói là vì một nhân viên nho nhỏ của phòng ăn ngựa tôn. Mặc kệ là ai, chúng ta thân là người dẫn đầu xã hội đều phải hợp thời bỏ xuống tư thái, xem một chút người dưới chân cần thương cảm. Chỉ có như vậy, chính phủ và chúng ta mới có thể chính thức hợp tác hợp tác đàng hoàng rõ ràng, cho nên lúc hoàng hôn hôm nay, tưởng thiên lỗi con không sợ. Nếu như ai muốn nhắm vào hoàn cầu chúng ta, con tự nhiên đón gió lướt sóng. Hôm nay, mặc kệ xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tưởng thiên lỗi con một mình chịu trách nhiệm. Trang hạo nhiên lại hơi nở nụ cười, hai mắt lóe lên ánh sáng, cùi trỏ dựa nhẹ ghế salon, ngồi vẻ hơi thoải mái. Không có ai muốn con một mình chịu trách nhiệm. Lúc này tưởng vĩ quốc nhìn con trai, lộ ra khí phách, hai mắt lóe ra sắc bén, nói, mặc kệ người đó đang làm quan, muốn động vào hoàn cầu tôi, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu ông ta muốn giao dịch với tôi, nhất định phải đàng hoàng rõ ràng, nếu không, hoặc là tiếp tục làm con chuột trong cống rảnh, hoặc là hóa rồng làm hổ đấu với chúng ta một trận. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới lên tiếng, nhìn tưởng Vĩ Quốc nói, con cảm thấy chuyện này, bọn họ kiêng kỵ chúng ta phát hiện ra bí mật quá nhiều, từ đó tung ra tin tức, cảnh cáo chúng ta cho nên chúng ta cũng không có cần thiết cứng đối cứng. Trang tính vũ nghe nói như vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn con trai, nói con có cách. Hiện tại cả thị trường chứng khoán của Hoàn Cầu đang giao động, bên châu Âu cũng nghe được tin tức, không ít thành viên hội đồng quản trị, dối rít dò thăm tin tức này, tình trạng hết sức không ổn. Trang hạo nhiên thoải mái mỉm cười, tựa vào trên ghế salon, sắc mặt dần dần thu lại, mới hơi lộ ra khí thế nói, người bên châu Âu vốn tương đối nhạy cảm, nhất là người anh, mặc dù toàn bộ hệ thống kinh tế đều tại châu Âu. Nhưng không ai không muốn phơi bày, cũng không chấp nhận gian dối. Hoặc thực sự cầu thị muốn biết, có đôi lúc lại không dám đối mặt sự thật, như vậy nếu vào lúc này thích hợp cho hoàn cầu chúng ta có thể đẩy mạnh dự án khách sạn dưới nước, thay đổi toàn bộ vốn đầu tư của chúng ta mà cho phép nhập cổ phần. Lợi dụng bầu không khí vui vẻ của cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, lại tuyên truyền, cân nhắc, so sánh tầm quan trọng một lần nữa, đẩy ra kế hoạch đầu tư trang tính vũ hiểu con trai liền trực tiếp nói con có ý tưởng đầu tư trang hạo nhiên mỉm cười hơi nghiêng người tới trước nhìn cha vội nói con trở về nước trong khoảng thời gian này từng có tiếp xúc với tổng giám đốc hàn tập đoàn hàn thị biết anh ấy đối với khách sạn dưới nước cũng cảm thấy có chút hứng thú chỉ là con không muốn chia sẻ thời khắc đỉnh cao với người khác nhưng sau khi khách sạn dưới nước của chúng ta xây xong con có thể sẽ bàn với anh ấy về kế hoạch khách sạn dưới nước ở các nước châu âu trước mắt con đã dặn thuộc giao sửa lại một phần kế hoạch gửi cho anh ấy. Nếu anh ấy chấp nhận hợp tác với hoàn cầu chúng ta, như vậy. Mặc cho bao nhiêu người muốn bắt ép hoàn cầu chúng ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là con nhìn chúng anh ấy mở ngân hàng quốc tế ở rất nhiều nước trên thế giới. Về mặt đầu tư nguồn vốn và chuyển tiền hết sức tiện lợi. 8 giờ tối nay, đoán chừng con có thể nhận được tin tức của anh ấy. Chỉ cần xác nhận, chúng ta ngay lập tức mở cuộc họp báo, công khai tin tức này, tạm thời phân tán cục diện thị trường chứng khoán dao động. Tưởng Thiên Lỗi cũng nói tiếp, đến lúc đó, chúng ta lại tung ra tin tức chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh, tống kế vĩ xây dựng khu resort, phân tán sức chú ý của công chúng. Sau đó thừa dịp ông ta thuận lợi vui vẻ, lúc đắc y tính toán thu mua hai công ty đầu cơ của chúng ta, lại tuyên bố ông ta bị món nợ quần người, hoàn cầu chúng ta làm thiên sứ trắng, tốt bụng cho ông ta một khoản tiền, miễn cưỡng thu mua tập đoàn Duy Hy Thịnh của ông ta. Cái này không chỉ thể hiện hoàn cầu chúng ta thực lực hùng hậu, hơn thể hiện của chúng ta lấy người làm gốc. Hai anh em nhà này tính toán cùng nhau bóp chết tống kế vĩ. Tưởng vĩ quốc đối với cái kế hoạch này, bày tỏ đồng ý. Chỉ là, ngân hàng của cậu ở Anh còn chưa đủ nhiều sao. Không ngờ còn đánh chú ý tới ngân hàng quốc tế của Hàn Văn Hảo. Cậu quá bận rộn không? Sợ người trong thiên hạ cũng không biết cậu có tiền. Tưởng thiên lỗi nói xong, liền quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, cố ý châm chọc anh. Trang hạo nhiên không nhịn được cười nhìn hướng tưởng thiên lỗi, nói ai sẽ ngại tiền nhiều hơn. Anh có thể không biết, nhà máy rượu vang Lapi nổi tiếng nhất nước Pháp đã từng thuộc về một ông trùm ngầm của đế quốc tài chính, Mayer Rothschild, lúc ấy năm anh em dòng họ la thị một tay nắm tài chính nước Pháp, một tay giúp đỡ Hoa Kỳ, Morgan, ngân hàng quốc dân số 1 số 2 tại Mỹ. Tất cả mọi người nói, trước thế chiến thứ hai, đảng dân chủ nước Mỹ thuộc về dòng họ Morgan, Đảng Cộng hòa thuộc về dòng họ Rockefeller. Nhưng rất ít người chú ý tới, người hai dòng họ này đều thuộc về dòng họ La thị. Cho nên tôi nói, làm người phải khiêm tốn, làm việc phải lên giọng. Anh có ý tứ muốn đầu tư vào ngân hàng anh của tôi hay không? Tôi cho anh 2% lãi suất. Những lời này là nói đùa. Tưởng Thiên Lỗi lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh, xinh đẹp, lạnh lùng nói, tại sao tôi phải đầu tư vào ngân hàng anh của cậu? tôi và cậu cũng không phải là anh em. Lời này vừa nói ra, Trang Hạo Nhiên chỉ khẽ nhíu mày, lộ vẻ nụ cười trêu chọc, tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính Vũ không nói nên lời nhìn anh. Nếu có thời gian đấu vỏ mồm, không bằng đặt vào chuyện chính. Tưởng Vĩ Quốc hơi lộ ra bất mãn nhìn hai người này, tức giận nói, chúng ta đang bàn bạc tất cả mọi thứ, điều kiện tiên quyết là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu có thể thuận lợi tiến hành, mà khả hình có thể thuận lợi lên cấp cuối cùng trận chung kết nếu không, tất cả đều nói bừa, mặc cho con làm sao quay ngược lại 300 năm, bước một bước vẫn rất cực khổ. Bây giờ không có nghĩ đến, một kế hoạch lớn như vậy lại đặt tải trên người một mình khả hình, nghe nói hôm nay còn xảy ra chuyện không may, bản thân của cô ấy bị giết hại. Suốt cuộc cô ấy có thể an tâm tham gia thi đấu hay không? Đây là chuyện tưởng vĩ quốc và trang tính vô tương đối lo lắng. Trang hạo nhiên nghe nói như vậy, sắc mặt từ từ thu lại, mắt nhìn phía trước, ngôn ngữ hơi lộ ra mấy phần cảm xúc, lại vẫn cứng rắn nói cô ấy sẽ khôi phục. Bởi vì cô ấy không chỉ là đường khả hinh, cô ấy còn là con gái của đường Trí Long, tổng quản lý bộ phận kinh doanh rượu hoàn cầu. Thậm chí, cô ấy là một người quan trọng tương lai, chịu trách nhiệm đưa rượu đỏ Trung Quốc đi về phía thế giới. Lúc nào cô ấy cũng sẽ nhớ trách nhiệm này, cho dù bi thương nhất, cô ấy mãi mãi đều sẽ nhớ kỹ trách nhiệm này. Trường 1080, trời đã sáng. Ban đêm, mưa phùn bồng bềnh. Khách sạn Á Châu, bởi vì sắp bắt đầu thi đấu chuyên gia hầu rượu, tối nay rất nhiều nơi thực hiện giới nghiêm, thậm chí bởi vì chính phủ ủng hộ mà phái tới rất nhiều đặc cảnh, tuần tra bên ngoài, bảo đảm cả hiện trường thi đấu tiến hành thuận lợi. Đại sảnh, một cơn gió lạnh thật mạnh mẽ lùa vào. Nhân viên tiếp tân và quản lý đại sảnh còn có phó quản lý đại sảnh, mặc vào thêm áo khoác dày màu trắng phòng đồng phục mới đưa tới đều đang nói tối nay nhiệt độ đột nhiên giảm xuống càng lúc càng thấp, làm cho lạnh càng thêm lạnh. Bọn họ vừa nói chuyện, vừa thở ra khí lạnh, bởi vì nơi gần bờ biển, nhiệt độ hơi thấp hơn vài lần so với những nơi khác. Lúc này Nhã Tuệ mới vừa ở văn phòng đi ra, vẫn mặc đồng phục màu trắng, cùng người phụ trách bộ phận kinh doanh rượu, người phụ trách hầm rượu, quản lý, cùng nhau kiểm tra hầm rượu. Lúc này từ Trạch Minh là quản lý quầy tiếp tân, cũng phải cùng nhau cùng đi qua. Mọi người che dù, đội mưa lạnh, cùng nhau đi tới hầm rượu. Kỳ lạ, từ trạch minh tay chống cây dù, cùng nhã tuệ đội gió mưa lạnh léo đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn sang mấy quản lý khác, nói tại sao đột nhiên phải tuần tra hầm rượu cứ 3 giờ một lần. Hay tạm thời đổi phương pháp, làm cho tôi không hiểu ra sao. Rõ ràng cũng có thể tan việc, tối nay giống như trực ca đêm. Vợ tôi gọi điện thoại tới kiểm tra, còn tưởng rằng tôi lại cùng nữ nhân viên phòng ăn đi uống rượu. Mọi người nghe, bật cười một trận. Nhã tuệ vừa đi về phía trước, cũng vừa hơi lộ ra ngạc nhiên suy nghĩ một chút, nhìn con đường nhỏ đi thông hầm rượu, quanh co khúc khuỷu, rất ẩm ướt, đèn đường hai bên chiếu dọi vũng nước trong suốt, cô liền tùy ý nói một câu, có phải là Bởi vì trời mưa, sợ hầm rượu có chút ẩm ướt hay không? Phốc, mọi người lại cười một trận, nhất là quản lý trần trông coi hầm rượu, anh sảng lãng cười nói, tôi trông coi hầm rượu nhiều năm rồi, mỗi lần trời mưa đã phát điên sông vào bên trong, bên ngoài ướt đẫm bên trong khô giáo đấy mặt của nhã tuệ lập tức đỏ bừng nhìn xung quanh quản lý và tổ trưởng đều đang không nhịn được cười sau lưng mấy người trợ lý đi theo cũng không nhịn được cười liền có chút bất đắc dĩ cười nói được rồi tôi chỉ nói đùa không phải nói đùa sao ghét quản lý hầm rượu quản lý trần vẫn nhìn nhã tuệ cười nói cô cũng không biết núp ở trong hầm rượu là một chuyện vô cùng thú vị nhất là lúc gió to mưa lớn sóng biển vỗ thẳng vào vách tường hầm lưu trữ sẽ truyền đến từng trận tiếng gõ cửa thật giống như người không lồ trong harry potter cạch 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 có đôi lúc những thùng rượu cũng sẽ hưởng ứng âm thanh kia cạch 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 làm cho nhân viên nữ chúng ta ở trong hầm rượu hoảng sợ đến nói không ra lời anh lại cười thoải mái một trận thật không nhã tuệ có chút tin tưởng thật quản lý trần trực tiếp đáp lời cô nghe anh ấy nói khoác người nào không biết anh ấy là thần nói khoác của khách sạn Á Châu. Từ Trạch Minh không nhịn được bật cười nói, "Ôi, tôi nói thật đấy." Quản lý Trần vừa che dù, đi về phía hầm rượu không xa, vừa cười nói, "Không tin mọi người đi vào nghe một chút. Nhất là gần đây hầm rượu dưới đáy biển chúng ta sắp khởi công, liên thông với bên này của chúng ta đấy." Âm thanh cạch, cạch, cạch kia, gõ thật dễ nghe. Bởi vì hầm rượu dài, có hơn 600 hang động nhỏ, cho nên hồi âm rất thú vị. Có lần thư ký của tôi thừa dịp tôi không chú ý, mấy con bé chuồn êm đi vào chơi. Còn cầm điện thoại di động, nấp ở trong động phát tình ca, bài hát này có thể ở bên trong hát hơn 600 lần. Phốc, lần này nhã tuệ không nhịn được bật cười, biết anh nói khoác rồi. Cô thấy chưa, chính là nói khoác có đúng không? Từ trạch minh không nhịn được trêu cô. Vậy thì vào xem một chút, quản lý Trần không phục, dẫn bọn họ cùng đi tới lối vào hầm rượu, nhìn hầm rượu đã phái hơn 10 người canh giữ, trong đó có 20 người, mặc đồ rằn di, tay cầm súng máy, cùng bọn họ tiến vào hầm rượu. Hầm rượu thật sâu thật dài, ngay chính giữa vẫn là mấy chục ngọn nến đỏ thẫm đang cháy, rất dịu dàng chờ đợi, mà xung quanh thùng gỗ sồi nặng vài tấn rất uy nghiêm đặt hai bên trái phải, quản lý trần dẫn các quản lý, tổ trưởng cùng nhau đi vào bên trong, không nhịn được ở trong đêm khuya mưa rơi, ngâm nga một ca khúc, tay cầm đèn pin tia tử ngoại, nguồn ánh sáng không dễ dàng ảnh hưởng chất rượu trong bình, nhưng hơi tối một chút. Nhã tuệ đi dọc con đường quanh co tiến vào bên trong hang sâu, quả nhiên nghe được âm thanh tương tự búa sắt gõ mạnh vào trụ sắt, âm thanh kéo dài hết sức lâu, giống như thời cổ đại truyền đến, xung quanh hang sâu mỗi sáu bước, cũng mở đèn tia tử ngoại, cô vừa thần kỳ đưa ngón tay ngọc thon dài, vuốt ve những vách tường lồi lõm nhấp nhô, trong lòng cô từ từ lắng động, thậm chí cảm thấy hơn 600 hang sâu chuyển tới tầng tầng mùi rượu, không ngừng xô về phía mình, giống như nâng linh hồn của mình lên. Cô không nhịn được dịu dàng mỉm cười, nói tôi đã từng xem qua một bộ sách rượu đỏ, nói, đồng hồ thuộc về thời gian, chuông thuộc về năm tháng. Đồng hồ là dụng cụ đo sinh mạng con người, ghi lại nhịp đập trái tim của con người. Mà tiếng chuông là không thuộc về bất cứ ai. Khi chuông gõ vang, đồng thời cũng vang lên lịch sử minh mông trong hồi ức. Quả nhau hoàn toàn giống như đồng hồ, ghi chép bốn mùa năm đó mà hầm rượu chịu trách nhiệm trưng cất rượu truyền thống giống như tiếng chuông vang năm tháng, thanh xuân của nho trôi qua nhưng hầm rượu vẫn còn. Ơ, ờ, từ Trạch Minh vừa đi tới khu rượu xâm banh nguyên chất của Pháp, vừa đi vừa xoay người, nhìn cô cười nói, tối nay quản lý Lưu của chúng ta chợt có hứng thú làm thơ à? Mặt của Nhã Tuệ vừa đỏ bừng, đứng ở một góc trong bóng tối, hơi lộ ra mấy phần mềm mại xoay người nhìn từ Trạch Minh, cố ý cười nói, anh và quản lý Trần mỗi ngày nói dốc cũng không cho phép tôi nói thật một câu. Tôi nói thật, nếu như trong lòng có người, nên nhanh chóng thổ lộ. Nếu như có người cần nói xin lỗi, nhanh chóng nói xin lỗi, có người cần nắm bắt thì nhanh chóng nắm bắt, mặc kệ anh ta đang ở hoặc không có ở đây, bởi vì thời gian xem ra có chút vô tình, ngược lại hầm rượu có vẻ trung thành hơn. Cô nói xong, tiếp tục từ trong bóng tối đi về phía Từ Trạch Minh, không có lưu ý, cách cô khoảng 8 cm nơi chỗ tối có một khuôn mặt phụ nữ đang khẽ nở nụ cười nhìn cô, lại im lặng. Nhã tuệ không có lưu ý, tiếp tục đi về phía trước, lại không khỏi cảm thấy sau lưng có một trận lạnh lẽo, cô không nhịn được run rẩy, lại theo đuổi sát bọn từ trạch minh đi về phía trước. Âm thanh búa sắt gõ vào cột sắt, từng hồi truyền đến. Âm thanh này là bình thường, từ trạch minh dừng ở ghi chú khu rượu hot me dog của Pháp, bên ngoài hang động, bởi vì ghi chú không có từ cấp bậc tổng giám đốc trở lên ký tên, không được đi vào liền không có lựa chọn đi vào mà hỏi quản lý trần bình thường bình thường nơi này âm thanh gì cũng có được rồi kiểm tra xong rồi đi 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 tan việc quản lý trần giữ ở chỗ này hơn mấy năm cho tới bây giờ cũng không có xảy ra chuyện liền yên lòng xoay người đi vào bên trong trước mặc dù từ trạch minh nghi ngờ vẫn chỉ đứng ở nơi đó nhìn vào bên trong một chút liền kéo bả vai nhã tuệ đi ra ngoài vừa đi vừa nói lạnh quá mau trở về ngày mai sẽ rất bận rộn thi đấu chuyên gia hầu rượu cũng sắp bắt đầu nghe nói ngày mai còn có quan chức tham gia khả hinh nhà cô chuẩn bị xong chưa nhã tề cười khẽ theo anh đi về phía trước cũng rất nhớ khả hinh không biết bây giờ cô đang làm gì đành phải dịu dàng xúc động bước lên cầu thang đi lên hầm rượu nói hy vọng cô ấy có thể chuẩn bị tốt hy vọng thời tiết trong sáng tẩy rửa sạch sẽ nước mưa hôm nay nói xong hầm rượu lập tức khôi phục lại yên tĩnh chỉ có bóng dáng trong bóng tối, chậm rãi đi ra, nhìn bọn họ từ từ đi xa. Tòa nhà chuyên gia hầu rượu. Đường khả hình như đã khôi phục ý chí chiến đấu, biết thời gian không nhiều lắm, liền theo bản năng khoác cái chăn, ngồi ở trên bàn đọc sách theo phong cách châu Âu trước cửa sổ sát đất, mở đèn bàn cổ xưa, trong ánh đèn vàng chiếu rọi xuống, cô đeo mắt kính đen, mặc cho trước mặt một đống sách rượu đỏ mở ra sốc sách. Cô lại vô thức nhớ tới hôm nay bà gióc mở cuộc họp báo công bố phạm vi liên quan đề thi, bà nói đến để thi vòng thứ hai, vòng thứ ba không thuộc phạm vi tham khảo, nhưng bà lại nhắc nhở mỗi giám khảo cũng sẽ hỏi mình về vấn đề bọn họ chú trọng. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ đến vấn đề này, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trang web rượu đỏ ở trước mặt, bên trong đều là tài liệu rượu đỏ thế giới. Cô lại cau mày, vẫn suy nghĩ vấn đề này, cái gọi là vấn đề chú trọng là liên quan đến bản thân bọn họ hay liên quan đến cái gì? Cô đột nhiên nhớ đến lúc trước thầy giáo đã từng tâm sự, giới rượu đỏ ở phương Tây, cách nhìn của mỗi người đối với rượu đỏ đều không giống nhau. Có người đơn giản theo đuổi cực hạn hưởng thụ của vị giác, có nhiều người bởi vì một chút tín ngưỡng, mang theo dòng máu giê thậm chí cũng có quan hệ trực tiếp với tôn giáo. Thậm chí có một số người, trực tiếp xem rượu đỏ và triết học có mối có quan hệ nhau. Nhưng mặc dù rượu đỏ có thể khiến người ta phóng khoáng, nhưng mỗi người đều có thế giới rượu đỏ của riêng mình, có giải thích sâu sắc đối với rượu đỏ, điểm giải thích này chỉ thuộc về mình, không thuộc về người khác. Ánh mắt của đường khả hình sáng lên, cô lập tức mở tài liệu trên cuộc họp báo, tỉ mỉ xem về các giám khảo chính, ngón tay từng hồi lật xuống, ghi nhớ ký tên của từng giám khảo chính, sau đó lướt web kiểm tra hành vi, động cơ của bọn họ đối với rượu đỏ và lịch sử rượu đỏ. Khi ngón tay thon dài của cô lật đến tên Trang Hạo Nhiên, ánh mắt của cô sáng lên, lập tức nghĩ tới Trang Hạo Nhiên. Anh là người quen thuộc em nhất sao? Hay vẫn thuộc về thế giới rượu đỏ của riêng anh, em vẫn không thể hiểu rõ đến cùng, anh còn có bí mật gì sao? Cô gái này lập tức nắm chặt đôi tay, làm dấu cầu nguyện, cúi xuống, thở dốc. Ngoài cửa sổ từng trận mưa ào ào rơi xuống, giống như giọt lệ, từ trước cửa sổ sát đất trong suốt chậm rãi tràn xuống. Cái bóng lưng này, ở trong đêm dài tiếp tục xem tài liệu sắp tiến hành thi đấu, dần dần, bạn sẽ phát hiện, cô gái trước cửa sổ, thỉnh thoảng đi tới, thỉnh thoảng đi lui. Thỉnh thoảng tay cầm tài liệu rượu đỏ, dừng lại ở trước cửa sổ sắt đất, ngẩng mặt có chút phiền não suy nghĩ chuyện gì, sau đó không tự chủ đi vào gian phòng. Thật lâu thật lâu sau, phòng khách chỉ còn lại ánh đèn, vẫn dịu dàng phát ra ánh sáng. Mà cái bóng dáng kia, không thấy xuất hiện tại trong phòng khách nữa. Sau đó thật lâu thật lâu, khá dài giống như một thế kỷ như vậy, rốt cục cơn mưa cũng đã ngừng. Trời sáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1081, cuộc thi đấu 1. 8 giờ sáng, biển rộng mênh mông, từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt, mặt trời đỏ từ từ dâng lên, chiếu ra ánh sáng rực rỡ, mặt biển sóng xô lấp loáng, dần dần nhấp nhô tập trung sức mạnh, không ngừng xô về phía thế giới tương lai. Khách sạn Á Châu, tòa nhà màu trắng huyền thoại, lập tức cũng được ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, huy hoàng đứng vững ở trong trời đất, cuối cùng cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu đếm ngược thời gian còn lại hai tiếng đồng hồ kích động lòng người. Tất cả lực lượng ngủ say, giống như lập tức thức tỉnh, mấy chục con hải âu trắng, như mũi tên dương cánh bay về phía khu kiến trúc màu trắng tầng tầng, giống như sứ giả thượng đế, mang đến thời khắc phấn chấn lòng người. Bên trong vườn hoa khách sạn Á Châu, khắp nơi hoa rực rỡ, hoa cam, hoa nhạn hồng lai, hoa chuối tây, phù dung, trà mai, nguyệt quế, lan hồ điệp rối rít tranh nhau khoe sắc, trải qua mưa cả đêm hôm qua, rất nhiều cánh hoa vẫn đọng nước đêm qua, đang từng giọt nhỏ xuống đất, lá xanh biếc, lao sao lay động, dối rít nghênh hợp âm thanh nước mưa tí tách rơi xuống, 20 nữ nhân viên mặc đồng phục màu đen, đón buổi sáng kích động, nhanh chóng đi tới đại sảnh khách sạn. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng, bắt đầu từ từ quanh quẩn ở tầng chót khách sạn Á Châu, rất nhiều đặc cảnh cũng bắt đầu quanh quẩn dưới nghiêm địa phận khách sạn Á Châu, cả đại sảnh khách sạn Á Châu bởi vì cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu mà trở nên nghiêm túc và yên tĩnh. Nhân viên tiếp tân được phái đến đại sảnh tầng 80 của khách sạn Á Châu, chủ trì công việc tiếp đái, hơn 30 nhân viên nghiệp vụ của Hiệp hội rượu đỏ đến từ các nước trên thế giới, mặc váy đồng phục màu vàng nhạt, đeo thẻ làm việc. Tay cầm tài liệu, nghiêm túc đứng ở nơi tuyên truyền lầu 1, khe khẽ thầm thì chuyện gì? Vào lúc này, Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ dẫn dắt Vitus Lauren, Jackson, bà Gióc còn có bác dịch vân vân, mặc đồng phục màu đen của Hiệp hội rượu đỏ, trước cổ áo đồng phục đeo huy hiệu nho tím bằng đá sapphire, dẫn giám đốc khách sạn Hoác Minh, cùng nghiêm túc từ bên trong thang máy đi ra, tràn đầy khí thế đi ra phía bên ngoài đại sảnh khách sạn Á Châu. Một cơn gió biển mãnh liệt thổi tới. 20 nữ nhân viên mặc đồng phục màu xanh đen, chia ra hai bên ở ngoài đại sảnh khách sạn, một đầu thảm đỏ dài gần cây số, trải thẳng tới đường lớn Tân Hải bên ngoài khách sạn Á Châu, đứng mấy chục cảnh sát bảo vệ chặt ở bên ngoài, gần một ngàn truyền thông và phóng viên đài truyền hình đã sớm không kềm chế nổi. Ở bên ngoài đường danh cảnh sát, giờ ống kính và máy ảnh kỹ thuật số, xa xa nhìn bên đầu kia khách sạn Á Châu, vẫn một mảnh nghiêm túc yên tĩnh, không có thả ra một chút manh mối. Có một phóng viên chụp ảnh không nhịn được nhắc cổ tay, nhìn thời gian, vừa đúng 8 giờ, anh ta liền kích động kêu lên, đúng 8 giờ rồi. Lúc này Hoác Minh nhanh chóng bước ra đại sảnh khách sạn Á Châu, đầu tiên nghiêm trang và cung kính nhìn thoáng qua mặt biển minh mông phía trước, trong phút chốc ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đếm ngược trên đỉnh hai con rồng, hiện lên 8 giờ, ông ta lập tức giơ tay, hơi kích động gọi, mở đèn. Vừa nói, ngọn đèn xoay tròn quấn duy băng đỏ đứng ở hai bên thảm đỏ, bắt đầu kích động, vui tươi di động, thậm chí theo thời gian trôi đi, thay đổi thành rất nhiều màu sắc, rất nhiều phóng viên và phóng viên đài truyền hình cùng nhân viên chụp ảnh, dối giết nhấn thẻ VIP. Khẩn trương đi đến máy chủ và địa điểm phỏng vấn, mà từng nơi khách sạn cũng từ từ bắt đầu mở đèn. Ở bên trong khách sạn, phóng viên quốc tế và biên tập tạp chí, một số tay giao nộp thiệp mời, chuẩn bị tiến vào chỗ ngồi khách quý trong đại sảnh khách sạn Á Châu. Quan sát truyền trực tiếp hiện trường thi đấu. 9 giờ bắt đầu vòng thi đấu thứ nhất, bài thi viết. Cho nên, đại sảnh khách sạn càng lúc càng nhiều phóng viên và khách quý thưởng thức, thậm chí còn có du khách, càng lúc càng tập trung, xôn xao bàn tán về cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu đẳng cấp quốc tế ai là ứng cử viên sáng giá, có người nói Kerry sẽ là chú ngựa ô cuối cùng, lại có chuyên gia bình phẩm rượu ngoài ban giám khảo đưa ra giải thích của mình nói, gần đây nước Pháp, Chile, Tây Ban Nha, hết sức coi trọng thị trường châu Á, cho nên mục tiêu ánh mắt rất có thể sẽ đặt ở trên người mấy chuyên gia hầu rượu châu Á. Nhất là đường khả hinh. Nhắc tới cái tên này, kèm theo quá nhiều tin tức, nhưng vào lúc này trong thế giới rượu đỏ, thân phận của cô tiếng tam lừng lẫy là học trò giỏi của Vitus. Vitus là nhân vật nổi tiếng giới rượu đỏ truyền thống của Pháp. Mặc dù ông từ chối bình phẩm rượu vì toàn giới rượu đỏ, nhưng cũng không có ai quên mất cả đời ông huy hoàng. Ông là hiệu trưởng trường rượu đỏ nổi tiếng của Pháp, càng là cố vấn của mười mấy trường rượu đỏ hoàng thất. Học trò do ông đào tạo ra đã từng sáu lần giành được quán quân cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, giải quán quân và á quân càng không đếm hết. Cho nên lần này, tự nhiên mọi người đặt tiêu điểm ở trên người của Đường Khả Hinh. Nhưng có người chẳng thèm ngó tới chưa bao giờ cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu cấp quốc tế giành quán quân nhỏ hơn 40 tuổi. Ông ta không ủng hộ một cô gái Trung Quốc 24 tuổi có nhiều hiểu biết rượu đỏ, thế nhưng lại ngược ông ta cảm thấy hết sức hứng thú đối với Lâm Tử Linh, bởi vì cô sẽ là đại sứ rượu đỏ của châu Á, nhưng cơ hội đoạt giải quán quân vẫn không cao. Từng trận náo nhiệt rối rít. Lúc này, hai chiếc Rolls Royce lại chạy tới khách sạn Á Châu, hai thư ký trưởng lập tức ở người trong đám người đông đúc, nhanh chóng mở cửa hai chiếc xe sang trọng nhất, tưởng vĩ quốc và trang tính vô cùng trầm mặt đi xuống xe, chia ra mặc tây trang một đen một trắng, nhưng cùng uy phong lẫm liệt cái cúc áo tây trang xong. Đầu tiên, khách sáo đi về phía chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, nói lời chúc mừng liên quan đến trận thi đấu khai mạc thuận lợi, trang tính vũ mỉm cười bắt tay với bà Gióc, hy vọng bà có thể phát huy hài hước đến cuối cùng. Không khí cả đại sảnh cũng một mảnh kích động, vui vẻ, mà cửa chính sảnh tiệc tầng 2 vẫn đóng chặt bí ẩn nghiêm trang, hai bên đặc cảnh canh chừng, camera giám sát suốt 24 giờ, toàn bộ tiết mục trực tiếp phát sóng ở đại sảnh khách sạn, sảnh tiệc 32 mét vuông nghiễm nhiên đã trở thành một địa điểm thi nghiêm túc, thiêng liêng, trang nhã, bên trong bảng vị trí ngồi bằng thủy tinh màu trắng cũng được theo quy cách hết sức nghiêm ngặt, vì rút ngắn quá trình thi đấu, chọn áp dụng nấc thang điểm cho 10 chuyên gia hầu rượu tiến hành thi đấu. Người số 1 đi vào hiện trường thi trước, người số 2 vào hiện trường thi cách người đầu 15 phút, thời gian người số 1 thi xong, nếu như điểm số hợp lệ, liền có thể đi vào hiện trường thi vòng thứ hai. Ba cô gái người Anh thuộc Hiệp hội Rượu Đỏ, tay cầm danh sách, xác định thứ tự người đầu tiên vào thi đấu. Mọi người đang trong quá trình xác nhận. Thời gian đang dần dần trôi qua, bên đại sảnh đông đúc náo nhiệt, mà bên lầu phụ được bảo vệ chặt chẽ nhất, đang hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe một chút tiếng va chạm cửa và bàn ghế, cuối cùng cũng biến mất, hồ bơi trước vườn hoa, giống như viên đá sapphire khổng lồ, phát ra ánh sáng hết sức đặc sắc, hai cánh cửa lầu phụ theo phong cách châu Âu, sân cỏ xanh biếc, cùng cây cối xanh tươi càng lộ vẻ thâm trầm, hết sức giống đình viện cổ của một quý tộc châu Âu ở thế kỷ nào đó, mà dần dần, bạn sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều nhân viên chuyên trách của Hiệp hội Rượu Đỏ. Vẻ mặt nghiêm túc, trong tay cầm tài liệu đi vào lầu phụ, xác định trạng thái dự thi của chuyên gia hầu rượu một lần cuối cùng với tất cả tình huống còn lại. Tầng lầu 12, tòa lầu chuyên gia hầu rượu nghỉ ngơi. Mỗi cánh cửa phòng đóng thật chặt, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng động của gsis nước anh đêm qua tầng lầu này còn truyền đến tiếng cười và nói chuyện say sưa lúc này tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh từng cánh cửa sổ sát đất phản chiếu bóng dáng chuyên gia hầu rượu dần dần mặc vào đồng phục màu đen đứng ở trước kính toàn thân cầm huy hiệu chuyên gia hầu rượu phía dưới lá bạch kim là quả nho màu tím thật cẩn thận cài lên trước cổ áo hơi thấy bóng dáng của lâm tử linh cũng mặc đồng phục màu đen tóc dài qua vai sắc mặt căng thẳng nhận lấy cái kẹp trợ lý đưa tới nhanh chóng tự mình làm, quấn tóc lên, bới thành một búi tóc, nhìn mình trong kính lần nữa, xem kỹ khuôn mặt, vừa sửa sang lại, vừa không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ trên tường, đã 8 giờ 20 phút. Ánh mặt trời rơi vào cánh cửa sổ thứ ba, phản chiếu ra một bóng dáng dịu dàng kiên định. Đường khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng bó sát người, váy ngắn đồng phục màu đen, mang giày cao gót màu đen 5 phân, xóa tóc dài qua vai, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi tới kính toàn thân trước cửa sổ sát đất của phòng khách, nhìn kỹ mình trong kính một cái, khuôn mặt trái xoan ửng hồng, hai mắt lóe lên, đôi môi hồng mím chặt, cô mân đôi môi một cái, thở ra một hơi, mới nói áo khoác đồng phục. Thơ ngữ nghe, lập tức cầm một cái áo khoác đồng phục màu đen bó sát người, đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh im lặng nhận lấy tự mình mặc vào, vẻ mặt nghiêm túc, đưa hai tay cài hàng cúc áo màu vàng, cài từng viên từng viên cúc áo, nhận lấy cái bao tay trắng lạp lặp đưa tới bao vào, lại nhận lấy huy chương quả nho tiên nhi đưa tới, thật cẩn thận cài ở cổ áo trước. Thơ ngữ lại nhanh chóng bưng qua một khay nhung màu xanh, phía trên có cái vòng buộc tóc bạch kim và một cái lược phong cách châu Âu. Đường khả hình cầm lược lên, đầu tiên nhanh chóng trải tóc đuôi ngựa thật cao, lại nhìn vào gương, cầm vòng buộc tóc bạch kim buộc lên mái tóc, trên trán không xốc xách một sợi tóc. Đường tiểu thư, cô có muốn bữa ăn sáng một chút hay không, lại đi à? Tiên nhi căng thẳng đứng ở một bên, vẫn có chút lo lắng nhìn đường khả hình, hỏi. Đường khả hình cũng không trả lời, mà đứng ở trước kính toàn thân, xem kỹ khuôn mặt của mình lần nữa, hài lòng đồ trang sức trang nhã, đồng phục vừa người, huy chương quả nho chiếu lấp lánh, cô thở vào một cái, lộ ra mấy phần kích động nhìn mình trong kính, ánh mắt gấp gáp, rồi lại nhanh chóng đẻ nén cảm xúc này, thở dài một cái, lại phát hiện không thể kéo dài, cũng không có cách nào. Thơ ngữ nhìn dáng vẻ của cô, liền quan tâm đi tới, nhìn cô nói, đường tiểu thư, cô đừng căng thẳng. Cô càng căng thẳng, có thể suy nghĩ sẽ càng loạn hơn. Tôi không phải căng thẳng, đường khả hình lại nhìn mình trong kính lần nữa, hai tròng mắt hơi lóe sáng, chính cô cũng không hiểu rõ suy nghĩ, chỉ im lặng xoay người, lúc này á là cũng nhanh chóng đi vào phòng, trong tay cầm tai nghe mini, đây là tai nghe lúc bắt đầu thi đấu, mình đã được trang bị tai nghe chuyên nghiệp, cô bước nhanh tới, biết đường khả hình hiểu, cũng không nói lời nào mà cầm tai nghe, nhét vào trong tai cô, mới nói cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó, dịch tốt từng câu cho cô. Không sai một câu nào để biểu đạt cho mọi người. Đường khả hình nghe nói như vậy, liền không nhịn được nghiêng mặt, nhìn lâm á lạc, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Thời gian sắp 8 giờ 30 phút, lúc này nhân viên hiệp hội rượu đỏ đã cầm tài liệu, đi vào phòng, hết sức lễ phép nhìn đường khả hình cười cười, liền dùng tiếng pháp hỏi đường khả hình về trạng thái thi đấu, đeo tai nghe có vấn đề gì hay không. Sau khi xác định tất cả không có trở ngại, liền mời cô lập tức ra khỏi phòng, chuẩn bị thi đấu. Đường Khả Hinh lập tức đứng ở giữa phòng khách, nghe cầu bắt đầu tham gia thi đấu, mặt của cô nữa không nhịn được trầm xuống, hai mắt lóe ra ánh sáng mấy phần kịch liệt và cứng rắn. Đường Tiểu Thư, cố lên, Tiên Nhi và Lạp Lạp cùng nhìn về phía cô, nắm chặt quả đấm, vẻ mặt thơ ngữ cũng đầy mong đợi nhìn cô. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn Tiên Nhi và Lạp Lạp, Nghiến cứng cười cười, thở dốc mấy hơi kích động, nhìn cánh cửa phòng mở ra, cô liền không suy nghĩ nữa, cất bước đi khỏi. Chương 1082, cuộc thi đấu 2. Đại sảnh khách sạn Á Châu. 8 giờ 30 phút, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ dẫn các giám khảo nhanh chóng đi ra đại sảnh khách sạn Á Châu, xếp thành đoàn, cùng đi về phía giữa khán đài màu tím ở quảng trường, cùng nhau đứng ở ngay vị trí chính giữa, ở trước mặt truyền thông toàn thế giới. Ở trước mặt của giám sát viên hiệp hội rượu đỏ quốc tế, tay trái ấn huy hiệu hiệp hội rượu đỏ, tay phải dơ lên, làm dấu tuyên thệ, nhất định sẽ công bằng chính trực, phát huy tinh thần và thái độ chuyên nghiệp nhất, đánh giá từng vị tuyển thủ và mỗi trận thi đấu. Trong quảng trường rất nhiều phóng viên, rối rít giơ máy chụp hình lên, chụp được khoảnh khắc kích động này. Đài phun nước tức tiếp giống như lập nhận cổ vũ, một bản nhạc Cismin, thật kích động, nhanh chóng kịch liệt bắn lên bọt nước cao 5m cũng nâng lên quả cầu thủy tinh ở giữa, nhanh chóng xoay tròn. Sau khi dám khảo tham gia tuyên thệ xong, hết sức kích động lòng người, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ lại dẫn mọi người nhanh chóng đi xuống khán đài màu tím, đón gió biển mãnh liệt. đứng xếp hàng ngay ngắn ở bên trái, vẻ mặt hết sức nghiêm túc và mong đợi. rất nhiều hải âu trắng bay về phía trước, lại muốn mang đến một thời khắc phấn chấn lòng người. một tràng pháo tay cuồng nhiệt vang lên. ánh mắt của tất cả phóng viên và khách quý toàn bộ tập trung. Rốt cuộc nhìn thấy các tuyển thủ thi chuyên gia hầu rượu đẳng cấp thế giới, mọi người mặc đồng phục màu đen, tinh thần thật tốt từ con đường đá xanh thật lớn bên trái đại sảnh khách sạn chậm rãi đi tới, dẫn đầu là Jay IESC, người tham gia thi đấu đầu tiên đến từ nước Anh, người thứ hai là Bastien, nước Pháp, người thứ ba là tuyển thủ Hu chia vốn được mong đợi trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu đẳng cấp thế giới, người thứ tư cũng là cựu chuyên gia hầu rượu Sijun, đến từ nước Pháp, người thứ năm là Lâm Tử Linh đến từ Nhật Bản, người thứ 6, vốn là ứng cử viên quán quân, Alex, người thứ 7 là Kerry, người thứ 8 là Giang Dĩ Thần, người thứ 9 là Thiên Thiên, người thứ 10, Đường Khả Hinh. Các chuyên gia hầu rượu cùng nhau cất bước đi về phía khán đài màu tím, dưới ánh đèn của phóng viên mãnh liệt lóe lên, mọi người đi lên khán đài màu tím thi đấu chuyên gia hầu rượu, do cựu chuyên gia hầu rượu nước Pháp làm đại diện, một mình đi ra vị trí của chuyên gia hầu rượu, tay trái ấn huy hiệu trước ngực, tay phải giơ lên, dùng tiếng pháp tuyên thệ, trong quá trình tuyên thệ, đám phóng viên vội vã chụp hình chuyên gia hầu rượu đến từ các nơi trên thế giới, lúc này, nhã tuệ cũng ở trong từng trận ánh đèn lóe lên. Chen vào đám người, kích động ngẩng đầu lên nhìn tới trước. Đường khả hình mặc đồng phục màu đen hiệp hội rượu đỏ quốc tế phát ra, đeo huy hiệu tôn quý, cũng chia đứng ở vị trí đầu phía bên trái khán đài màu tím, đón gió biển mãnh liệt, ánh mắt kiên định nhìn phía trước, tóc đuôi ngựa đón gió bay bay, phất qua khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ hoạt bát của cô, cô lộ ra nét đẹp phương Đông cực hạn. Chỉ thấy cô tay trái ấn huy hiệu trước ngực, tay phải giơ lên, dùng ngôn ngữ của đất nước mình lặng lẽ đọc lời thề, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dùng tinh thần và thái độ chuyên nghiệp nhất. Ôm tín ngưỡng tuyệt đối đối mặt với từng đối thủ và thi đấu của mình. Nhã tuyệt kích động và cảm động nhìn đường khả hình ở trước khán đài, rất xinh đẹp động lòng người đứng ở nơi cao nhất trên khán đài chuyên gia hầu rượu thế giới trong lòng ôm tinh thần và tín ngưỡng lặng lẽ đọc lời thề bắt đầu từ bây giờ mỗi phút mỗi giây mỗi hành động của cô đều sẽ bị ghi lại ở trên khán đài lịch sử hai mắt nhã tuệ ươn ướt nhìn tất cả không nhịn được hồi tưởng lại ba năm trước đây cô bỏ lỡ cuộc thi đấu kia rồi sau đó má trái bị hủy sụp đổ tuyệt vọng khổ sở có lẽ tất cả đều do thượng đế sắp đặt thượng đế cho cô thử thách còn chưa đủ mà vào một giây cuối cùng cũng sẽ tới khả hinh cảm ơn cô đi tới làm một người chị tôi đây vào lúc này, nhìn thấy em gái như thế rất an ủi, rất vui vẻ. Đường Khả Hinh đứng ở trước khán đài, giống như cảm ứng được tiếng gọi này, ở trong quá trình tuyên thệ, cô không nhịn được hai mắt nhanh chóng di chuyển, rốt cuộc nhìn thấy Nhã Tuệ đứng ở trong đám người đẩy chen ánh mắt đang rưng rưng vui vẻ nhìn mình, hai mắt của cô cũng không nhịn được ươn ướt, nhìn Nhã Tuệ cũng kích động, cảm động mỉm cười, muôn ngàn lời muốn nói nuốt ở trong cổ, trong lòng lại sâu kêu gọi, cảm ơn đã làm bạn, cảm ơn chị nhã tuệ giống như nghe được, vội vàng rơi lệ đau lòng gật đầu một cái. Một cơn gió biển mạnh mẽ nhào tới, mang theo từng hồi kích động, mùi vị mộc mạc. Vitus mặc đồng phục màu đen, đứng ở một bên, hơi ngẩng mặt nhìn mình học trò, người mặc đồng phục chuyên gia hầu rượu màu đen truyền thống Pháp, đứng ở giữa các tuyển thủ, phong cách phi phàm tuyệt đối không thua kém người, thậm chí bởi vì trải qua mưa gió, cho nên sinh mạng lắng động một chút ẩn nhẫn và trí tuệ, làm cô càng lộ vẻ trứng chạc và chín chắn, hai mắt ông cũng không nhịn lóe lên một chút đau lòng và khen ngợi, nhưng lập tức đè nén loại cảm giác này, ông lại lộ ra vẻ mặt nguội lạnh, lộ ra khí phách công bằng và chính trực của giám khảo. Tuyên thệ xong, 8 giờ 40 phút, thang mây ở giữa tầng 2 đại sảnh khách sạn, cuối cùng ở trong mong muôn ngàn người đợi chậm rãi hạ xuống, giống như nước thang thiên đường từ từ hạ xuống mở rộng, thẳng đến giữa đại sảnh khách sạn, hoàn chỉnh chạm xuống đất trong nháy mắt, hai cánh cửa sảnh tiệc số một ầm ầm mở ra, bên trong lộ ra không khí cực hạn nghiêm túc và căng thẳng. Toàn trường vang lên tràng pháo tay, rốt cuộc chủ tịch hiệp hội rượu đỏ dẫn các giám khảo bước lên thang mây trước, đi tới hội trường thi, mà từng giám khảo chính là nhân vật nổi tiếng toàn thế giới cũng theo quy củ từ bên đại sảnh đi tới, cũng ở trong từng trận ánh đèn flash mãnh liệt đi lên thang mây. Hôm nay tưởng thiên lỗi mặc đồng phục màu đen, kết hợp áo sơ mi màu đen, vì cuộc thi đấu nghiêm túc cũng không có đeo hoa cải áo, Trang hạo nhiên đi theo tới, trước sau như một, tự nhiên và hấp dẫn, nhìn anh hôm nay cũng mặc tây trang màu đen. Bên trong phối áo sơ mi màu xanh dương đậm, trước cổ áo chỉ cài kim bạch kim đơn giản khí thế, cũng chậm rãi cất bước đi lên thang mây, đi tới hội trường thi đấu. Lúc này các tuyển thủ thi chuyên gia hầu rượu cũng sắp đến thời gian thi đấu, cũng dối rít đi xuống khán đài, đi vào khách sạn Á Châu. Khả hình, cố lên, nhã tuệ theo phóng viên nhau nhau đi theo tới đại sảnh, cô cũng không nhịn được vội vàng đi theo nhìn đường khả hình gấp gáp gọi đường khả hình ở trong ánh đèn flash của các phóng viên từng hồi lóe lên đi vào đại sảnh nghe tiếng gọi lại xoay người nhìn nhã tuệ ở trong đám người đông đúc ở bên cạnh nhìn cô thận trọng mỉm cười mới lại xoay người hơi ngẩng mặt cất bước đi lên thang mây nhã tuệ vẫn đứng tại chỗ ánh mắt đuổi theo bóng dáng của đường khả hình thật chặt cho đến khi có người ở trong đám người hơi lớn tiếng gọi mình cô nghi ngờ quay đầu thì ra là tổ trưởng tiểu lệ thuộc bộ phận chữ rượu, chỉ thấy người cô mặc đồng phục màu trắng, gấp gáp đi tới mình, căng thẳng nói quản lý lưu. Làm thế nào đây, văn phòng làm việc bên ngoài hầm rượu của chúng ta nhận được lệnh bộ phận kinh doanh rượu, vào buổi chiều hôm nay muốn chọn một số sâm banh giom perignon để tiếp khách. Nhưng bởi vì phòng thư ký tổng giám đốc gửi tới thông báo, cho dù bất cứ ai cũng không được đặt chân tới hầm rượu, cho nên hầm rượu đã đóng chặt cửa, tôi không vào được. Tôi muốn tìm quản lý Trần, nhưng anh ấy đi công tác rồi, không kịp trở về. Nhã tuệ hơi lộ ra một chút kinh ngạc nhìn tiểu lệ nói, kho rượu không có sâm banh giom perignon sao? Cần phải đi vào hầm rượu lấy. Hầm rượu có tác dụng chứa thùng gỗ sồi dùng để nuôi dưỡng dịch rượu, rồi đến vô chai gửi đi, bình thường ngày xuất hầm, tức là ngày thể rượu tỏa ra mùi thơm đầy đủ và trưởng thành, mà rất ít dùng loại rượu lưu trữ ở bên ngoài để bán. Nhưng bởi vì mỗi ngày khách sạn Á Châu tiêu thụ rượu đỏ với số lượng kinh người, đối với loại rượu lưu trữ ở từng thời kỳ khác nhau, có yêu cầu nghiêm khắc, bình thường một phần nhỏ thể rượu đặt ở bên trong phòng ăn, phần lớn đặt ở kho rượu, giữ ở nhiệt độ ổn định. Mà đối với loại rượu quý hiếm và vô cùng quý, Lauren sẽ chia một phần ở kho rượu, lại chia một phần ở hầm rượu, để bảo đảm chất lượng rượu không có chịu ảnh hưởng bên ngoài. Không có, cũng uống hết, đoán chừng là để ăn mừng cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu tổ chức thuận lợi. Tiểu lệ vội nói. Nhã tuệ suy nghĩ chuyện này một chút, liền trực tiếp nhìn cô nói, tôi có mật mã hầm rượu. Tôi đi lấy với cô trước. Tôi lập tức thông báo cho bên mua hàng, tiểu lệ lập tức xoay người. Không cần, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Nhã tuệ nói dứt lời, liền cùng tiểu lệ đi về phía hầm rượu, lại bỏ quên một bóng dáng quỷ dị trong đám người, nhìn cô để tóc ngắn, mặc quần áo màu đen. Vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nhìn đại sảnh náo nhiệt, còn có 10 phút nữa tan ra, hai tròng mắt của cô khẽ chấp, ngón tay đặt nhẹ vành tai, khẽ cúi đầu nói, bắt đầu hành động. Biển rộng mênh mông, một trận sôi trào mãnh liệt, kịch liệt bắn lên bọt sóng. Hôm nay trời trong nắng ấm, có thể thấy rõ sóng lớn tuôn trào trên mặt biển. Mấy con chim biển ở một nham thạch nào đó ngoài khơi, bởi vì một trận giật mình bay đi. Đáy biển có rất nhiều cá đầy màu sắc cũng hoảng sợ tranh nhau bơi đi. Bởi vì xây dựng khách sạn dưới nước cần nuôi dưỡng san hô đủ mọi màu sắc hết sức đẹp mắt. Đúng lúc này, phát hiện rất nhiều bóng đen từ đáy biển bơi tới sau đó nhắm phương hướng hầm rượu bơi tới. Hầm rượu. Nhã tuệ dẫn tiểu lệ nhanh chóng đi tới hầm rượu dưới lòng đất, lại nhìn thấy bên ngoài hầm rượu bảo vệ giữ chặt chẽ, bên trong lúc nào cũng chuyển đến tiếng sóng biển vỗ vào mặt biển, truyền tới tiếng vang ầm ầm, rượu mùi thơm cũng theo đó, bí ẩn phà vào mặt, cô không nghĩ nhiều, liền trực tiếp dùng thân phận quản lý, yêu cầu bảo vệ mở cửa, mình đi vào lấy mấy chai sâm banh lập tức trở ra ngoài, bảo vệ có chút do dự nhìn lưu nhã tuệ, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, chuyện khẩn cấp, không nên do dự, nhã tuệ trực tiếp cất bước đi vào hầm rượu, sau khi đẩy cửa ra, tay nhấn mật mã, một mình đi vào, kéo xe đẩy chuyên dụng ở đại sảnh hầm rượu, vừa đưa vào dương ổn định nhiệt độ, cô nói với tiểu lệ nói cô ở bên ngoài chờ tôi, một mình tôi đi vào là được rồi. Khu trưng bày sâm banh giom Perignon, nằm ở vị trí sâu trong hầm rượu, nội thất trang trí trong hầm rượu đầy hiện đại theo phong cách châu Âu, bên trong ngoại trừ đặt nhóm sâm banh kinh thế, còn có rượu vang trắng Bocitis quý phái của Đức, cùng rượu đỏ Romani Conti. Bình thường yêu cầu chữ ký của Tổng Giám Đốc mới có thể đi vào bên trong. Nhã tuệ đẩy xe đẩy nhỏ, một mình nhanh chóng đi tới hang động bên dưới, càng đi càng sâu, càng đi càng u âm. Bên trong hầm rượu chia làm bốn khu, tất cả để thùng gỗ sồi được làm từ nước Pháp, nước Mỹ, nước Đức, Toàn bộ bên trong chứa đầy các loại rượu nguyên chất của các nhãn hiệu trên thế giới tưởng thiên lỗi vận chuyển về, muốn thông qua cấu tạo và tính chất của đất đai, khí hậu của đất nước mình xây dựng hầm rượu, tạo ra hương vị rượu đỏ thuộc về mình, Nhã Tuệ tiếp tục đẩy xe đẩy đi tới khu sâm banh trong hầm rượu, vừa đi vừa nhìn bên trong u ám, thậm chí lộ ra một chút cảm giác rất đáng sợ. Dưới đất hầm rượu, mấy trăm hang động sâu thẳm thật dài tạo thành địa hình giống như cung điện nào đó, âm thanh giày cao gót gõ xuống mặt đất vang vọng quả nhiên có rất nhiều rất nhiều hồi âm, vang dội toàn bộ thế giới, thậm chí ở bên trong hang động lớn thâm u một nhánh nào đó, còn có âm thanh mặt biển vỗ hầm đất tầng tầng lớp lớp như tiếng quỷ gào thét, thỉnh thoảng nổ âm một tiếng, nhã tuệ nắm chặt xe đẩy giật mình, nghiêng mặt sang bên nhìn vào trong một cái hang sâu thẳng và đen ngòm, thở dốc, biết rõ bởi vì khí CO2. Rượu đỏ ở trong thùng gỗ rồi sẽ phát ra các loại âm thanh, thậm chí sẽ có âm thanh như tiếng nổ mạnh, cô thở dốc một hơi, tiếp tục đẩy xe đẩy đi vào bên trong. Sau lưng một bóng trắng lạnh lùng đứng ở trong bóng tối, nhìn nhã tuệ đẩy xe đẩy đi về phía trước, đôi tay thoát ra 10 cái móc thép như mũi tên nhọn, cuối cùng một cái móc còn dính vết máu tim của một linh hồn nào đó. Nhã tuệ giống như không có cảm giác, tiếp tục đẩy xe đẩy đi về phía trước, nhưng cô đi tới đi lui, hai mắt không nhịn được hơi lóe lên, cứ có cảm giác có chút không ổn, chợt cảm thấy sau lưng rét căm căm, thậm chí cô có thể rõ ràng cảm nhận trong không khí di động hơi thở quỷ dị càng lúc càng đậm. cô không khỏi thở dốc, nuốt mạnh nơi cổ họng, hai tay nắm chặt xe đầy, vừa cất bước đi về phía trước, vừa nghiêng mặt, không ngờ nhìn thấy có một bóng đen sắp đến gần mình. hai mắt của cô trừng to, hoảng sợ đến nội tạng cùng nhau vỡ nát, cả người như bị nghẹt thở sắp ngất xỉu ở nơi nào. cô thở dốc từng hồi, nghiêng mặt nhìn cái bóng đen kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cô lập tức xoay người kêu to, ai? một cô gái áo trắng đã tức giận trợn chừng mắt nhìn giống như ánh mắt của rắn giơ móc câu muốn đâm vào trái tim nhã tuệ cứu mạng nhã tuệ xô xe đẩy về phía người nọ hoảng sợ đến kêu gào thống khổ chạy đi không ngờ mới vừa chạy vài bước tóc của mình liền bị níu chặt cô a hát một tiếng kêu gào thống khổ cô gái áo trắng đã níu chặt tóc của cô đập vào vách tường muốn giơ cái móc câu đâm thẳng tới sau cổ cô không thể giết cô ta là bạn thân của đường khả hinh còn có ích trong bóng tối truyền đến âm thanh cô gái áo trắng giơ cái móc câu nhọn nghiêng mặt nhìn một cô gái khác cô mặc quần áo màu đen không thấm nước để tóc ngắn chính là người bắt cóc tiểu nhu chỉ thấy cô nhanh chóng dẫn mấy chục giả hành nhân từ trong hang sâu thẳm của hầm rượu đi ra sau lưng dối rít khiêng thuốc nổ có thể nổ hỏng cả khách sạn á châu sắc mặt bọn họ âm trầm lạnh lùng một số người từng bước từng bước mang bom nhanh chóng cài đặt ở trong vách động còn có một số người đã thông qua đường ống dưới đất chuẩn bị chạy đến đường ống thiên nhiên. Cùng thời gian phá hủy toàn bộ khách sạn Á Châu. Khuôn mặt nhã tuệ dính vào trên vách tường, nhìn từng nữ dạ hành, toàn bộ má trái bị hủy, giống như ma quỷ, mang theo sát khí âm trầm lạnh lùng, mà từng người đàn ông tay cầm dao sắc bén, trong nháy mắt có thể chính tay đâm bất kỳ người nào, trái tim của cô vỡ ra, hai mắt kích động run rẩy nước mắt sợ hãi và tuyệt vọng, biết mạng mình không đã tiêu rồi, hoảng sợ đến không thốt ra được lời nào. Đi! Cô gái áo trắng lập tức níu chặt cổ áo nhã tuệ, đằng đằng sát khí ném cô tới phía trước, bởi vì kiêng kỳ cô kêu quá lớn, ngay lập tức muốn dơ móc sắc, ngửa lên mặt của cô, muốn cắm vào trong cổ của cô. Nhã tuệ trợn to hai mắt, há to mồm nhìn móc sắc sắp rơi xuống, cô lập tức tuyệt vọng thét chói tai một tiếng. Một tiếng mèo kêu nhanh chóng truyền đến, một bóng người màu tím giống như tia chớp từ trong hang sâu nhanh chóng phóng đến, vung móng nhọn trong chấp mắt chụp phía cô gái áo trắng, cô gái áo trắng không kịp phản ứng, vứt bỏ nhã tuệ, nhanh chóng đánh nhau với cô, trong lúc đang đối chiêu, bị bước phải lui bước liên tục. Nhã tuệ, lâm sở nhai dẫn tiêu yến và giang thành cùng người áo đen chạy vào trước, thấy nhã tuệ cả người ngã sắp trên mặt đất, anh một phen đau lòng đi tới, đưa hai tay ra ôm cả người cô, lo lắng vội vã gọi tại sao em chạy tới nơi này vào lúc này. Nhã tuệ bị dọa đến hoảng sợ đến vỡ mật, cả người run rẩy, nước mắt, mồ hôi lạnh cùng nhau chảy xuống, khiếp sợ và không tin nổi nhìn Lâm Sở Nhai xuất hiện tại trước mặt của mình lúc này, cô đau khóc thành tiếng nhào tới trong ngực Lâm Sở Nhai. Được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc, không sao, Lâm Sở Nhai cảm thấy đau lòng ôm lấy nhã tuệ, trấn an cô, mà lúc này, Tô Lạc Hoành, Thẩm Quân Dụ, Trần Tuấn Nam, còn có Trương Thục Giao cùng lúc xuất hiện, đứng ở đầu hang động này, điệp y ra tay sắc bén, cánh tay nện cô gái áo trắng vào bên trong tường. Thân thể lập tức lạnh lẽo đứng ở ngay chính giữa hang sâu, nhưng mặt vừa vặn nhìn về phía dòng suối có đốt ánh nến, dòng suối có hình dáng cốc nước, rõ ràng, reo lên. Mỹ Linh và Thanh Bình cũng đồng thời chia ra ở hai bên điệp y, mặt châm biếm, lạnh lùng nhìn một đám giả dạ hành nhân ở trước mặt. Rất nhiều giả dạ hành nhân cũng lập tức giơ 10 ngón tay móc câu, đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc người phía trước. Các người, cô gái áo đen cầm đầu, hai mắt kịch liệt nhìn điệp y và bọn trương thục dao, khiếp sợ suy nghĩ, bọn họ làm sao tới đây vẻ mặt trương thục giao nở nụ cười chào phúng, đứng ở trong đám người thẩm quân dụ, khinh bỉ nhìn cô, cười châm chọc nói thật sự là một đám ngu xuẩn. Nếu rượu đỏ thật sự đặt ở hầm rượu, sẽ cho phép các người dễ dàng đi vào như vậy sao? Trên đời này ai cũng biết, nếu muốn tìm rượu đỏ, thì điều kiện tốt nhất là ở chỗ này. Thế nhưng trong này chỉ chữ rượu ngon, không chữ rượu đã bị phá hư. Cho dù chúng tôi có rượu đỏ, cũng không thể phá hư phong cách và nguyên tắc, cô gái áo đen mở chừng hai mắt nhìn bọn họ thẩm quân dụ đứng ở một bên lạnh lùng nhìn bọn họ nói đồng bọn của các người ở ba hướng đã bị người của chúng tôi bắt toàn bộ bây giờ các người là nhóm cuối cùng trương thục giao nhìn bọn họ không nhịn được bật cười nói tổng giám đốc trang của chúng tôi suy đoán như thần biết các người nhất định sẽ tới gây chuyện lúc thi đấu chuyên gia hầu rượu thậm chí muốn tìm kiếm rượu đỏ đến cùng chúng tôi liền cho các người đi vào còn cố ý giả vờ như cảnh giới cao độ để cho quản lý kiểm tra, để cho các người lầm tưởng rượu đỏ thật ở chỗ này, để cho chúng tôi một lưới bắt hết. Ánh mắt cô gái áo đen nóng lên, trên mặt bừng lên sát khí, đôi tay trong nháy mắt vung lên bao tay sắt màu đen, không tới một lát, sắt bắt đầu chậm rãi nóng lên, cho đến càng lúc càng đỏ bừng, chậm rãi phát ra khí nóng gần một ngàn độ. Đã nói rồi, khuôn mặt trương thục dao lạnh lùng, nhìn chồng chọc phía trước, sâu kín nói, đánh nhau có thể, nhưng đừng đụng đến hầm rượu của chúng tôi, đánh nát một thùng cũng muốn các người bồi thường thanh bình và mỹ linh lập tức giơ bàn tay lên nhìn đôi bao tay sắt nóng rực của cô gái áo đen trên mặt cũng hiện lên đằng đằng sát khí sau đó từng bước từng bước thối lui đến sau lưng điệp y cùng kêu lên điệp y lên điệp y nghiêng mặt nhìn hai người này mỹ linh và thanh bình lập tức cũng nhìn cô vẻ mặt đương nhiên nói đương nhiên là cô rồi chúng tôi cũng mệt mỏi dã rời lúc chạy tới đây thiếu chút nữa nhảy qua miệng hầm Điệp Y vẫn im lặng nhìn hai người này. Ya, yeah. cô gái áo đen lập tức giơ đôi bao tay sắt của mình nóng rực gần một ngàn độ, sắc bén như gió chém tới trên mặt Điệp Y. Điệp Y lạnh lùng đứng ở một bên, cho đến khi đôi bao tay sắt nóng gần ngàn độ sắp chạm được mặt mũi của mình, thân thể lập tức như giống như tia chớp, tránh hai bàn tay của cô, xương cốt giống như rút lại vọt qua háng cô ta, xuất hiện tại phía sau của cô ta, giống như ma quỷ níu lấy tóc của cô ta, ném mạnh cô ta về phía dòng suối lại thừa dịp cô ta kêu lên sợ hãi thì thân thể điệp y như ma quỷ. Xoay tròn 360 độ, nắm chặt hai cánh tay của cô ta cắm vào trong suối, lập tức suối nước gần độ thầm thì sôi khí nóng ủn ụp, nóng bỏng đến cô gái trong suối khản giọng kêu gào thống khổ, sau đó theo tiếng kêu meo meo truyền đến, điệp y giơ móng vuốt sắt nhọn, xé thân thể cô gái kia thành máu tươi đầm đìa. Mỹ Linh và Thanh Bình nhìn thấy muốn nôn ra, lại thấy cô gái áo trắng đã đám chúng giả hành nhân sông tới gần, bọn họ cũng lập tức sai người nhập vào trong trận đánh nhau. Trương Thục Giao nhanh chóng bước lên mấy bước, hai mắt sắc bén lóe lên, cao giọng gọi bắt lấy toàn bộ bọn họ cho tôi. Một người cũng không cho thoát. Vâng, người áo đen lại đáp lời, xông người lên. Lúc này Phương Di cũng đã xử lý xong bom ở bên kia, lại vác súng máy, dẫn đám đặc cảnh, người mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn hấp dẫn, chân thật dài nhẹ nhàng cất bước đi tới. Thẩm quân dụ lạnh lẽo nhìn tất cả mọi chuyện, lại xoay người nhìn thấy phương di cũng đã tới liền xoay người nói với trần tuấn nam và đám người tô lạc hoành đi tô lạc hoành nhìn anh một cái liền gật đầu một cái muốn rời khỏi tuy nhiên lại nhìn lâm sở nhai và nhã tuệ hai người không tốt lên tiếng lâm sở nhai vẫn rất đau lòng ôm lấy nhã tuệ tay vỗ vỗ phía sau lưng của cô an ủi cô nói không có việc gì không có việc gì không có việc gì tất cả đều ở trong kế hoạch của chúng tôi chỉ là không có nghĩ đến em sẽ đi vào vì giữ bí mật, chúng tôi cũng không có thông báo cho bảo vệ ở phía ngoài. Không sao, hả? Nhã tuệ tựa vào trong ngực lâm sở nhai khóc thật lâu, rốt cuộc cảm thấy trong lòng hơi bình tĩnh một chút, lý trí khôi phục một chút, mới phát hiện ra mình tựa vào trong ngực lâm sở nhai, mặt của cô hơi đỏ bừng, không nhịn được ngẩng đầu lên, có chút lúng túng nhìn lâm sở nhai. Lâm sở nhai cũng chậm rãi cúi đầu, nhìn hai mắt nhã tuệ tràn lệ có chút lúng túng, anh lập tức lo lắng, không biết nên làm sao, Buông tay cũng không được, không buông cũng không được, do dự một lát, vẫn hơi ẩn nhẫn buông lỏng tay ra, hơi lúng túng ho khan một tiếng, tránh ánh mắt của cô. Nhã Tuệ im lặng đứng ở một bên, dịu dàng nhìn Lâm Sở nhai một cái, không tiện nói gì, cũng đành phải tránh ánh mắt của anh. Lúc này Trần Tuấn Nam nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, liền im lặng do dự một lát, mới đi tới Nhã Tuệ, quan tâm hỏi cô không sao chứ? Nhã Tuệ quay đầu, nhìn Trần Tuấn Nam mỉm cười lắc đầu một cái nhưng vẫn mau đi bác sĩ xem đừng để lại vế thương trong người cô xem chán cũng chảy máu lúc này trần tuấn nam mới phát hiện trên chán nhã tuệ có vết thương liền duỗi ngón tay hơi chạm nhẹ vết thương của cô mới đau lòng vươn tay nắm nhẹ cánh tay của cô đi bước đi nhã tuệ chỉ đành phải xoay người đi theo anh đi ra ngoài lại vô ý xoay người liếc mắt nhìn lâm sở nhai vẻ mặt lâm sở nhai lộ ra mấy phần mất mát và lúng túng im lặng đứng ở nơi đó, không lên tiếng. Nhã tuệ nhìn dáng vẻ anh như vậy, cũng không thể làm gì khác hơn là im lặng đi theo Trần Tuấn Nam đi ra ngoài, nhưng cô mới vừa đi mấy bước, rồi lại nghĩ đến chuyện gì, thật căng thẳng nhìn Trần Tuấn Nam, hỏi, đúng rồi. Lúc này đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, có ảnh hưởng khả hình thi đấu hay không? Trần Tuấn Nam mỉm cười nhìn nhã tuệ, nói, không có việc gì. Không có ảnh hưởng, hiện tại 9 giờ đúng, cuộc thi đấu đã chính thức bắt đầu. chương 1083, cuộc thi đấu 3. Cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu chính thức bắt đầu. Đại sảnh khách sạn từ từ yên lặng lại, chỉ còn lại từng trận âm thanh đèn flash lóe lên, rất nhiều phóng viên vẫn quanh quẩn ở hiện trường đại sảnh, khe khe nói chuyện với nhau, mà khách quý quan trọng còn lại, biên tập tạp chí rượu đỏ quốc tế, đám người bình luận rượu nổi tiếng đã tập trung ở phòng cà phê ngoài trời. Vào lúc này, vị trí tốt nhất ghế ngồi màu tím để quan sát cuộc thi đấu, chỉ thấy màn hình tinh thể lỏng cực lớn ở phía trước, vẫn chưa bắt đầu phát hình ảnh hiện trường cuộc thi, mà phát hình ông chủ rượu nhà William Pitt nổi tiếng châu Âu. Đây là thiên tài âm nhạc quốc tế, ông ta dùng ly rượu, chai rượu, thùng gỗ sồi và các loại để biểu diễn, âm thanh rượu đỏ, nổi tiếng thế giới, chỉ nghe từng hồi tiếng nhạc tuyệt vời len keng len keng, như tiếng người tình thì thầm, như một tiếng than nhẹ, như hổ gầm vượn hót, lập tức mang mọi người vào thế giới rượu đỏ tuyệt vời. Lầu 2, sảnh tiệc bận rộn trong ngoài, thư ký chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cầm tài liệu, nhanh chóng dẫn ba nhân viên đi về phía hành lang bên trái phòng nghỉ ngơi bên ngoài sảnh tiệc, bên trong ngồi đầy chuyên gia hầu rượu chưa thi đấu, sau khi ký danh sách, cô lại nhanh chóng dẫn nhân viên làm việc trở lại sảnh tiệc, không khí càng lúc càng căng thẳng. Dưới lầu đã có không ít phóng viên và khách quý, bắt đầu có chút không kịp chờ đợi nhìn trên lầu. Bên trong phòng nghỉ ngơi, người đầu tiên tham gia thi đấu là Jessis, ngồi trên ghế salon ở bên cửa sổ sát đất, gần tới giờ thi đấu, sắc mặt của cô đã bắt đầu thay đổi dần, lúc đầu bình tĩnh mỉm cười, sau đó hai mắt thỉnh thoảng chớp nháy, thỉnh thoảng lơ đãng liếc về phía cửa chính sảnh tiệc bên ngoài hành lang, bên trong truyền đến từng hồi tiếng nói bí ẩn, nhưng nghe không rõ nói gì. Cô lại chuyển mắt, nhìn đồng hồ để bàn bên trong phòng nghỉ ngơi theo phong cách châu Âu, đã 9 giờ 7 phút, cô thở dốc một hơi cầm dây truyền thánh giá bằng bạch kim chồng đưa cho mình, hai tay nắm chặt, cúi xuống cầu nguyện. Đường Khả Hinh ngồi ở trên một ghế salon khác, màu đỏ thấm theo phong cách châu Âu, quay mặt sang liếc về phía Giesis, dáng vẻ căng thẳng cúi đầu cầu nguyện, cô cũng không nhịn được thở gấp mấy hơi, gần tới giờ thi đấu, Á Lạc đã bị ngăn ở bên ngoài, được dẫn vào hiện trường làm việc, thông qua video thi đấu, bắt đầu nghiêm túc thông dịch cho cô. Cho nên, hiện tại không có một người nào nói chuyện cùng. Đường khả hình không nhịn được thở dốc, ép buộc mình bình tĩnh lại, nhìn hơi chăm chú phía trước. Alex, Kerry và các tuyển thủ nam cũng bắt đầu lơ đáng im lặng, từng vẻ mặt biểu hiện khác nhau, nhất là Kerry, bằng trạng thái thoải mái, ngồi tựa vào trên ghế salon, ngón tay không ngừng xoay cái ly rượu đỏ nho nhỏ. Vẻ mặt giang dĩ thần và thiên thiên cũng nghiêm túc, im lặng, Lâm Tử Linh cũng bình tĩnh ngồi ở một ghế salon khác, gần tới giờ thi đấu, ngược lại trạng thái thi đấu của cô Phát Huy thật tốt hết sức bình tĩnh và thong thả. Rốt cuộc một loạt tiếng bước chân, rất nhịp nhàng, nhẹ nhàng truyền đến. Thư ký chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ, rốt cuộc vào lúc 9 giờ 10 phút, cầm tài liệu đi ra sảnh tiệc, đứng ở trước thang mây, mỉm cười dùng tiếng Anh nói, kính thưa quý ông, quý bà, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Vừa nói xong, tất cả ánh mắt tập trung lại. Thang mây theo bầu không khí chợt tràn ra căng thẳng, bắt đầu từ từ rút lên, cũng giống như rơi xuống, từ từ rút lên, 10 nhân viên người Pháp mặc đồng phục màu đen, nhanh chóng kéo màn nhung màu đỏ, đầy thiết bị điện tử tính giờ cao 2 mét, phía trên vẫn là 00, 0, giờ. Mà theo quy định thi đấu, thi viết vòng thứ nhất, thời gian là 2 giờ, ở trong 2 giờ, tuyển thủ phải tiến hành thi kiến thức căn bản, xì gà, cà phê, trà phẩm, thuốc lá và thức uống, rồi đến nội dung rượu đỏ, cũng không biết được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết trong 2 giờ thi, rốt cuộc là nội dung gì. Thang mây rút lên xong, toàn trường rơi vào trong bầu không khí căng thẳng, ba nam giám sát viên người Pháp mặc đồng phục màu đen, cùng nữ thư ký đi về phía phòng nghỉ ngơi, thông báo chia Is nước Anh, bắt đầu vào hội trường thi. CSIS lập tức ngẩng đầu lên, nhìn mấy nhân viên vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt của cô lộ ra căng thẳng và không hiểu ý, nhưng cuối cùng vẻ mặt vẫn nghiêm túc cất dây truyền thánh giá của mình, sau đó im lặng đứng lên, hơi gật đầu một cái, sửa sang một chút dáng vẻ và trạng thái của mình, theo nhân viên đi ra ngoài các tuyển thủ cùng im lặng nhìn cô, lúc này, một tiếng chúc cũng có vẻ khiêu khích và dư thừa. CSIS đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi trong nháy mắt, từng trận ánh đèn flash của tất cả phóng viên ở dưới lầu lóe lên trên người của cô, vẻ mặt cô bình tĩnh, tự nhiên đi về phía đại sảnh sảnh tiệc, nhìn vào trong sảnh bày trí toàn màu trắng, trước mặt mọi người đặt bảng vị trí ngồi bằng thủy tinh, vị thứ nhất chính là tên họ của mình, cô liền im lặng cất bước đi về phía ghế dài thủy tinh, lập tức 10 camera hai bên ghế dài. Toàn bộ xoay về hướng cô. CSIS im lặng ngồi xuống, nhưng vẫn chưa thấy trước bàn thủy tinh có bài thi, hai mắt cô hơi di động, quả nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân phía trước, hách lệ mỉm cười cầm một cái máy tính bảng hết sức mỏng khoảng 20 cm, thật cẩn thận đặt xuống ở trước mặt, mới có một cây bút viết máy vi tính, nhắc nhở mỗi một câu một đáp án, sau khi nhấn xác định xong, bài thi sẽ lập tức truyền đến ban giám khảo ở phía sau. CSIS gật đầu một cái cô chấp đôi mắt xanh thẳm một cái, cúi đầu nhìn trên màn hình phẳng như tờ giấy, đột nhiên xuất hiện đề thi thứ nhất bằng tiếng Anh, vui lòng dùng phương thức viết nêu ra tên loại trà Trung Quốc ở phía dưới. Lúc cô nhìn thấy bài này, lại nghe được một loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn một nữ nhân viên, mỉm cười bưng tới khoảng 20 loại chung nhỏ cỡ bằng ngón cái, bên trong đựng đầy lá trà Trung Quốc, từng trận mùi thơm, giống như lập tức dẫn người vào thế giới trà đạo của đất nước lớn ở châu Á. Chỉ nghe trái tim của cô đập thình thịch, tình hình hiện trường cuộc thi thật tốt, hôm nay cô lại khó có thể bình tĩnh, nhưng vẫn hết sức chuyên nghiệp cầm lên chung thứ nhất dán lá trà số 1, đưa lên mũi người một cái, hai mắt liền di động, nghĩ kỹ đáp án, viết lên ở phía trên, trà nga mi tuyết nha, cô lấy thêm chung thứ hai thuận lợi viết lên phổ nhị, lấy thêm chung thứ ba viết lên tây hồ long tĩnh, lấy thêm chung thứ tư phát hiện loại trà này cùng một lúc phát ra mùi thơm sen, bạc hà, mùi vị hết sức nhẹ nhàng thần kỳ. Cô hơi nhăn lông mày, trước hết lấy thêm một chung lá trà khác, lại cho đáp án. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tuyển thủ thứ hai, đến từ nước Pháp, Bastien, theo thời gian đến, cũng cất bước đi về phía bảng vị trí chỗ ngồi của mình, mới vừa ngồi xuống, nhân viên làm việc cũng đưa cho ông máy tính bảng và trà phẩm, vẻ mặt ông cũng nghiêm túc, bắt đầu nhanh chóng ghi đáp án, thời gian qua một chút, Hu Chia cũng từng bước đi vào hội trường, không khí cuộc thi càng lúc càng căng thẳng và nặng nề phía sau tất cả giám khảo đang nghiêm túc ngồi trước máy vi tính, quan sát cuộc thi, cùng chuyển đề thi tới tuyển thủ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, đường khả hình vẫn căng thẳng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt trầm ngâm căng cứng, không lên tiếng, lâm tử linh nhìn đồng hồ trên tường đã đến giờ, cô sẽ ra sân vòng thứ năm, liền mỉm cười xoay người nhìn đường khả hình, cực độ khinh bỉ nói căng thẳng sao. Vẻ mặt đường khả hình căng thẳng, không nói lời nào lâm tử linh bật cười một tiếng nhìn cô hết sức thán phục nói thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô không ngờ lúc bạn bè tốt của cô bị chết phân thây vì cô cô còn có thể giữ vững trạng thái thi đấu thật tốt như vậy quả nhiên là không giống người bình thường thân thể đường khả hình chấn động mạnh một cái trên mặt lộ ra căng thẳng hôm nay đã muôn ngàn lần đè nén chuyện tiểu nhu bị giết hại nhưng tự mình biết chuyện này vẫn đâm vào trong trái tim đau đến gần như không thở nổi thậm chí lộ ra một cảm giác đau thương và hoảng sợ chỉ sợ chút nữa tiến hành thi đấu, trong đầu lại nhớ đến một hình ảnh nào đó, toàn bộ đánh ngã lý trí của mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mình. Hôm nay được Lâm Tử Linh nhắc tới, trái tim lập tức giống như bị người moi ra, đại não lập tức tê dại, suy nghĩ bay ngoài thế giới. Cô ngẩng mặt, vẻ mặt căng thẳng, ngón tay dần dần run rẩy nắm chặt, hung hăng không thể cắm móng tay vào trong thịt, cô cắn chặt răng, hai mắt tức giận đến đỏ bừng lay động, từ từ, từ từ quay mặt sang, nhìn Lâm Tử Linh lâm tử linh vẫn nở nụ cười hả hê nhìn cô vẻ mặt đường khả hinh căng thẳng tức giận nhìn chằm chằm vào cô liều chết đè nén dùng hết toàn thân đè nén dần dần cô cảm thấy lồng ngực dâng lên một luồng hơi thở quả nhiên lúc tức giận và kích động sắp nổ tung trong nháy mắt lý trí làm cho mình từ từ trở lại trạng thái tốt nhất từ từ vẻ mặt cô run rẩy bắt đầu thong thả cuối cùng nhướng mày trên mặt hiện lên một chút tức giận vẫn nở nụ cười hơi thoải mái nói cô chính là muốn như vậy sắc mặt lâm tử linh lại thu lại, vẻ mặt căng thẳng, nhìn cô. Đường khả hình lại khẽ nở nụ cười, hai mắt lộ ra một chút sắc bén, tràn đầy khí thế nói cô muốn thường xuyên nói chuyện với tôi như vậy. Bởi vì, tôi cũng sắp bị chết ngộp. Vẻ mặt lâm tử linh lập tức tức giận, nhìn cô. Nhân viên làm việc đi tới gõ cửa một cái, nhìn lâm tử linh, mỉm cười mời cô tham gia thi đấu. Lâm tử linh không nói gì thêm, mà đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Đường khả hình thức giận trợn chừng mắt nhìn bóng lưng của cô từ từ đi khỏi phòng nghỉ ngơi, vẻ mặt cô lại đong cứng, trong đầu thoáng qua hình ảnh của tiểu nhu, cô lập tức đưa tay, liều mạng cắn lưng ngón áp út, cắn đến cảm giác đau, để cho mình nhanh bình tĩnh và thư thái. Lâm tử linh đi vào hiện trường thi đấu, nhìn các tuyển thủ vẫn còn đang trả lời, vẻ mặt cô cũng lập tức nghiêm túc, đi về phía ghế giải thi đấu, chỉ thấy trước mặt đã để máy tính bảng và lá trà, Nhật Bản cũng là đất nước về trà, tự nhiên hiểu biết trà đạo, Nhìn cô xem các lá trà, sau khi âm trầm ngưng thần, liền bắt đầu nhanh chóng cầm tất cả loại trà, người mùi trong đó, khi cô cầm lên chung thứ tư đưa vào mũi ngửi một cái thì hai mắt nhanh chóng lóe lên, cũng đặt xuống chung trà này xuống, lấy thêm một chung khác trả lời đáp án trước. Tất cả ban giám khảo cùng nhau im lặng ngẩng đầu lên, nhìn người vị trí trong màn hình, trong đó, đối với mùi trà thứ tư, năm tuyển thủ cũng chia ra đặt xuống ở một bên, liền im lặng không lên tiếng. Lúc này tuyển thủ thứ 6 Alex cũng im lặng đi vào hội trường thi đấu, ngồi xuống ghế, rất nhiều những tuyển thủ khác đã hoàn thành phân biệt trà đạo, bắt đầu đáp án đề thi có liên quan đến cà phê. Cà phê xuất xứ từ một thị trấn nhỏ ở Pháp có tên gọi là Ethiopia, tiếng Hy Lạp là nhiệt tình và sức mạnh, nó và trà cùng ca cao, có thể được gọi là ba loại thức uống hàng đầu thế giới. Thành phần chủ yếu gồm có caffeine, acid tanin, chất béo và các thành phần khác, giống cà phê gốc loại là Arabica và Robusta. Lúc này, GS đáp án thi viết xong về trà, xì gà, cà phê, đã đứng dậy, bắt đầu căn cứ vào các loại cà phê và nguyên liệu do nhân viên làm việc đưa tới, bắt đầu điều chế cà phê mocha được chỉ định, ở trong ly bỏ vào sô cô la, đường và vị cà phê rang rất nồng đậm, sau khi khuấy đều, lại vớt lên một muỗng lớn bơ trải ở trên mặt, vừa vặn cho thêm một chút thanh nhục quế. Mà Lâm Tử Linh cũng đã nhanh chóng đáp án hết hai đề thi, bắt đầu trả lời đáp án từng loại xì gà xì gà là một loại thuốc lá, phơi khô giáo trải qua lên men cuốn thành thuốc lá, sản xuất chủ yếu ở Brazil, Cameroon, Cuba, Cộng hòa Dominica, Honduras, vân vân, mà Cuba sản xuất xì gà, thuộc loại xì gà cực phẩm. Xì gà tươi mới có tính đàn hồi, đặt nó bên tai, hoặc xe tròn không có âm thanh dạn nứt. Bởi vì xì gà phát ra mùi thơm khói thuốc thiên nhiên, vì vậy bình thường mùi vị đốt lửa hóa học sẽ phá hư mùi thơm thuốc lá, tốt nhất là mang quẹt diêm lưu huỳnh thiên nhiên, lúc đốt mang theo mùi thơm cây tùng bách, cùng mùi thơm thuốc xì gà tôn quý, hỗ trợ cho nhau. Thời gian càng lúc càng gấp, tuyển thủ thứ 9 cũng đã bắt đầu đi vào hội trường, còn sót lại một mình đường khả hình ngồi ở phòng nghỉ ngơi, cảm giác toàn bộ thế giới trống rỗng, vị trí và hình dáng của những tuyển thủ mới vừa ngồi ở chỗ này, cô đều nhớ rõ ràng, không muốn suy nghĩ trạng thái thi đấu của chính mình, chợt có xảy ra tình huống không ổn, lúc này tâm trạng tái nhợt và trống rỗng, giống, giống như tất cả kiến thức trước đây, Toàn bộ hóa thành từng mảnh vụn, đều biến mất, biến mất không còn hình ảnh. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng lóe lên, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi cái gì, trong não cảm thấy nóng lên và trống rỗng. Một loạt tiếng bước chân thật nhịp nhàng từng hồi truyền đến. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng, hai mắt hơi lộ ra mấy phần đè nén, nhấp nháy, hơi thở trong lồng ngực sắp nổ tung. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nhân viên làm việc mỉm cười đứng ở bên cửa. Nhìn Đường Khả Hinh cười nói, "Đường Khả Hinh tiểu thư, cô chờ đợi đã lâu, mời vào hội trường thi." Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn nhân viên kia, hai mắt nhanh chóng lóe lên. Chương 1084, cuộc thi đấu 4. Không khí cả phòng nghỉ ngơi lập tức căng thẳng. Đường Khả Hinh vẫn im lặng ngồi ở trên ghế salon, hai tròng mắt lóe sáng lúc này có chút căng thẳng nhấp nháy, gần tới giờ thi đấu, trái tim của cô giống như nổ tung cảm giác kinh khủng trống rỗng đang từ từ tăng lên, năm ngón tay không nhịn được nắm chặt ghế salon nhung màu đỏ thấm, trong đầu gần như tê dại, lóe qua hình ảnh bí mật chai rượu đỏ có chút mơ hồ lại nặng nề bị đè nén, muốn cực lực ném đi một chút tâm trạng tiêu cực. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhân viên đứng ở bên cửa, có chút nghi ngờ nhìn đường khả hình, vội nhắc nhở cô, đường khả hình, thời gian của cô đã đến, mời vào hội trường thi. Hai tròng mắt đường khả hình chấp lóe, nghe tiếng gọi này, biết có chút thời gian cuối cùng phải tới, liền gật đầu một cái, đôi tay nắm chặt ghế salon, chống đỡ thân thể mình có chút bồng bềnh, chậm rãi đứng lên, khi cô cất bước trong nháy mắt, ngược lại thêm một phần cảm giác tỉnh táo và linh hoạt, cô hít sâu một hơi, đi theo nhân viên kia từng bước đi ra phòng nghỉ ngơi, đi tới hiện trường thi đấu sảnh tiệc. Tách, 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 rất nhiều ánh đèn flash, lập tức nghiêm túc, nhiệt tình toàn bộ chiếu lên trên người cô gái Trung Quốc. Đường khả hình đón từng trận đèn flash, trầm mặt không có nhìn xuống, mà trực tiếp nhanh chóng đứng ở trước cửa phòng sảnh tiệc, ngẩng đầu lên trong nháy mắt, lập tức nhìn thấy bên trong toàn màu trắng, nửa phần trước, khắp nơi bày đầy bảng vị trí chỗ ngồi bằng thủy tinh, mà chín tuyển thủ vẫn ngồi ở bên trong im lặng, nghiêm túc trả lời câu hỏi, thậm chí cô nhìn thấy số 1, Jesus đang làm bài, có vẻ hơi căng thẳng, hai mắt nhấp nháy. Xin mời, nhân viên lại dẫn cô đi vào bên trong, đi về phía ghế dài cuối cùng, phía trên đã bày một máy tính bảng và 20 loại trà Trung Quốc. Đường Khả Hinh vừa ngồi lên ghế dài, vẻ mặt vừa lộ ra nghi ngờ nhìn trước bàn đặt chung thủy tinh đựng trà Trung Quốc, vừa đeo tai nghe lên chậm rãi ngồi xuống, bên tại nghe Á Lạc nói với mình quy tắc thi đấu, đường tiểu thư, cô có 2 giờ làm bài, máy tính bảng đặt ở trước mặt cô sẽ từ từ hiện ra từng đề thi. Cô làm xong mỗi một câu, sau khi kiểm tra đáp án không có lầm, lập tức nhấn xác nhận, như vậy đề thi sẽ lập tức đưa đến trong tay từng vị giám khảo xin hỏi cô đã hiểu chưa hiểu rồi ánh mắt đường khả hinh nhìn chằm chằm trà phẩm trung quốc ở trước mặt người từng mùi thơm cảm thấy ngạc nhiên bắt đầu nổi lên phản ứng hóa học khó hiểu loại phản ứng hóa học này thường làm cho nghiệp vụ chuyên môn của cô trong nháy mắt tiến vào không khí thi đấu tất cả một chút suy nghĩ khiến đại não choáng váng bắt đầu từ từ biến mất trong mạch suy nghĩ của mình đây cũng là công lao của vitus vì biết cô thiếu hụt thật lớn kinh nghiệm thi đấu cho nên thường xuyên ép buộc cô ở trong thời gian ấn định làm bài chấm điểm điều chỉnh trạng thái thi đấu của cô tốt nếu cô hiểu rõ tất cả xin ấn nút màu xanh bên góc trái trên bàn của cô sau đó bắt đầu tính giờ tiếng của á lạc truyền vào đường khả hinh gật đầu một cái liền vươn tay nhấn nút màu xanh lá cây trong máy tính bảng lập tức ngẫu nhiên sáng lên máy tính giờ đếm ngược đề thi lập tức xuất hiện hai mắt cô mở to nhanh chóng xem đề thi, lập tức cởi bỏ bao tay trắng của mình để sang một bên, cầm chung trà thứ nhất đưa lên mũi người một cái, liền nhanh chóng viết xuống Nga Mi Tuyết Nha, chung thứ hai, nhanh chóng viết lên phổ nhị, chung thứ ba là Tây Hồ Long Tính, cô nhanh chóng cầm lên chung thứ tư, lập tức ngửi thấy mùi hoa sen và mùi bạc hà. Chỉ là mùi vị bồng bềnh, trạng thái cũng không hết sức ổn định, cô liền hơi lộ ra ngạc nhiên cầm chung thủy tinh này, nhìn lá trà bên trong, tròn xoe đầy đặn, thậm chí đầu tròn xoe nhẹ nhàng dựng lên một chút như có dấu vết qua gia công lông mày của cô nhíu chặt suy nghĩ mùi thơm ngửi được lại nhìn hình thái lá trà tương tự trà ô long trong nước chỉ là trà ô long thượng đẳng quả thật có chứa mùi sen rõ ràng nhưng cha đã từng nói mùi sen không quan trọng thật ra sẽ có một chút mùi trầm hương thượng đẳng thế nhưng mùi trà này hơi trôi nổi có vẻ không quá ổn định không quá giống trà ô long của đại lục nước ta có khí hậu đất đai nuôi dưỡng tinh thần cô lại vô thức bình tĩnh lạnh lùng cầm chung thủy tinh lên lại vô thức hít mạnh một cái. Ánh mắt của cô sáng lên, quả nhiên lúc tiếp tục với hơi thở ấm áp, bắt được một vài mùi vị nhân sâm phủ lên trà ô long dưới mùi vị sen. Tuy rằng trà này là một loại ô long, nhưng thật ra cũng không phải là trà ô long, mà là trà ô long nhân sâm thông qua Đài Loan truyền vào nước ta. Nó đúng là trà ô long thượng đẳng phối hợp sâm Mỹ gia công tinh chế thành. Chỉ là một loại trà ô long nhân sâm, mùi vị ngọt, vô cùng đậm đà, thế nhưng mùi trà cũng không rõ ràng, ngược lại mùi sen và mùi bạc hà che giấu mùi thơm kia, hiển nhiên là cố ý sắp xếp kiểm tra sự nhạy bén và khứu giác của chuyên gia hầu rượu. Nhưng trà cung đình quý giá này không tổn hao gì với cái tên nổi tiếng quốc tế. Tên của nó gọi là Lan Quý Nhân. Đường khả hình thở vào một hơi, xác định suy nghĩ của mình, liền nhanh chóng ở chung trà thứ tư, viết xuống đáp án, lại tiếp tục nhanh chóng làm bài, 24 loại trà, trải qua khứu giác trời sinh của cô, rồi đến cha chỉ dạy khi còn tấm bé, từng loại nhanh chóng cho ra đáp án. Rồi đến đề thi xì gà, đường khả hình bình tĩnh xem đề thi một chút, lấy thêm bút viết ra kinh nghiệm phân biệt xì gà thượng đẳng, xì gà tốt mùi vị hơi đắng, không hút sẽ tự động tắt, sau khi hút thuốc không sinh đàm, mùi thơm đậm đà, đầy đặn không có mùi lạ, toàn bộ cuốn lá làm thủ công tinh khiết, tim thuốc lá có hình dạng tổ hợp. Đường khả hình đang nhanh chóng viết xuống đáp án xong, nhìn nhân viên đưa tới cho mình hai điếu xì gà, để cho cô phân biệt cái nào là xì gà thấp kém, cái nào là xì gà thượng đẳng. Lúc này, xung quanh 10 camera cùng nhắm ngay đường khả hinh, rất nhiều ánh mắt của giám khảo, toàn bộ đặt ở trên người của cô. Đường khả hinh bình tĩnh cầm ngang điếu xì gà thứ nhất, đưa lên mũi người một cái, cảm thấy thuốc lá trong điếu xì gà tỏa ra một vị ngọt, thậm chí cô có thể hưởng thụ được ở trong xì gà, mùi thơm cây tùng bách trong quá trình cô động mang tới một mùi trầm hương đậm đà, hai mắt của cô chấp lóe lại cầm điếu xì gà trong tay bóp mạnh đầu, co giãn 10 phần, mới vừa đè xuống điếu thuốc lập tức trở về hình dáng ban đầu, cô lại bình tĩnh cầm lên điếu thứ hai đưa vào trong mũi người một cái, có thể cảm nhận trong vị ngọt đậm đà. Cất giấu một chút chua, cái này nhất định là xì gà kém chất lượng, trải qua hai lần gia công xử lý, cô lập tức nhấn xuống trên đề thi, xì gà số 1. Đề thi xì gà thứ năm, bạn vui lòng lựa chọn một loại phẩm rượu phối hợp với điếu xì gà này, nói một lý do phối hợp đơn giản. Đường khả Hinh nhanh chóng chọn lựa sâm banh Miss Sandon của Pháp có 250 năm lịch sử, mà bỏ qua rượu rum, rượu pot, còn có whisky kinh điển phối hợp với xì gà. Sâm banh Miss Sandon của Pháp là loại sâm banh hàng đầu, từng được Đức vua Pháp, Napoleon yêu thích, sau đó được đổi tên là Royal Sâm Banh, nhất là Brut Imperial Vintage Rose, sâm banh hồng vintage, nó có mùi thơm tuyệt vời như nhụy hoa hồng, tỏa ra hương thơm như tầng tầng lớp lớp cánh hoa, sau đó theo cherry đen, cam quýt và mùi gỗ sồi tinh khiết quen thuộc, thể rượu no đủ thuận trơn, kéo dài, có mùi vô cùng tao nhã và tôn quý, nếu phối hợp với xì gà thượng đẳng, có thể lợi dụng thể rượu mềm mại lâu dài. Đề cao mùi vị êm dịu của xì gà, đồng thời xì gà cũng kéo dài dư vị xâm banh. Vitus ngồi ở phía sau đài, nhìn học trò làm ra đáp án này, vẻ mặt cứng ngắc, cũng không nói gì, nét mặt bà Gióc cũng ngưng lại nhìn hình ảnh đường khả hình tiện tay viết xuống chữ trung xinh đẹp, ngay sau đó được phiên dịch thành ý tiếng Anh, không nhịn được đưa tay chống cằm, vẻ mặt hết sức có ý tứ, mà chủ tịch hiệp hội rượu đỏ vẫn bình tĩnh nhìn, cũng đoán không ra ý tứ trong đó. Toàn bộ đề thi cà phê, trà phẩm, xì gà đã trả lời đầy đủ, đường khả hình dùng khoảng 15 phút đồng hồ, nhân viên nghiệp vụ lập tức đưa tới cho cô ngẫu nhiên lựa chọn bộ dụng cụ uống trà pha chế tại hiện trường, còn có trà ô long, cô lập tức nắm chặt thời gian, nhanh chóng đứng lên, dùng ngón tay ngọc thon thon linh hoạt lưu loát lựa chọn dùng bình trà gốm xứ, cầm gấp trúc, lấy một lượng trà ô long vừa phải bỏ vào trong bình, lại chậm rãi đun nước giếng sôi 100 độ C, rót vào bên trong bình đựng lá trà. Đầu tiên giải trà. Tất cả giám khảo, giám khảo chính, còn có khách quý và phóng viên ở dưới lầu, toàn bộ rối rít đưa mắt nhìn chăm chú nhìn cô gái này, đang đối mặt với cuộc thi đấu cấp thế giới như thế, lúc ban đầu hơi lộ ra căng thẳng, nhưng sau khi tiến vào hội trường thi, trạng thái thật tốt, nhất là mới vừa rồi chọn lấy mẫu xì gà, còn có cắt bỏ từng thành phần điếu thuốc, nhịp nhàng nắm giữ có trật tự, vừa phải thong dong lại đầy đủ trí tuệ, động tác nhanh chóng. Giờ phút này nhìn hình ảnh của cô duyên dáng xinh đẹp, độc lập chứng chạc đứng ở giữa ghế dài, dùng ngón tay ngọc thon thon, nhẹ ước lượng thời gian ngâm trà cũng lộ ra xinh đẹp hoàn mỹ, làm cho lòng người ta vui vẻ thoải mái. Sau khi đường khả hình trải qua các loại động tác giải trà, ngâm trà xong, cuối cùng mới là vớt trà lên, khi cô nhìn lá trà trong trẻo, tỏa ra từng trận mùi hương quế, lá sen, bạc hà, chứa đựng mùi nhân sâm thượng đẳng thì cô không nhịn được thở vào một cái. Cảm ơn, nhân viên làm việc mỉm cười đi tới, nhìn cô một cái, ngay sau đó bưng khai trà, sau đó phục hồi lại để thi rượu đỏ kế tiếp, mà lúc này Giesis đã nộp bài thi trong 2 giờ, đứng lên căng thẳng đi vào phòng nghỉ ngơi vòng thi thứ hai, chờ giám khảo nhanh chóng cho điểm, nhìn xem mình có thuận lợi tiến vào vòng thi thứ hai hay không mà đường khả hình trước khi làm đề thi rượu đỏ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của Giesis một cái, lúc quay đầu lại thì phát hiện rõ ràng trong máy tính bảng sáng lên đề thi thứ nhất. Trái tim của cô đập thình thịch, hai tròng mắt của cô lại chấp lóe một cái, theo bản năng muốn nhìn rõ đề thi rượu đỏ, nhưng cho dù cô mở to hai mắt thế nào, không ngờ cũng chỉ nhìn thấy trong máy tính bảng từng tầng màu trắng mơ hồ, nổi lên chữ viết màu đen xoay xung quanh, trái tim của cô lập tức giống như bị moi ra, lạnh lẽo, hoảng sợ đến hốc mắt ửng hồng, run rẩy ứa nước mắt, không ngờ vào lúc này, cô hoàn toàn không nhìn thấy rõ nội dung trên bài thi. Hoàn toàn không nhìn thấy rõ, đây là có chuyện gì, đầu óc của cô kêu ong ong vang dội, trong nháy mắt khôi phục tê giải. Trường 1085, cuộc thi đấu năm. Từng tiếng thở dốc nặng nề, tự nhiên theo đến. Sắc mặt đường khả hình tái nhợt, thần kinh toàn thân căng thẳng, trên trán đổ mồ hôi hột nhìn máy tính bảng trước mặt, chữ viết trong màn hình mơ hồ, hình ảnh hết sức lung lay, theo bản năng cô chớp mắt, muốn để cho mình khôi phục bình tĩnh, cho rằng bởi vì mình quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác, nhưng không phải, cô cố gắng trợn to hai mắt, nhìn hình ảnh trong máy tính quả thật rất mơ hồ, thậm chí trong não như đau đớn tê dại. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhớ tới bác Phúc đã từng nói với mình, bởi vì lúc ấy chúng nọc ong, thật ra ở trong thân thể còn có một phần cũng chưa giải sạch, nhất định phải điều trị thời gian dài, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho cô trễ nãi hai ngày châm cứu hay bởi vì gần tới thi đấu mà cuộc thi căng thẳng hoặc chính vì những nguyên nhân này làm cho hai mắt lập tức có ảo giác trái tim lại đập thình thịch đường khả hình lập tức cảm giác cả người mình như rơi vào trong băng lạnh lẽo cô nhanh chóng gấp gáp chấp chấp cặp mắt to của mình cảm giác thời gian ở từng chút từng chút trôi qua theo bản năng cô muốn nhấn chuông báo khẩn cấp nói rõ tình huống của mình nhưng cô lại nghĩ tới lúc ấy ở cuộc họp báo bà gióc đã từng nói đầu tiên mời tuyển thủ xác định tình trạng thân thể và trạng thái tinh thần của mọi người có thích hợp thi đấu hay không, nếu như có yêu cầu, xin nói trước, nếu vào ngày thi đấu gặp phải bất kỳ tình huống gì. Hoặc thân thể khó chịu, cũng không thể lấy lý do cản trở tiến độ thi đấu, xin tự động rút khỏi cuộc thi. Trong lúc nhất thời, cô ngồi thật chặt ở trước bàn thủy tinh dài, cũng không nhúc nhích. Đã có điểm của dây IESSC, 87 điểm. Thật ra cô là một chuyên gia hầu rượu ưu tú, càng là tuyển thủ cấp bậc cao nhất, bất đắc dĩ, trong cuộc thi không cách nào điều chỉnh tâm trạng căng thẳng, trở thành tuyển thủ đầu tiên rút khỏi cuộc thi. Chỉ thấy vẻ mặt dây IESSC bình tĩnh đi ra, đứng ở sau cánh cửa phòng nghỉ ngơi, có vẻ hơi mất mát, nhưng vẫn hiểu khuyết điểm của bản thân, liền im lặng nhận thua đi khỏi. Đường khả hình cảm giác giống như dây IESSC đi qua bên cạnh mình, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mơ đung đưa, nhìn ra Zis bị rút khỏi cuộc thi đấu đi ra hội trường thi, Trái tim của cô càng lo lắng và lạnh lẽo, trên mặt run rẩy vặn vẹo, thân sắc tuyệt vọng, trong mắt run rẩy nước mắt, trước kia một ngàn lần một vạn lần phóng khoáng nói qua, không sợ thắng thua, nhưng con người thật kỳ lạ, loại tuyệt vọng này có thể hoàn toàn đả kích tự tin và tôn nghiêm của mình. Phía sau ghế dài, bàn phê bình, Vitus cùng các giám khảo khác sau khi đã chấm xong điểm số của dây iesc lập tức nhìn trạng thái học trò mình, chỉ thấy bóng lưng nhỏ lập tức sợ hãi, thậm chí có vẻ nóng nảy và luống cuống lông mày của ông hơi nhíu lại, lập tức nghiêng mặt nhìn một ống kính khác, nửa khuôn mặt khả hình càng lộ vẻ tuyệt vọng và bi thương, hai mắt nhấp nháy rất vô hồn. Trong nháy mắt ông nhíu chặt lông mày, nghi ngờ nhìn tình huống này, không lên tiếng. Phòng khách lầu 1, đám phóng viên và khách quý cũng chú ý tới trạng thái của đường khả hình, không nhịn được cũng nghi ngờ nhìn cô, thậm chí bàn luận xôn xao, đám người nhã tuệ và từ trạch minh căng thẳng đứng ở một bên. Nhìn hình ảnh đường khả hình trong màn hình cúi mặt khổ sở, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng và nghi ngờ không hiểu. Phòng làm việc chủ tịch, Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc ngồi chung một chỗ, cũng vô cùng nghi ngờ nhìn trạng thái của đường khả hình, ngạc nhiên cô bị làm sao, cảm thấy mới vừa rồi trạng thái của cô rất tốt. Tại sao hiện tại đột nhiên thay đổi? Thư ký chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ, hách lệ, đứng ở phía trước các tuyển thủ, xem xét từng người, cuối cùng cô nhìn thấy dáng vẻ đường khả hình như vậy, liền cất bước đi về phía cô, hết sức lễ phép nhưng vẫn nghiêm túc hỏi, đường tiểu thư, Cô có cần tôi giúp đỡ không?" Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Hách Lệ, im lặng lắc đầu một cái. Hách Lệ chăm chú nhìn cô một cái, cho rằng cô bởi vì thi đấu căng thẳng, liền cười cười nhắc nhở, "Xin nắm chặt thời gian, cô còn có một tiếng 30 phút." Sắc mặt Đường Khả Hinh trắng bệch, nhưng vẫn im lặng gật đầu một cái, tuyệt vọng, bất đắc dĩ buông tha nhìn bài thi, trong mấy phút đồng hồ, cô nếm đủ loại mùi vị khó tả thình lình xảy ra, ngược lại sau khi tiếp nhận kết quả, lại buông lỏng, mặc cho linh hồn của mình như bắt đầu xuất ra bay bay, trong đầu không tự chủ thoáng qua câu nói của bác Phúc cảnh cáo mình, nếu bình thường cảm thấy hai mắt khó chịu, có thể hai tay cùng nhấn xoay huyệt thái dương và vị trí đầu lông mày, có thể tạm thời giảm bớt tận mắt. Cô nghĩ tới đây, người giống như bắt đầu sống lại, lập tức nhắm mắt lại, đưa hai tay ra bắt đầu xoa huyệt thái dương và vị trí khác. Vitus cùng ban giám khảo nghi ngờ nhìn cô, bác dịch bởi vì hiểu y học, lập tức ngẩng mặt, Hiểu rõ nhất định là mắt của cô xảy ra vấn đề, cho nên mới phải dừng lại xoa bóp huyệt vị, anh cảm thấy lo lắng tay đẻ chán, căng thẳng lắc đầu một cái, thở dài. Đường khả hình vừa nhắm hai mắt, xoa bóp huyệt thái dương của mình, vừa để cho tâm trạng của mình thong thả và bình tĩnh lại, bởi vì 30 phút thi đấu ngắn ngủi, để cho cô hiểu được câu nói của cha, buông lòng tức là một loại nhận thức, càng là một loại rèn luyện. Đừng xem nhẹ hai chữ đơn giản này, thật ra trong đó chứa đựng đạo lý rất lớn nó không chỉ có chứa đạo làm người còn là chìa khóa thành công cô nuốt cổ họng mặc cho mồ hôi hột tuôn ra lại chậm rãi nhịp nhàng bắt đầu thả lỏng hơi thở chậm rãi hít thở rốt cuộc chờ cho tâm trạng của mình hạ xuống thì dần dần mở mắt lập tức nhìn thấy chữ viết trong bài thi thật rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của mình trên mặt cô lập tức hơi giật giật kích động nở nụ cười sau khi thở dốc mấy hơi liền vội vàng nhìn câu hỏi trong đề thi vui lòng phân loại rượu đỏ theo như các hình thức khác nhau lựa chọn một loại để thuyết minh cụ thể. Đề thi tiếp theo là, vui lòng giải thích quá trình sản xuất rượu Sato đơi quầm. Đường khả hình nhìn câu hỏi này, cũng không dám nhắm mắt lại, chỉ chớp mắt một cái, thị giác của mình biến mất. Cô nhanh chóng cầm bút máy vi tính lên, ở chỗ trống của đề thi viết, rượu Sato đơi quầm là một loại rượu đỏ hiếm thấy, dưới điều kiện khí hậu nhất định mới có thể trưng cất. Khi sản xuất rượu Sato đơi quầm. Đầu tiên phải cho quả nho lây nhiễm một loại tế bào nấm mốc được gọi là muội nho, Botrytis cinerea per, loại tế bào nấm mốc này sẽ xâm nhập vào quả nho, tạo thành rất nhiều lỗ nhỏ bên ngoài quả nho, làm cho quả nho bốc hơi nước, từ đó làm cho thành phần đường cô đặc, khiến cho vị rượu nho trở nên ngọt hơn. Bởi vì loại vi khuẩn này đối với môi trường yêu cầu hết sức cao, cho nên địa điểm phải là khu vực ẩm ướt và lại nhiều sương mù mới có thể tạo ra vi khuẩn, cho nên loại rượu đỏ này cũng không dễ dàng sản xuất thành công hết sức quý giá, giá cả xa xỉ, mùi thơm rõ ràng nhất là mật ong, quả hạch và mùi thơm của các loại hoa. Trong màn hình máy vi tính lập tức xuất hiện hình ảnh rộng lớn bao trùm bài thi của mình, dọa đường khả hình giật mình, cô lập tức khôi phục bình tĩnh nhìn trên đề thi viết nói, lựa chọn chính xác hình ảnh nho nấm bochitis, cô thở vào một cái, lập tức nhanh chóng ở bốn hình ảnh quả nho, chọn một hình quả nho treo ở trên cây, rậm rạp nấm mốc, giống như đã hoại tử rửa nát thật lâu thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đường khả hình bình tĩnh, lý trí lựa chọn hết hình ảnh nho nấm Bocitis, hai mắt lại nhanh chóng xem để thi tiếp theo, vui lòng giải thích cấp bậc rượu đỏ của Pháp. Cô lập tức dùng bút viết xuống, tháng 8 năm 2009 nước Pháp bắt đầu phân chia quy định cấp bậc rượu đỏ mới nhất, cấp thứ nhất là cấp bậc cao nhất, gọi là khu sản xuất tiêu chuẩn, trước kia gọi tắt AOC, hiện nay đổi thành AOP, cấp thứ hai là khu rượu vang vùng, còn gọi là JGP, cấp thứ ba, khu rượu vang thường, còn gọi là VDF. Câu hỏi lựa chọn kế tiếp là phân chia cấp bậc rượu vang của các nước trên thế giới, rồi đến nêu tất cả các năm sản xuất rượu vang có chất lượng tốt nhất trên thế giới. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng viết xuống khu bóc đô phía đông nước Pháp phân chia năm sản xuất rượu vang có chất lượng tốt là năm 1970, 1975, 1979, 1982, 1985, 1989,

2003, 2004, 2005. Trong đó năm tốt nhất là năm 1996, rượu vang miền Trung của Tây Ban Nha, 2004, 2005, 2006, 2007. Trong đó năm tốt nhất là năm 2000, California Mỹ năm tốt nhất là năm 1997 và 2001, rượu vang pot của Bồ Đào Nha nổi tiếng khắp thế giới, năm có chất lượng tốt nhất là năm 2000. Tiếp theo là Đức, Chile, Nam Phi, miền Trung Italy, miền Bắc Italy. Trạng thái của cô càng lúc càng tốt. Vitus và bác dịch ở bên trong, hai mắt lóe ra ánh sáng kịch liệt, nhìn đường khả hình trong màn hình, làm bài thi càng lúc càng nhanh, vẻ mặt bọn họ căng thẳng, mới hơi lộ ra buông lỏng, mà bà dốc cũng cảm thấy hết sức hứng thú nhìn vào trong màn hình. Lúc đường khả hình trả lời câu hỏi về số năm thì gần như không cần suy nghĩ, trên mặt của bà hơi lộ ra lộ nụ cười cảm thấy bảo bối này càng ngày càng thú vị jackson cũng vẫn lạnh lẽo nhìn tình hình của đường khả hình cũng không tin cô có thể trả lời hết từng năm có chất lượng tốt nhất trên toàn thế giới đường khả hình nhanh chóng viết ra hai đất nước cuối cùng năm có chất lượng tốt nhất australia 2006 2007 năm tốt nhất là 1997 2002 2005 còn có New Zealand năm có chất lượng tốt nhất cũng giống như Australia, nhưng không có năm tốt nhất, lúc viết tới đây, cô thở vào một cái. Vitus nhìn dáng vẻ của học trò, hai tròng mắt phát ra một chút sáng loáng, giống như vui sướng. Lâm Tử Linh đã làm xong tất cả bài thi, chậm rãi đứng lên, liếc về phía đường khả hình ở một bên, hai mắt di động suy nghĩ xem rốt cuộc cô có thể làm được không. Đường khả hình không để ý đến người nào, mà dựa vào kiến thức và thái độ của mình nhiều năm nhiệt tình và học tập được, nhanh chóng giải đáp từng vấn đề. Tiếp theo, bắt đầu giải thích lịch sử phát triển rượu đỏ. Trong đầu cô không tự chủ xuất hiện hình ảnh sản xuất rượu vang lúc ban đầu bắt nguồn từ nền văn minh cổ đại Hy Lạp và Italy. Sau khi bọn họ hái nhau về, đặt ở trong máng gỗ đạp vỡ nát từng quả, nghiền ép nước nhau bỏ vào bình xứ chôn sâu ở dưới đất. Sau đó, đến các nước Pháp, Tây Ban Nha, nhất là Pháp phát huy truyền thống, lại phân tích lý do tại sao Bắc Đô được thế giới chú ý sớm hơn Burgundy một thế kỷ, là bởi vì bến cảng, hoàn cảnh địa lý và yếu tố chính trị ưu việt. Sau khi giải đáp đề thi, tinh thần càng lúc càng chìm đắm vào nơi sản xuất rượu. Đề thi: Huyền thoại âm thanh rượu đỏ, huyền thoại do ai sáng tác, giải thích đặc điểm của phẩm rượu và hầm rượu. Đường Khả Hinh nhanh chóng viết: Âm thanh rượu đỏ, do ông chủ hãng rượu Opitz người Austria, Wiliopitz sáng tác. Nhà máy rượu của ông William nằm trong khu vực hồ New Jersey và cả một vùng của vườn quốc gia Aurelia. Khu hồ, đồi núi, đất cát dầu khoáng sản tạo thành khu sản xuất rượu vang Aurelia cực kỳ nổi tiếng. Orpitt là thiên tài âm nhạc thế giới, ông ta phát hiện ở bên trong thùng gỗ sồi hầm rượu nhà mình, bất cứ lúc nào bởi vì táo chua lên men, hoặc đường lên men thì sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng người yêu thì thầm, giống như hổ gầm vượn hót, có đôi lúc, giống như tiếng nổ của quả lựu đạn, vì thế ông ta đột phát ra linh cảm, ở trong hầm rượu sang tác âm thanh rượu đỏ, sau khi Opit nhận lấy nhà máy từ trong tay ông nội, tiếng tăm bắt đầu lừng lấy. Nhất là rượu sậy, càng nổi tiếng thế giới, nên sau khi các chủ vườn nho thu hoạch giống nho chủ yếu, đặt cỏ sậy ở trên mảnh hong khô 3 tháng trở lên, để cho mùi thơm ngát của cỏ sậy ngấm vào bên trong quả nho, kéo dài tuổi thọ cỏ sậy. Sau khi trưng cất lên men, phát ra mùi thơm chất khoáng chất và mùi vả tây, sung ngọt lâu dài, nên rượu được lọt vào top 1.000 loại rượu ngon trên thế giới. Lúc rượu lên men thì phát ra âm thanh giống như tiếng cười, giống như lúc cỏ sậy và quả nho gặp nhau không ức chế được hưng phấn, đó là loại rượu của nước ngoài, một loại rượu hiếm có. Càng lúc càng nhiều tuyển thủ dừng bút nộp bài thi, chậm rãi đi vào khu thi đấu vấn đáp phòng thứ hai. Cuối cùng nhân viên làm việc bưng 47 ly nước, thật cẩn thận đặt xuống ở trước mặt của đường khả hình, nói chuyên gia hầu rượu đường, cô còn lại 2 phút. Đường khả hình mới làm xong hết bài thi viết, trên trán chảy mồ hôi lạnh, xẹt qua khuôn mặt trái xoan của cô, cô vẫn không nóng không lạnh, chớp hai mắt, bình tĩnh vươn tay, cầm ly nước thứ nhất, chỉ ngửi mùi một cái, nhanh chóng viết xuống chỉ, lại cầm ly nước thứ hai, viết xuống muối, lại cầm ly nước thứ ba, viết xuống lỏi cam. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào lúc này. Dưới lầu, phóng viên và khách quý rối rít ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình trong màn hình tinh thể lỏng còn sót lại không tới một phút, lại phải tiếp tục đánh giá 25 ly nước, cầm lên từng ly từng ly, để xuống từng ly từng ly, trái tim của mọi người cũng không khỏi bị buộc chặt, Nhã Tuệ đã cảm thấy mình hoảng sợ sắp bị bệnh tim, nhìn đến trái tim đập thình thịch, từ Trạch Minh cùng một đám quản lý đường khả hinh quen biết cũng nhìn thật căng thẳng, ngay cả lão đầu bếp cũng đi ra thần kỳ quan sát. Khuôn mặt Vitus càng căng thẳng, nhìn học trò. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính Vũ ngồi ở trên ghế salon, cũng hết sức căng thẳng nhìn hình ảnh kia thời gian bắt đầu đếm ngược giây phút cuối cùng, 20 giây. Đường khả hình nhanh chóng cầm lên ly nước thứ 8 đếm ngược, đưa lên mũi người một cái, lại nhanh chóng viết xuống lưu huỳnh, lại bưng ly nước thứ 7 đếm ngược đưa lên mũi người một cái, không ngửi được, uống một chút, chanh hạt, khuôn mặt cô thay đổi, rất nhanh chóng tiếp tục cầm ly nước, ngửi từng ly từng ly, viết xuống đáp án từng ly từng ly. Thời gian, 10, 9, 8, 7. Đường khả hình nhanh chóng cầm ly thứ ba người một cái, tiếp tục viết xuống nước mưa, lại cầm ly thứ hai, nước giếng. Đã đến giờ, đường khả hình lập tức nhấn nút xác định câu trả lời, chuyển đáp án đến ban giám khảo. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thư ký tính giờ, mệt mỏi thở dốc, đổ giọt mồ hôi, sắc mặt hơi nửa nụ cười. Một đáp án cuối cùng, chè. Hách lệ nhìn cô, khẽ mỉm cười, nói chúc mừng cô. Mời vào bên trong hội trường chờ giám khảo chấm điểm. Audio điện tử võ tấn bền chương 1086, cuộc thi đấu 6. Khoảnh khắc giám khảo căng thẳng. Cả đại sảnh trường thi hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi đều bay không khí dày đặc căng thẳng. Đường khả hình xác nhận toàn bộ đề thi của mình đã đưa vào ban giám khảo xong. Cô liền thở vào một hơi, trận đấu căng thẳng mới vừa rồi còn chưa qua. Lúc này lại bắt đầu lo lắng điểm số của mình không vượt qua. Sắc mặt của cô hơi lộ ra căng thẳng, lộ ra mong đợi và mâu thuẫn khó hiểu. Đi theo hách lệ, từng bước đi về phía phòng chờ vòng thi thứ hai. Bên trong đã tập trung, ngoại trừ dây IESSC, bao gồm đường khả hình, chín tuyển thủ, tất cả mọi người chia ra ngồi ở trên ghế thủy tinh im lặng chờ đợi, kỹ sư thiết kế đường nét độc đáo, tinh xảo từng chi tiết, vì biết phòng nghỉ ngơi màu trắng này sẽ để cho tuyển thủ chờ đợi hết sức căng thẳng và nặng nề, cho nên ở hai bên bức tường màu trắng, chia ra bảy trí hồ cá thủy tinh màu xanh dương, cá cảnh nhiệt đới nho nhỏ màu xanh dương ở bên trong đang lặng lẽ bơi lội. Đường khả hình từng bước theo hách lệ dẫn dắt, đi về phía ghế ngồi thủy tinh thứ nhất, hơi lộ ra một chút căng thẳng ngồi xuống, bên cạnh chính là Kerry, hai người lễ phép mỉm cười với nhau, ngay sau đó lại rơi vào trong chờ đợi và im lặng chờ điểm số. Thời gian từng phút từng phút trôi qua. Đầu tiên hách lệ đi vào tuyên bố cưa Sijun thuận lợi lên cấp. Cưa Sijun nghe xong, lập tức vẻ mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hai quả đấm nắm chặt, bắt tay với những tuyển thủ khác bên trong phòng nghỉ ngơi, liền hưng phấn đi ra phòng nghỉ ngơi đường khả hinh ngẩng đầu nhìn bóng lưng cưa shizun buông lỏng và hưng phấn lồng ngực của cô lại bắt đầu từng hồi tràn lên hơi thở không biết tên làm cho cô có chút không kịp thở cô chớp mắt tâm trạng bình tĩnh tiếp tục chờ đợi sau đó không lâu hách lệ lại khẽ nụ cười đi ra tuyên bố lâm tử linh thuận lợi lên cấp vẻ mặt lâm tử linh lập tức lộ ra hài lòng và nụ cười tự tin chậm rãi đứng lên hai mắt không nhịn được di động một chút ánh sáng khinh bỉ nhìn về phía đường khả hình. Sắc mặt của đường khả hình căng thẳng, không để ý tới cô. Lâm tử linh hừ một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Không đến bao lâu, hách lệ lại ôm tài liệu, mỉm cười đi tới tuyên bố, Kerry, Alex đồng thời lên cấp, mời đến phòng nghỉ ngơi làm sơ nghỉ ngơi, liền bắt đầu tiếp tục vòng thi đấu thứ hai. Kerry và Alex đồng thời mỉm cười, im lặng đi ra ngoài, nhất là Kerry, đầu tiên bắt tay với đường khả hình, dùng tiếng anh dịu dàng cười nói hy vọng cô có thể thuận lợi lên cấp đường khả hinh cũng lập tức bắt tay với anh ngỏ ý cảm ơn sau đó anh hơi lộ ra một chút thoải mái đi ra ngoài thời gian trôi qua một chút vẻ mặt khách lệ lộ ra nụ cười tiếc nuối đi vào tuyên bố thiên thiên bởi vì điểm số thi viết không qua vô duyên vào vòng thi đấu thứ hai thiên thiên ngồi tại chỗ nghe được đáp án này mới vừa rồi cô còn căng thẳng và mong đợi mặt hơi lộ ra mất mát và tiếc nuối nhưng vẫn mỉm cười nói một câu cảm ơn với hách lệ, liền im lặng xoay người đi ra ngoài. Đường khả hình ngồi ở một bên, hơi nhắc mí mắt, liếc mắt nhìn bóng lưng mất mát của thiên thiên, hai tròng mắt của cô lại nhấp nháy một cái, không nhịn được thở dài một hơi. Khoảng 5 phút sau, hách lệ đi vào nữa, tuyên bố hưu chia của Tây Ban Nha và Bastian, còn có giang dĩ thần thuận lợi lên cấp, cũng chỉ còn lại một mình đường khả hình. Đường khả hình một mình cô đơn ngồi tại chỗ, lúc này còn lại một mình mình, loại cảm giác này giống như vừa rồi đang ở phòng nghỉ ngơi, cảm xúc lẫn lộn khó tả, không dám nghĩ tới các loại kết quả, nhưng lại không nhịn được suy nghĩ các loại kết quả. Cô thật sự có cảm giác, cho dù tương lai mình gian khổ tạo ra giá trị cuộc sống như thế nào, nhưng cô mãi mãi đều sẽ nhớ kỹ khoảnh khắc này. Bởi vì thật sự quá dày vào người. Một chàng âm thanh dày cao gót truyền tới. Vẻ mặt hách lệ hơi lộ ra mấy phần bình tĩnh và nở nụ cười lễ phép, nhìn đường khả hình ở trong phòng nghỉ ngơi, vươn tay gõ nhẹ bên tường một cái, nói, đường khả hình tiểu thư. Mời đi theo tôi. À, trái tim đường khả hình ầm một tiếng, nổ tung, lập tức ngẩng đầu lên, hơi lộ ra một chút kinh ngạc và có phần bối rối, nhìn hách lệ nói cái gì. Mời cô đi theo tôi. Hách lệ lại nhìn cô, lại lễ phép mỉm cười. À, lúc này đại não đường khả hình lại một trận tê dại, sắc mặt của cô có chút tái nhợt nhìn hách lệ không nhịn được thở dốc. Nói tôi có thể biết đây là vì chuyện gì không? À, tôi muốn biết điểm số của tôi, tôi có thể lên cấp không? Hách lệ không biết nên nói với cô thế nào, lại lễ phép mỉm cười, nói tạm thời không thể công bố điểm số, mời cô theo tôi vào khu giám khảo vòng thi đấu thứ hai. Giờ phút này đường khả hình cảm giác cả người mình đều tan nát, có một loại dự cảm chẳng lành, sắp đánh úp cả người cô, cô vốn tự tin điểm số của mình có thể vượt qua, thế nhưng sao? Hai mắt của cô nhanh chóng lóe lên, sau khi đứng yên một lát, rốt cuộc nặng nề thở gấp mấy hơi, chấp nhận đi theo hách lệ từng bước đi vào một hành lang nghiêm túc và yên tĩnh của phòng nghỉ ngơi, nhìn cuối có hai cánh cửa chính đóng chặt, bên trong lộ ra một không khí hết sức quỷ dị và bí ẩn. Hách lệ bước tới trước cánh cửa kia, vươn tay gõ nhẹ một cái, sau khi bên trong truyền đến âm thanh, hai cánh cửa chậm rãi mở ra, cô mới đứng ở bên cửa lặng lẽ xoay người nhìn đường khả hình, mời cô đi vào trong. Đường khả hình chỉ đành phải im lặng, thần kinh toàn thân căng thẳng, cảm thấy trong đầu từng trận nóng lên, đi đến trước cánh cửa lộ ra nghiêm trang bí ẩn, đứng yên một lát, rốt cuộc thở dốc, đi vào bên trong. lập tức, căn phòng màu trắng giống như cả thế giới huyền ảo xuất hiện ở trước mặt của mình. ban giám khảo cuộc thi chuyên gia hầu rượu thế giới ngồi chính giữa, đầu tiên là chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, ngồi bên trái là giám khảo chính, mặt bàn màu trắng đặt bảng tên vị trí của bọn họ, ngồi phía bên phải là đại diện ban phê bình và giám sát viên phái ra. Sắc mặt mọi người trầm ngâm nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh, mà Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi phía bên trái, gần vị trí của Đường Khả Hinh nhất. Vẻ mặt cũng nghiêm túc và im lặng nhìn cô, không lộ ra ý tứ gì. Trong nháy mắt Đường Khả Hinh cảm giác mình lập tức bị phá hủy, trong não cảm giác càng lúc càng nóng lên như ngất xỉu, đứng ở bên cửa, trong mắt không dám di động đi đâu, mà hơi thở càng lúc càng nặng nề, cất bước đi tới chính giữa, cô nghi ngờ căng thẳng cũng không nói được câu nào không khí càng lúc càng căng thẳng. Qua một chút thời gian, bà Gióc mỉm cười mở một phần đề thi nào đó của đường Khả Hinh, liếc mắt nhìn, mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nói, đường Khả Hinh tiểu thư, rất xin lỗi vào lúc này mời cô đi vào, bởi vì đối với điểm số của cô, ban phê bình chúng tôi, thậm chí bao gồm giám khảo chính cũng có ý kiến khác nhau, cuối cùng mọi người quyết định, mời cô đi vào, giải thích xong nghi ngờ cuối cùng của chúng tôi. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn bà Gióc, nhanh chóng gật đầu một cái, đáp, xin mời bà nói. Bà Gióc nhìn cô, mỉm cười gật đầu một cái, mới tiếp tục nói, ở trong đề thi thứ 17 của chúng tôi, có một đề lựa chọn thể rượu thích hợp với xì gà, cô chọn sâm banh hồng mít sandal, xin hỏi cô có tự mình thưởng thức qua hai loại rượu, thuốc lá này, rồi cho ra đáp án sao? Sắc mặt đường khả hình chợt buộc chặt, chậm rãi lắc đầu một cái. Bà Gióc vẫn giữ nụ cười, nhưng hai mắt lại lộ ra mấy phần nghiêm túc nói, ở trong quá trình hầu rượu bình thường, có tham thảo qua đề tài phối hợp tương tự liên quan đến loại rượu và thuốc lá với chuyên gia hầu rượu ưu tú khác hay không. Trái tim đường khả hình đập thình thịch, hai mắt nhanh chóng chấp lẽ, phải biết khách sạn Á Châu là một khách sạn gian cấp bạch kim thế giới, bên trong nhà hàng Tây sẽ tận lực mời khách không hút thuốc, mà sẽ được phân chia ở phòng VIP đặc biệt có khu chuyên hút xì gà. Về sau khách sạn Á Châu đặc biệt tách ra một nơi làm câu lạc bộ xì gà, khách tập trung ở nơi đó, cũng do chuyên gia hầu rượu và nhân viên chuyên nghiệp phục vụ. Mình chỉ theo Lauren đi vào một lần, sau lần đó, không có liên quan đến phương diện này. Hơn nữa bài thi xì gà này là tạm thời tăng thêm, cô căn bản không kịp. Nghĩ tới đây, sắc mặt của cô càng ngày càng run rẩy lo lắng, hai mắt nhanh chóng lóe lên, nhưng vẫn thành thực lắc lắc đầu, "Đáp, rất xin lỗi." "Không có." Vitus trầm mặt nghiêm túc nhìn học trò, ánh mắt của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng cùng lóe lên, im lặng nhìn cô, bác dịch thở dốc, hơi cúi đầu không nói lời nào. Bà dốc có đáp án, liền lễ phép gật đầu, nhìn đường khả hinh cười nói, phải biết một chuyên gia hầu rượu ưu tú, một chuyên gia hầu rượu đẳng cấp quốc tế, anh ta không chỉ là một bậc thầy nghệ thuật hiểu được cách phối hợp loại rượu và thức ăn ngon hoàn chỉnh, càng là một cao thủ nồng cốt và hoạt động kinh doanh của phòng ăn. Xì gà không chỉ là xa xỉ phẩm cao quý, nó càng có thể thấm vào máu của cô, thần kinh của cô, thấm vào linh hồn của cô, thậm chí có thể thay đổi tính tình của cô, còn có phương thức sinh tồn. Mặc dù cô không thể tiến vào hiện trường xì gà, nhưng cũng không nên qua loa lựa chọn xâm banh hồng mít Điều này cho thấy đối với xì gà cô hiểu biết không sâu, lại muốn lợi dụng tên tuổi lớn của xâm banh hồng mít để lấy lòng mọi người. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn bà gióc. Bà gióc lại khẽ mỉm cười, có chút ấy nấy nhìn đường khả hinh, thở dài một cái, mới nói, đường khả hinh tiểu thư, cô không cần quá căng thẳng, nên thấy rõ ràng, chúng tôi đưa cho cô xì gà Pactaga, là nhãn hiệu xưa nhất của Cuba, mà loại Pactaga D4 được gọi là xì gà cà phê espresso, là đại biểu cho xì gà Cuba hương vị nặng nhất, áp dụng 4 lần phương pháp lên men cổ xưa, được gọi là hóa thạch, nếu như cô có hiểu biết sâu đối với xì gà thì nên hiểu, thức ăn ngon càng đặc biệt, thật ra càng dễ chọn lựa loại rượu thích hợp nhất với nó ngược lại thức ăn bình thường, lại làm cho chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Loại Ga D4 này, nếu là người trong ngành công nghiệp đều biết, nó phối hợp tốt nhất với Glenmorangi Scott Whisky. Loại này, dùng rượu Sato đôi quầm trưởng thành và Cordon Blue Mattel có tiêu chuẩn pháp, thanh tao và êm dịu, còn kèm theo vị ngọt mật ong, cùng xì gà số D4, là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Mà ở trong mắt của tôi, sâm banh Miss Sandon, mặc dù nó là một loại rượu kinh điển, nhưng phối hợp với Pactaga D4, ngược lại là vua phối hợp với vua, không hề nhịp nhàng và ăn khớp, không có ý nghĩa. Trái tim đường khả hình nổ ầm một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bà Gióc. Bà Gióc cũng hết sức tiếc nuối nhìn đường khả hình, thở ra một hơi, lắc đầu một cái nói, tôi rất xin lỗi, đường tiểu thư. Đây là một cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu cấp quốc tế, nó không giống với bất kỳ hình thức thi đấu nào. Nó cẩn thận, nó nghiêm túc, thậm chí nó chặt chẽ không kẻ hở cả người đường khả hình lập tức chìm xuống, cảm giác linh hồn mình theo những lời này tan thành cho bụi, hai mắt cô run rẩy tràn nước mắt, nhìn bà gióc, khổ sở co quắp không nói được câu nào. Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi, cùng bác dịch càng nặng nề thở hồn hền, có chút mất mắt nhìn cô, mà Vitus cũng di động mí mắt, hơi cúi đầu không lên tiếng, sắc sờn càng lộ ra tức giận như dũng sĩ bị vây khốn, nhìn đường khả hình, hận không được giết cô cho sảng khoái. Bà dốc chăm chú nhìn vẻ mặt đường khả Hinh khổ sở, kích động như vậy, vẻ mặt bà nghiêm túc mà tiếc nuối, ngược lại nở nụ cười bí ẩn, nói, cho nên. Chúc mừng cô, đường khả hình tiểu thư, cô trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên gia hầu rượu cấp thế giới đạt điểm thi viết cao nhất. 98 điểm, mà đề thi xì gà là đề mục duy nhất tôi trừ cô 2 điểm. Hy vọng về sau cô còn tiến bộ. Con người đường khả hình lập tức như rớt ra, há to mồm, mở to mắt nhìn bà gióc, cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nghe lầm. Cô không thể chờ đợi, không thể tin được kích động nghẹn ngào muốn khóc hỏi bà bà nói gì tôi 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 bà róc lại hài hước nở nụ cười nhìn đường khả hình lại xác định gật đầu cười nói chúc mừng cô đường khả hình tiểu thư cô trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên gia hầu rượu cấp quốc tế đạt được điểm thi viết cao nhất hai điểm này là tôi trừ cô đấy nếu không cô sáng lập một kỳ tích điểm mắc sẽ tạo thành lỗ hồng không hoàn mỹ trở thành động lực để sau này cô cố gắng và cẩn thận hơn lại một lần nữa chúc mừng cô. Đường khả Hinh thở hổn hển kích động nghẹn ngào muốn khóc, không nhịn được rơi lệ nhìn bà gióc, còn có chủ tịch hiệp hội rượu đỏ chậm rãi mỉm cười, cô lại kích động vẫn không thể tin, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nhịn được nở nụ cười, hai mắt hấp dẫn nhìn cô, hết sức khẳng định và khen ngợi, tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, cũng nhìn cô, không nhịn được ngẩng mặt mỉm cười, thậm chí bác dịch và Vitus hai cọc gỗ này cũng theo tiếng cười vui vẻ của mọi người chậm rãi nở nụ cười an ủi. Đường Khả Hinh nhìn mọi người khen ngợi và nở nụ cười vì cô. rốt cuộc cô cảm thấy có mấy phần chân thật, cả người rất kích động nở nụ cười, lại khóc. thật sự không biết trên mặt là biểu lộ gì, chính là muốn dậm chân, không biết nên làm sao. Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ là người quan trọng nhất toàn trường, rất sảng khoái và vui vẻ đứng lên, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, rỗi tay về phía cô, mỉm cười nói chúc mừng cô hy vọng tương lai cô có thể sáng lập thành tích vui vẻ hơn. Đường Khả Hinh cũng đưa tay ra bắt tay với ông, vừa khóc vừa cười gật đầu, nước mắt lại từng hàng ào ào chảy xuống, trên mặt hiện lên nét kỳ quái, thật sự bị hù chết. chương 1087 tiến, đường Khả Hinh được điểm cao nhất trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu vòng đầu tiên. Đám người nhã tuệ đứng ở trước màn hình lớn, nhìn trang web rượu vang lập tức xuất hiện dây duy băng đỏ mộng ảo xoay tròn dòng chữ này, bọn họ lập tức kinh hô lên, nhất là nhã tuệ, hai mắt của cô lập tức ướt át, kích động như muốn bật khóc ôm đám đồng nghiệp từ trạch minh, nghẹn ngào vui vẻ nói, khả hình được hạng nhất. Cô ấy được điểm cao nhất, trời à, con bé này thi từ nhỏ đến lớn, cô ấy vẫn là một đứa đứng đầu cuộc thi, quá khứ ở trên lớp học ngủ gục thế nào, bị thầy giáo tóm gáy, nhưng cô ấy chỉ xem bài một buổi tối, ngày thứ hai là có thể thi được hạng nhất. Tôi biết ngay, tôi biết ngay, Đám phóng viên cũng ở trong màn hình lớn được biết tin tức này, lập tức cầm máy ảnh kỹ thuật số, kích động theo khách quý vào tới giữa đại sảnh khách sạn, bắt đầu nhắm tầng hai căng thẳng chụp hình, đều đang kinh ngạc một người Trung Quốc có thể giành thắng lợi ở vòng đầu tiên trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu quy mô lớn, đây là chuyện quá khứ chưa bao giờ xảy ra. Lúc này cửa sảnh tiệc lập tức mở ra, nhìn thấy vẻ mặt các chuyên gia hầu rượu nôn nao mỉm cười, thoải mái đi ra, hướng về phía truyền thông đất nước mình vẫy tay chào, mà phóng viên Trung Quốc là một đám kích động nhất, ôm máy chụp hình nhảy đến phía trước, cực kỳ hưng phấn gọi, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa dứt lời. Ngay sau đó Đường Khả Hinh bắt tay với Kerry sau khi chúc mừng lẫn nhau, mới cùng anh cùng đi ra khỏi sảnh tiệc, ánh đèn flash đồng thời tách 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 rơi vào trên người của hai người. Đường Khả Hinh bởi vì mới vừa gặp một màn nguy hiểm ở chỗ ban giám khảo, làm cho trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, vẫn chưa có phục hồi lại tinh thần khi cô cảm thấy đèn flash mãnh liệt toàn bộ hướng lên trên người của mình thì cô lập tức mỉm cười cảm ơn, nhất là nhìn thấy truyền thông và phóng viên Trung Quốc, còn có nhã tuệ ở dưới lầu kích động gọi tên của mình thì hai mắt của cô cũng không nhịn ướt. Át, nhất là nhìn thấy nhã tuệ, cô vội vàng đi tới, nghẹn ngào gọi, nhã tuệ. Em lên cấp rồi, em không để cho chị thất vọng. Nhã tuệ nghe nói như vậy, vội vàng gật đầu, theo đám người đông đúc, nhìn đường khả hinh vừa khóc vừa cười nói cô thật giỏi. Cố lên! Đường khả hình cũng rối rít kích động gật đầu, nhìn nhã tuệ nghẹn ngào mỉm cười. Lâm tử linh đôi tay ôm vai, tựa vào trên cột gỗ màu vàng kim, vẻ mặt khi dễ, im lặng nhìn về phía đường khả hình ở bên cạnh. Đường khả hình vừa cùng các chuyên gia hầu rượu khác phối hợp với truyền thông của nước mình chụp hình, vừa bị nhân viên chuyên trách hội đồng thi và vệ sĩ mời đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi, chỉ thấy cô nói mấy câu với nhã tuệ mới xoay người vào bên trong phòng nghỉ ngơi, lại thấy lâm tử linh ôm vai tựa tại cạnh cửa, Trầm biếm nhìn về phía cô nở nụ cười lạnh lùng, mới khinh bị xoay người nói, cũng chỉ có người chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn, mới có thể đối với vòng thi viết, biểu hiện mừng rỡ như điên. Sắc mặt Đường Khả Hinh chợt thu lại, đứng ở bên lan can, im lặng nhìn Lâm Tử Linh. Có lẽ Lâm Tử Linh cảm nhận được ánh mắt sau lưng của Đường Khả Hinh, liền ôm vai, chậm rãi xoay người, nở nụ cười khi dễ nhìn cô nói, có lẽ khi cô cảm thấy, mọi người đang mừng rỡ như điên vì cô thật ra có rất nhiều người đã sau lưng khinh bỉ và cười chế nhạo cô kích động. Có lẽ cô không muốn tin tưởng, ở trên trường thi đấu, người được thông báo thắng lợi vòng đầu, nhất định khó đi đến cuối cùng. Bởi vì, vào lúc này, người khác mới vừa vặn dồn sức sẵn sàng, mà cô đã đã hết vận số. Sắc mặt đường khả hình hơi căng thẳng, nhìn cô. Lâm tử linh nhìn cô, lại cười châm biếm, mới chậm rãi xoay người. Tôi vẫn rất ngạc nhiên một chuyện, giọng nói lạnh lùng truyền đến lâm tử linh dừng người hơi ngẩng mặt lắng nghe sắc mặt của đường khả hinh âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng lâm tử linh lại từng bước từng bước đi về phía cô ôm mấy phần nghi ngờ hít mắt nhìn chằm chằm đường nét nửa khuôn mặt của lâm tử linh nói cô là một người nhật bản tại sao nói tiếng trung lại tốt như vậy dùng từng chữ từng câu vừa đúng lâm tử linh nhướng mày lạnh lùng không nói lời nào đường khả hinh lại nhíu chặt lông mày nhìn cô nói giống như ông trời sinh cô ra vì đối phó tôi mà sống lâm tử linh lập tức quay mặt sang chế nhạo kinh ngạc nhìn cô vì cười nói cô vì đối phó cô mà sống đường khả hình cô đánh giá bản thân mình rất cao đế quốc nhật bản chúng tôi cho tới bây giờ đều đi về phía niềm tin và thắng lợi sẽ không đặt cảm xúc cá nhân ở trong lòng cho nên vào thời điểm nào đó các người mới có thể máu tanh tàn nhẫn như vậy hai mắt đường khả hình nóng lên nhìn cô. Tùy cô nói thế nào, khuôn mặt Lâm Tử Linh không quan tâm, cũng đang muốn cất bước đi tới trước trong nháy mắt, lại nghiêng mặt, hai tròng mắt sắc bén nói, đường khả hinh. Tôi nhớ cô đã nói, mọi việc không nên đắc ý quá sớm, lưu một chút may mắn cho tương lai của mình. Đọ sức chính thức, giữa chúng ta, bây giờ mới bắt đầu. Cô nói xong, lập tức lạnh lùng xoay người đi vào trong. Ánh mắt đường khả hinh lập tức bắn ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn cô chằm chằm, cũng đang lúc nhìn cô xoay người trong nháy mắt, hình ảnh vốn từ rõ ràng nhưng lập tức mơ hồ, mà bóng dáng Lâm Tử Linh xoay người đi xa, giống như biến mất ở trong sương mù, trái tim của cô đập ầm một tiếng, đại não lập tức tê dại, hai mắt nhấp nháy, muốn nhìn rõ bóng lưng Lâm Tử Linh, lại phát hiện hình ảnh trước mắt càng lúc càng mơ hồ, xung quanh chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Cô thở dốc, lại vô thức trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ hình ảnh xung quanh, nhưng cô phát hiện trước mắt vẫn một mảnh trắng xóa chỉ hơi thấy được mấy bóng đen ở trước mặt của mình, đi tới đi lui, trái tim đập thình thịch thình thịch thình thịch, máu cả người lập tức ngưng kết, trong não truyền tới lời của bác Phúc, nếu như có một ngày, cô phát hiện hai mắt mở đi, hiện ra một mảnh trắng xóa, như vậy nhất định phải nhanh chóng cho tôi biết, đây là triệu chứng xuất hiện tạm thời do độc tố đang trong quá trình bài trừ. Mặc dù tình huống như thế, không dễ dàng xảy ra, nhưng nếu trong quá trình, cô uống loại thuốc và ăn thức ăn khác nhau, cũng sẽ kích thích độc tố nhanh chóng lan ra, ngàn vạn lần không được xem nhẹ tình huống này. Nếu nhẹ sẽ làm cho người ngất xỉu nôn mửa, nặng thì sẽ mù mắt, mất mạng. Đại não đường khả hình ầm một tiếng vang dội hai tròng mắt của cô chớp lé, ứa nước mắt, thân thể cực nhanh rơi vào rét lạnh, cả người run rẩy làm cho cô không nhịn được muốn đưa tay nắm chặt lan can, không ngờ tay chụp hụt khoảng không, cả người cô cứ như vậy ngã trên mặt sàn, nước mắt của cô lăn xuống, kêu đau một tiếng. Phi Trang Hảo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, bác dịch cùng ban phê bình và giám khảo chính, mới vừa bước ra sảnh tiệc, muốn nghỉ ngơi một chút, lại nghe được tiếng kêu đau, không nhịn được nhìn về bên này, lại kinh ngạc thấy đường khả hình té lăn trên sàn, cả người cực nhanh run rẩy sắc mặt trắng bệch, giống như rất không thoải mái, trang hạo nhiên lập tức căng thẳng đi tới, tưởng thiên lỗi lập tức nắm chặt anh, nói cậu không thể đi. Trang hạo nhiên bị ngăn cản, lại thật lo lắng cho nhìn đường khả hình, nói, rốt cuộc cô ấy làm sao vậy? mới vừa rồi còn thật tốt. Lúc này, bác dịch cũng nheo mắt, có chút nghi ngờ nhìn vẻ mặt đường khả Hinh tái nhợt và hai mắt run rẩy trống rỗng. Kerry từ phòng nghỉ ngơi đi ra, lập tức đứng ở trước mặt của đường khả Hinh quan tâm vươn tay đỡ cả người cô đứng lên, dùng tiếng Anh hỏi thăm cô, are you ok? Á Lạc và nhân viên hiệp hội rượu đỏ cũng nhanh chóng đi tới cô, nhã tuệ ở dưới lầu, nghe được phóng viên kêu lên, cũng khẩn cấp nhìn trên lầu, gọi, khả Hinh Cô có chuyện gì vậy? Lâm Tử Linh ngồi ở bên trong cũng hơi cau mày, nhưng mặt nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh. Cả người Đường Khả Hinh run rẩy, tay lập tức nắm chặt cổ tay Carrie, cảm giác hai tay của mình cũng bắt đầu run run giật giật. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng kích động căng thẳng lóe lên, nhớ tới bà gióc đã nói, nếu trong quá trình thi đấu có bất kỳ khó chịu, xin tự động rút khỏi cuộc thi. Không thể lấy bất kỳ lý do nào cản trở tiến độ thi đấu. Cô thở dốc, biết Á Lạc đang ở bên cạnh liền thừa dịp đại não đang choáng váng, còn có thể giữ vững bình tĩnh hỏi, cách. Cách thì vấn đáp, thời gian còn bao lâu? Mặc dù Á Lạc nghi ngờ và lo lắng tình trạng cơ thể đường khả hình đột nhiên xảy ra vấn đề, nhưng vẫn nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, đã 12 giờ 30 phút, liền nói chúng ta còn nửa giờ nghỉ ngơi, bao gồm cả thời gian dùng cơm. Nhưng thân thể cô khó chịu như vậy, cần gọi bác sĩ không? Lúc này Hách Lệ cũng nghe nói tình hình của đường khả hình, mặt hơi lộ ra quan tâm, nhưng vẫn nghiêm túc dẫn ba nhân viên chuyên trách đi về phía cô, hỏi, đường tiểu thư, cô có cần giúp đỡ không? Hay là, thân thể của cô có tình huống không khỏe sao? Những lời này lạnh lẽo giống như muốn tuyên bố tử hình một người. Đường khả hình chống mạnh mặt sàn, hai mắt kích động run rẩy, không ngừng nghĩ đến vì cuộc thi đấu này mình thật vất vả đi tới hôm nay, thậm chí vì bí mật của rượu đỏ và lời hứa với ủy viên trương, mà bỏ qua sống chết của tiểu nhu, giờ phút này, sắc mặt của cô tái nhợt, hai mắt chảy nước mắt, trong đầu nhớ lại lời của bác Phúc nếu nhẹ sẽ làm cho người ngất xỉu nôn mửa, nặng thì sẽ mù mắt, mất mạng. Xung quanh vẫn một mảnh trắng xóa, cuối cùng những bóng đen cũng từ từ biến mất. Đường khả hình cảm giác cả người mình bắt đầu càng ngày càng rét lạnh, trái tim đập thình thì càng lúc càng dữ dội, ngũ tạng lục phủ giống như lập tức bóp chặt, khó chịu hít thở không thông, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh hơn 300 thôn dân chết oan, mẹ mang thai mình, tay cầm quả nho, mang theo kiên định và niềm tin bỏ vào trong miệng, nhớ tới Trang Hạo nhiên tay cầm rượu đỏ, đứng ở trước đám máy bay trực thăng, kích động oán giận. Nhớ tới trong quá trình này, rất nhiều người vì rượu đỏ bị chết bị thương vô số, khuôn mặt của cô lộ ra mấy phần kiên nghị, mặc dù nước mắt từng chập lướt qua, một tay cô chống chặt mặt sàn lạnh lẽo, lắc đầu một cái, thở dốc, suy yếu không còn hơi sức nói, không có việc gì. Tôi chỉ là bao tử đau, sáng sớm hôm nay không có ăn cái gì, cho nên mới như vậy nghỉ ngơi một chút là được lời này vừa nói ra rất nhiều người thở phào một hơi nhất là á lạc thở dốc một hơi cùng kerry thật cẩn thận dìu cô đứng lên nói vậy chúng ta lập tức đi phòng ăn chỉ định dùng cơm không xa đang ở phía sau hai tròng mắt đường khả hình nhấp nháy ngoài một mảnh trắng xóa cô cũng không nhìn thấy cái gì nhưng vẫn chậm rãi gật đầu thân thể trôi nổi không còn hơi sức đứng lên đường khả hình biết mọi người đang nghi ngờ nhìn mình Cô không muốn để cho người biết mình gặp chuyện không may, liền dựa vào á lạc đỡ, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía mọi người, ngẩng mặt lên, hai mắt tràn lệ cất bước, từng bước từng bước kiên định đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh, trong đầu không khỏi nhớ tới đoạn văn trong trơ có liên quan sinh mạng giống như thiếu nữ, trái tim của anh đập thình thịch vang dội khó hiểu, nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được, chỉ đành phải dùng ánh mắt tiến cô đi xa chương 1088, số liệu không hợp. Phòng ăn, đường khả hình theo Á Lạc đỡ mình, đi vào nhà hàng Tây, lập tức cảm thấy từng mảnh trắng xóa trong tầm mắt, càng ngày càng yếu, thậm chí từ từ bắt đầu tối tăm, cô biết đây là nguyên nhân màng giác mạc mắt mình bắt đầu bị tổn thương, không dám nghĩ thêm, tận lực đè nén cảm xúc của mình run rẩy phập phồng đi theo Á Lạc đi về phía một vị trí tự nhìn không rõ, nhưng theo một cơn gió biển đập vào mặt, cô có thể cảm nhận đây là vị trí bên cửa sổ sát đất đến rồi, ngồi xuống, á lạc quả nhiên đỡ cô ngồi ở trên ghế salon đỏ thấm bên cửa sổ sát đất, sau đó quan tâm nhìn khuôn mặt cô tái nhật tràn đầy nước mắt, liền vội vàng hỏi, đường tiểu thư, cô muốn ăn món gì không? Lúc này, nhân viên phục vụ đã cầm menu, đi tới. Lúc này đường khả hình không hề muốn ăn, cả người gần như hít thở không thông, thở hồn hển khó chịu, cô thuận miệng nói một câu, tùy tiện. Một phần sandwich và sữa nóng đi. Vâng. Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người đi chuẩn bị bữa ăn. Cô chỉ ăn đơn giản như vậy à? Không phải cô đói sao? Á Lạc ngồi ở đối diện với cô, căng thẳng nhìn dáng vẻ của cô, lo lắng nói. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ im lặng ngồi tại chỗ, đè lồng ngực càng lúc càng cảm giác nghẹt thở, trong đầu bắt đầu cực nhanh nóng lên và đau đớn, thậm chí cả người bắt đầu choáng váng, trước mắt càng lúc càng tối, càng lúc càng tối. Trong lòng của cô cảm giác chua xót hai mắt hiện lên nước mắt, nhưng dù kích động lóe lên, trên mặt vẫn giữ vững kiên định và bình tĩnh, không muốn bị cái gì đánh ngã. Vẻ mặt lâm tử linh lộ ra khi dễ và dáng vẻ châm biếm, nhìn cô mỉm cười, thậm chí nhìn nhân viên phục vụ chuẩn bị bánh sandwich cho cô, cô đưa hai tay run rẩy cầm bánh sandwich ăn, dáng vẻ đè nén và căng thẳng, liền lộ ra đắc ý, nâng một ly cà phê, chậm rãi đứng lên, đi về phía đường khả hinh. Kerry ngồi một mình ở bàn ăn bên này, An Mị ý lại không nhịn được nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh cầm cà phê nóng hổi đi tới trước bàn ăn của Đường Khả Hinh, nhìn dáng vẻ cô đột nhiên sợ hãi, không nhịn được cười rộ lên nói: thật sự kỳ lạ, quả nhiên cô giống như một số người nói, mặc kệ là bằng quy tắc ngầm tiến vào thi đấu cũng vậy, hay là đang trong cuộc thi đấu đột ngột thất vọng cũng vậy, vẫn giống như bây giờ, đột nhiên kỳ quái sợ hãi rụt rè, như bị một linh hồn nào đó bám vào người. chẳng lẽ? cô đang bị bản thân bị chặt tay chân tới tìm cô. Cô, Á Lạc lập tức trợn to hai mắt, ngẩng đầu lên, hơi lộ ra bất mãn nhìn Lâm Tử Linh, nhưng không dễ nói chuyện. Đường khả hình lại không có để ý tới cô, mà đôi tay run rẩy cầm khối bánh sandwich, kích động nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa không nhịn được nhớ tới tiểu nhu, trái tim của cô ầm một tiếng, hình ảnh bị chặt tay chân ném vào trong biển, còn có khuôn mặt của tiểu nhu tươi cười đáng yêu động lòng người, lập tức hiện lên ở trong đầu mình hai mắt lập tức lay động nước mắt cho nên nói loại người như cô sẽ có báo ứng lâm tử linh oán giận nhìn cô lại kịch liệt nói mới vừa rồi tôi đi vào phòng nghỉ ngơi tình cờ nghe được phóng viên dưới lầu nói người bị chặt tay chân xác định là bạn bè tốt nhất của cô thậm chí chị gái của cô ta bởi vì chuyện này mà sinh non thai nhi mới vừa chết tất cả chuyện này đều do cô làm hại bao gồm đứa trẻ đó chưa đời ầm uhm. Đại não của đường khả hình lập tức giống như bị nện một cái, làm cho cả linh hồn cô tan nát, sắc mặt của cô lập tức trắng bệch, đôi tay run rẩy nắm bánh sandwich, hai mắt rời rạc vô hồn nhìn phía trước, kích động đến lồng ngực phập phồng, thở hồn hển. Lâm tử linh tiểu thư, á lạc kịp thời đứng lên, cố ý cao giọng nhìn lâm tử linh, mang theo vài phần tức giận nói cô đủ rồi đó. Cô làm như vậy được xem là quấy nhiễu tuyển thủ thi đấu hay không? Lâm tử linh lập tức sắc bén nhìn á lạc, vẻ mặt lộ ra hơi thở tàn nhẫn, cứng rắn nói cái gì gọi là quấy nhiễu. Cô không có nghe bà Dóc nói qua, chúng tôi có thể tự do lui tới nói chuyện với nhau, thậm chí bàn thảo. Nếu cô không biết gì thì câm miệng cho tôi. Hi, lúc này, Kerry hơi lộ ra một chút cứng rắn đi tới, nhìn Lâm Tử Linh, có một chút ý cảnh cáo. Lâm Tử Linh lập tức xoay người, vẻ mặt tức giận nhìn người tới, phát hiện là Kerry mới hơi lộ ra mấy phần ẩn nhẫn, trên mặt nở nụ cười khinh bỉ, hừ một tiếng đi trở về terry nhìn một tử linh ngồi trở lại vị trí của mình lại bộc lộ mấy phần lo lắng nhìn về phía đường khả hinh hỏi a yêu ok yêu lúc ta cô có khỏe không trông cô có vẻ rất mệt mỏi cả người đường khả hinh cực nhanh rơi vào rét lạnh trong đầu đều là lời của lâm tử linh vừa nói cô nói xác định tiểu nhu chết rồi chị gái của tiểu nhu bởi vì chuyện này mà bị kích thích sinh non thai nhi cũng đã chết trong một đêm cô hại chết hai mạng người hai mắt cô rời ra kích động, bắt đầu nhanh chóng hiện lên nước mắt, run rẩy sâu kín hỏi cô ấy nói có đúng không? Á lạc lập tức bất đắc dĩ nhìn đường khả hình. Hai mắt đường khả hình lập tức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cũng không nhìn thấy gì nữa, ngay cả một chút ánh sáng cuối cùng cũng không nhìn thấy, lại kích động thở hồn hền, muốn tìm bóng dáng và hơi thở của Á lạc, hỏi cô ấy nói có đúng không? Chị gái của tiểu nhu sinh non sao? Thai nhi chết rồi. Không có, Á Lạc nhìn cô, quả thực cũng lo lắng nói, chuyện không phải như vậy. Chỉ là, chỉ là mới vừa rồi, tôi giống như nghe được thai nhi, có thể sinh non, nhưng tình huống như thế nào, không còn rõ ràng lắm, phóng viên đi xem. Trái tim của đường khả hình như vỡ vụn, một không khí chết người lập tức đẻ ép tới mình, gần như choáng váng, cuối cùng lý trí và tinh thần cả người, lần nữa bị phá vỡ. Bệnh viện, nhã tuệ theo đám người lâm sở nhai, tô lạc hoành nhanh chóng chạy tới bệnh viện, nghe Trần Mạn Hồng gọi điện thoại nói chị gái của Tiểu Nhu bởi vì kích động quá độ, làm cho thai nhi không ổn định, có thể sinh non, thậm chí có thể cả người lớn và đứa trẻ cũng không đảm bảo. Theo tiếng khóc của Trần Mạn Hồng, mấy người nhã tuệ nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu, vừa lúc thấy Chu Tiểu Tình nằm ở trên giường bệnh, cả người đầy máu, kéo anh chồng vừa chạy tới, vẻ mặt sụp đổ gào khóc kêu to, Tiểu Nhu mất rồi. Em gái của em mất rồi, làm như thế nào nói với cha mẹ đây, em gái đáng thương của tôi. Vợ, em đừng căng thẳng, em đừng căng thẳng, hiện tại con của chúng ta quan trọng hơn. Một người đàn ông lịch sự khoảng 30 tuổi, đeo mắt kính, vừa theo bác sĩ và y tá khẩn cấp đưa vào phòng cấp cứu, nhanh chóng an ủi vợ. Chu Tiểu Tình lại ngẩng mặt thất thanh khóc giống, em gái của tôi chết rồi. Em gái của tôi chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa. Tiểu Nhu, chị chết với cô. Nhã tuệ cùng đám người tô lạc hoành nhào tới đến, trơ mắt nhìn Chu Tiểu Tình được đẩy vào phòng bệnh, Trần Mạn Hồng tựa vào trong ngực chồng, khóc rất lo lắng và đau lòng, Tào Anh Kiệt vừa ôm vợ, vừa lo lắng nhìn Tô Lạc Hoành kêu to lên tiếng, rốt cuộc bên Tiểu Nhu có tin tức hay không? Đã qua 24 giờ rồi, máy vi tính so sánh hình ảnh xong chưa? Đứa nhỏ này cũng sắp mất, chị gái này muốn em gái còn sống, cô ấy mới có thể sống. Tô Lạc Hoành thật sự đang bị hỗn loạn, không thể làm gì khác, căng thẳng đứng ở cạnh cửa phòng cấp cứu, nhanh chóng bấm điện thoại của Tưởng Văn Phong phòng theo dõi. Tưởng Văn Phong vừa ngồi ở trước bàn máy vi tính, nhanh chóng phối hợp với Pháp Y cắt phân ra cuối cùng, chuẩn bị ghép đôi so sánh, vừa nhận điện thoại của Tô Lạc Hoành, đáp, "Ừm. Tình hình thế nào rồi? Ghép đôi được không?" Tô Lạc Hoành căng thẳng hỏi. Pháp Y lập tức nhấn enter, máy vi tính bắt đầu căn cứ hình ảnh gốc của Tiểu Nhu và hình ảnh bị hại bắt đầu ghép đôi. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đếm ngược phía trên, nói, "5 phút đồng hồ." Tưởng Văn Phong lập tức cầm điện thoại di động, trả lời anh nói, 5 phút nữa. Tô Lạc Hoành nhanh chóng cúp điện thoại, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn phòng cấp cứu mở đèn, bên trong còn truyền đến tiếng khóc của Chu Tiểu Tình, còn có tiếng của anh chồng căng thẳng đập đầu vào tường, anh thật sự phiền não xoay người, lo lắng nói, thật sự không có một chuyện nào thuận lợi. Khả hình thi đấu, Tiểu Nhu gặp chuyện không may, chị gái lại sinh non, Mạc Hàn còn ngất đi. Đúng rồi, Mạc Hàn ra sao? Tào Anh Kiệt nghe đến đó, liền vội vàng gấp gáp hỏi. Người còn hôn mê, đang ở bệnh viện, Mỹ Linh và Thanh Bình, còn có thuộc giao đang chăm sóc. Tô Lạc Hoành thở dốc nói. Một chỗ khác bệnh viện. Tô Thủy Kỳ và bọn người Hàn Văn Kiệt mới từ phòng bệnh đi ra, bận rộn bể đầu sứt chán đối với một nhóm người bị đưa vào ngày hôm qua, mà từ hôm qua sau khi lãnh mặc Hàn đánh nhau với hách Dục hải, vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy cả người anh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hai mắt đóng chặt giống như ngủ thật say, nhưng trên trán không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, giống như đắm chìm trong giấc mộng bế tắc không có tỉnh, trong não vẫn thoáng qua hình ảnh ngày hôm qua Oscar sủa mình, còn có cảnh tượng mình truy tìm tiểu nhu lại gặp phải hách dục hải. Từng hình ảnh không ngừng lướt qua trong não của mình, thậm chí đến cuối cùng, truyền đến câu nói của người huấn luyện thú, trên người của anh có mùi của tiểu nhu. Trên người của anh có mùi của tiểu nhu. Những lời này, giống như cơn lốc xoáy, xoay tròn ở trong đầu lãnh mặc hàn ào 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 xoay đến chóng mặt anh lập tức mở mắt giống như nổ tung phát hiện một chút nào đó không biết lão đại khỏe chưa mỹ linh và thanh bình cùng đi vào phòng bệnh lại thấy lãnh mặc hàn đã chống người gần như choáng váng khổ sở mặc áo sơ mi đen và quần tây đen hết sức khó khăn đau đớn cải cúc áo áo sơ mi bọn họ kinh ngạc đi tới hỏi lão đại an y làm gì thế đi đâu lãnh mặc hàn cố nén lồng ngực nóng rực đau đớn mặc cho mồ hôi lạnh tuôn ra nhưng vẫn nuốt cổ họng nói tôi muốn đi tìm tiểu nhu đi nơi nào tìm tiểu nhu chứ mỹ linh thật sự vội muốn chết lo lắng nhìn dáng vẻ anh cố chấp kêu to anh căn bản cũng không biết cô ấy ở nơi nào anh đi đâu tìm cô ấy chứ bây giờ thân thể của anh chưa khỏe đi nữa sẽ không toàn mạng tôi biết rõ cô ấy ở nơi nào lãnh mặc hàn gần như khẳng định thở hổn hển nhìn hai người bọn họ nói À, Mỹ Linh và Thanh Bình ngạc nhiên nhìn lãnh mặc hàn, vừa vội vàng, vừa mệt mỏi, kinh ngạc kêu lên, anh biết cô ấy ở nơi nào? Cô ấy ở nơi nào hả? Lãnh mặc hàn sợ không kịp thời gian, không có giải thích, chỉ nhanh chóng khổ sở chống người, đi ra ngoài. Lão đại, Mỹ Linh và Thanh Bình cùng đuổi theo, căng thẳng kêu. Lãnh mặc hàn không nói gì thêm, khuôn mặt cứng rắn, sắc mặt lộ ra run rẩy và rất chắc chắn, nuốt cổ họng khô khốc, đi về phía trước, vừa vặn lúc này điện thoại di động reo lên, anh lập tức rút điện thoại, nhận máy, căng thẳng và hư mềm không còn hơi sức đáp, nói. Tưởng Văn Phong lập tức quay mặt lại nhìn số liệu ghép đôi trong màn hình máy vi tính, lập tức kích động nói chúng tôi mới vừa tra được. Tiểu Nhu và thi thể bị tách rời, số liệu không hợp. Người kia không phải Tiểu Nhu. Ánh mắt của lãnh mặc hàn sáng lên, chương 1089, cuộc thi đấu 7. Một chiếc Ferrari màu đen lập tức như tên bắn vọt ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn trở Mỹ Linh và Thanh Bình, nhanh chóng cầm tay lái, hung ác đạp chân ga cho xe lao tới phía trước. "Lão đại, anh nói Tiểu Nhu ở nơi nào?" Thanh Bình ngồi ở một bên, thật căng thẳng, thật nghi ngờ nhìn Lãnh Mặc Hàn, vội nói, "Nói chuyện với anh đấy. Đừng để cho chúng tôi hồ đồ mờ mịt, còn muốn chúng tôi phái người đi tìm Oscar. Rốt cuộc có chuyện gì?" Lãnh Mặc Hàn vừa cầm tay lái Cô nén lồng ngực đau đớn như lửa đốt, vừa quay đầu, liếc mắt nhìn Thanh Bình nói, "Cô còn nhớ rõ chúng ta làm xong nhiệm vụ ở biển, Oscar nhìn tôi sủa, nói trên người của tôi có mùi của Tiểu Nhu." "Nhớ chứ?" "Nhớ." Thanh Bình nghi ngờ, kỳ quái gật đầu. Lãnh Mặc Hàn thở gấp mấy hơi, lại đạp mạnh chân ga, cho xe chạy tới bờ biển xa xa, lại kích động nói, "Ngày hôm qua chúng ta cùng Oscar sát vai qua lại bao nhiêu lần, nó đều không sủa tôi. Nhưng chúng ta làm xong nhiệm vụ ở biển, nó liền nhìn chúng ta sủa, cũng bày tỏ, trong thời gian đó, tôi nhất định đã từng tiếp xúc qua Tiểu Nhu. Mà Hách Dục Hải cũng từng tiếp xúc qua Tiểu Nhu, cho nên cuối cùng Oscar mới chạy theo Hách Dục Hải. Vậy, ý của anh, Mỹ Linh vẫn rất không hiểu nhìn Lãnh Mặc Hàn, hỏi có nghĩa là gì? Lãnh Mặc Hàn nuốt cổ họng khô khốc, lại đạp mạnh chân ga gần 200 km h trong gió to, hơi quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, mới nói, nói cách khác ba người chúng ta đã từng cùng ở tại điểm đó, mọi người nói địa điểm đó sẽ ở chỗ nào. Hai chồng mắt Mỹ Linh xoay tròn, suy nghĩ một chút, mới khiếp sợ nhìn lãnh mặc hàn, nói địa điểm lúc đầu tiểu nhu bị bắt cóc. Đúng vậy, ánh mắt lãnh mặc hàn sắc bén lóe lên, nhanh chóng nói, khẳng định sau khi ba người chúng ta tiến vào, tiểu nhu và hách dục hải lại tiến vào. Thậm chí nơi đó còn có một đường bí mật khác, là để cho bọn họ đi ra đáy biển. Mọi người có lưu ý hay không, lúc chúng ta ra khỏi đường hầm, trên vách tường ươn ướt, nguyên nhân nó ươn ướt, ngoài gió biển ra, khẳng định còn có một lối đi liên thông với bờ biển nào đó. Trời à, nếu quả thật như anh nói, vậy Tiểu Nhu có thể còn ở lại chỗ đó hay không? Mỹ Linh lập tức căng thẳng kêu lên. Trái tim lãnh mặc hàn cũng đập, bùm, một tiếng, mặt của anh hơi lộ ra cứng ngắc, lo âu nói, hy vọng cô ấy không ngốc như vậy, bởi vì chúng ta đã quay về, nếu như cô ấy còn ở lại nơi đó, rất có khả năng sẽ có nguy hiểm. Bởi vì bọn người hách dục hải khẳng định biết nơi tiểu nhu đến. Anh nói xong, đôi tay lại nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh chân ga, vèo một tiếng, cho xe như mũi tên lao thẳng ra ngoài. Rất nhiều con phố, không có người ở, xe thể thao của lãnh mặc hàn mới vừa như mũi tên thắng gấp ở đầu hẻm, Oscar cũng đã từ trên xe thể thao chạy như bay xuống. Giống như tướng quân oai phong sắc bén lao thẳng vào trong ngõ hẻm kia, giống như như đã tìm được tiểu nhu, lãnh mặc hàn nhìn Oscar như vậy, hai mắt anh nóng lên, quả nhiên chứng minh suy đoán của mình, ngay lập tức đi theo Oscar chạy về phía trước, đám người Mỹ Linh và Thanh Bình cũng nhanh chóng chạy theo về phía trước. Grogu, quả nhiên Oscar lập tức nhảy vào trong phòng tiểu nhu bị bắt cóc, lỗ mũi chó nhạy bén hít hít, nhanh chóng chạy tới đường hầm dưới đất, lãnh mặc hàn cũng dẫn mọi người đi theo sát xuống. Quả nhiên phát hiện bên trong một đường hầm bí mật khác bị mở ra, bên trong một vùng tối đen ánh mắt của anh sáng lên lập tức theo thân thể oscar vọt vào bên trong thân thể oscar nhanh chóng theo con đường u ám vọt vào bên trong càng đi xuống càng ẩm ướt liên tiếp có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ thì ra bên trong còn có mấy lối đi giống như hang động nó lại lựa chọn một lối đi bí mật khác hơi sạch trơn vọt thẳng tới phía trước lãnh mặc hàn ngẩng đầu lên nhìn lập tức cũng tay chống lồng ngực bị thương đè nén máu chảy ra nhanh chóng cất bước chạy theo nó về phía trước rougu oscar nhanh chóng theo đường bí mật càng vọt càng xa cho đến khi đường bí mật càng lúc càng sáng càng lúc càng sáng cuối cùng nó chạy thẳng ra lập tức nhìn thấy được một bờ biển khác ánh nắng mặt trời rực rỡ làng trài hơi có có dấu người ở lưới đánh cá màu trắng phơi ở bên bãi biển làng trài nơi này không có bị thu mua vẫn còn có người ở chỉ là lúc này người đã ra biển rồi chỉ còn lại mấy chiếc thuyền hỏng còn có một chiếc rừng ở dưới tán cây rậm rạp phía trên chất đống rất nhiều rất nhiều nhánh thông lộ ra màu vàng. Grogu, Oscar lập tức xông tới chiếc thuyền kia sủa, sau đó nó chạy xung quanh, không chịu đi nữa. Lãnh mặc hàn lập tức dừng bước lại, máu cả người giống như đều muốn đong lại, hai mắt nhìn tròng chọc chiếc thuyền kia, còn có lá thông vàng trồng chất phía trên, anh cũng không dám thở mạnh, thậm chí cũng không dám suy nghĩ tất cả kết quả, anh đã mệt mỏi giống như muốn tiêu mất mạng rồi, đây là hy vọng cuối cùng. Mọi người cũng tạm ngừng ở cạnh chiếc thuyền, nhìn đống lá thông nổi lên cũng ngừng thở không dám lên tiếng oscar lại nhìn chiếc thuyền kia sủa kịch liệt thậm chí sủa càng kịch liệt rốt cuộc lá thông bắt đầu có chút âm thanh di động ánh mắt của lãnh mặc hàn sáng lên không nhịn được thở dốc từng bước từng bước đạp cát mềm mại đi tới chiếc thuyền kia đón ánh mặt trời sáng lạn và gió biển thật to cất bước đi vào sắc mặt anh tái nhợt thở dốc đứng ở trước mặt thuyền trồng chất lá thông đầu tiên bình tĩnh một lát sau đó rốt cuộc vươn tay vạch từng đống từng đống rốt cuộc nhìn thấy được bên trong có một bồn nước lớn màu đen bên cạnh lại nhô lên một cái lưới cá màu đen hai mắt của anh nhấp nháy ngược lại nhìn thấy được đống lưới đánh cá dày đặc có chút run rẩy anh nuốt mạnh cổ họng khô khốc rốt cuộc lấy dũng khí vươn tay lập tức vạch đống lưới rách rốt cuộc nhìn thấy một thân thể run rẩy mặc váy trắng rách bươm cuộn tròn tay chân núp ở đáy thuyền lãnh mặc hàn trừng mắt tiểu nhu tóc ướt loạn trên đầu cắm mấy lá thông xanh trên mặt đen như mực mở mắt to Khuôn mặt run rẩy ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Sau khi Lãnh Mặc Hàn xác định là Tiểu Nhu, lập tức cảm giác máu trong lồng ngực của mình xông thẳng ra khóe miệng, lại cố kiềm nén, hai mắt hiện lên nước mắt, kích động im lặng nhìn cô gái trước mặt, lập tức nắm chặt quả đấm nói không ra lời. Đám người Mỹ Linh và Thanh Bình cũng nhào tới mép thuyền, thấy quả nhiên là Tiểu Nhu, lập tức toàn bộ thở vào một hơi, cũng gần như muốn khóc nói, chơi ạ, à, chúng tôi tìm cô thật vất vả." trên đỉnh đầu tiểu nhu cắm hai nhánh thông, giống như con bò, một lát nhìn người bên trái, một lát nhìn người bên phải, cuối cùng thật chắc chắn mới nhìn đến lãnh mặc hàn đứng ở trước mặt của mình, mấy ngày liên tiếp sợ hãi và khủng hoảng, rốt cuộc giống như nước lũ tuôn ra, qua một tiếng, há to miệng, hoảng sợ bật khóc, gọi ô, ô ô ô ô ô Lãnh phó tổng, làm tôi sợ muốn chết, tôi cho rằng tôi sống không lâu rồi, qua. Lãnh mặc hàn chống mạnh thân thể của mình gần như mềm nhũn nhìn tiểu nhu cuộn tròn thân thể thất thanh khóc giống thật đáng thương liền nuốt máu tươi trong cổ họng muốn vươn tay qua wow, cả người tiểu nhu lại kích động khóc giống xoay người muốn ôm thùng gỗ lớn bên cạnh mình lãnh mặc hàn lập tức khổ sở im lặng vươn tay nắm chặt cánh tay của cô nắm thật chặt tiểu nhu xoay mặt cảm giác hoảng sợ chưa tan nước mắt vẫn từng dòng chảy xuống nhìn lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn cúi đầu nhớ tới ngày hôm qua so một quyền với hách dục hải anh nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời lộ ra ánh sáng, gọi tên của người này, trên mặt của anh lộ ra mấy phần kích động và do dự, nhưng vẫn chậm rãi nắm cánh tay kia, kéo thân thể nho nhỏ vào trong ngực của mình, để cho lồng ngực nóng bỏng của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cô gái này, thậm chí tay ôm nhẹ đầu của cô, vuốt nhẹ kể cả lá thông cắm ở trên đầu cô, mặt không khỏi chạm nhẹ vào tóc cô, hai tròng mắt lại không nhịn được kích thích. Đau lòng chảy nước mắt. Hai tròng mắt Tiểu Nhu cũng không nhịn được tràn đầy nước mắt. Tựa vào trong lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông này, nghe hơi thở của anh mạnh mẽ rất an toàn, đôi tay rũ xuống một bên, ngón tay lại khẽ nhúc nhích, tiếp xúc đền áo sơ mi đen của anh, truyền đến một chút ngứa ngáy. Đám người Mỹ Linh và Thanh Bình nhìn cảnh tượng này, cũng không nhịn được nở nụ cười cảm động, Trương Thục Giao cũng đang đi ra khỏi một hang động, nhìn cảnh tượng này, lại kinh hãi. Lãnh mặc hàn ôm tiểu nhu thật lâu thật lâu, xác định thân thể của cô bình tĩnh lại, mới thương tiếc buông thân thể cô ra, đầu tiên chăm chú nhìn khuôn mặt cô bẩn đen lại ngẩng đầu nhìn lá thông trên đầu cô âm thanh trầm thấp khàn khàn hỏi cô cắm hai cây lá thông làm gì vậy nước mắt tiểu nhu lại ào ào chảy xuống nghẹn ngào nói tôi muốn ẩn núp phốc thanh bình và mỹ linh không nhịn được cười lãnh mặc hàn càng chăm chú nhìn cô gái đơn giản đáng yêu không nhịn được bật cười nói đứa ngốc sau này có người xấu tới núp ở phía sau của tôi cũng không cần đi nơi nào tôi sẽ bảo vệ cô. Tiểu Nhu lập tức ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn chăm chú nhìn Tiểu Nhu, mới vừa muốn nói, khóe miệng cũng không kiềm chế được tràn máu tươi, đôi tay lập tức ôm lấy Tiểu Nhu, mặt cúi xuống bả vai của cô, rốt cuộc như đạt được tâm nguyện, im lặng thở dốc, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Nhu lập tức kinh hãi gọi, lãnh phó tổng. Vòng thứ hai thi đấu đã đến giờ, bởi vì đường khả hình là người thi đấu thắng vòng đầu, cho nên dựa theo quy tắc thi đấu, cô vẫn ra sân thi đấu cuối cùng, chỉ thấy cô im lặng run rẩy ngồi ở phòng nghỉ ngơi, ánh mắt rời rạc, chăm chú nhìn phía trước, lúc này bị kích thích, đến lúc này trạng thái tinh thần từ từ đong lại, biết sắp bắt đầu thi đấu, trong tay của cô vô tình giấu một cây châm nhỏ kêu á lạc len lén đưa cho cô, vì để cho mình tập trung ý chí, trước chán của cô dị mồ hôi lạnh, cắm thẳng châm nhọn vào mu bàn tay mình. Dùng đau đớn để nâng cao ý chí chiến đấu kiên cường của mình. Giờ phút này, không còn là thi đấu cho một mình đường khả hình tôi. Đó là tất cả mọi người, mặc kệ tôi nợ người nào, tôi đều nhất định, nhất định phải thi đấu xong, sẽ đi chuộc tội. Lâm Tử Linh vẫn quan sát dáng vẻ đường khả hình, hai mắt của cô nhíu lại, liền thừa dịp tất cả chuyên gia hầu rượu đã đi tới sảnh tiệc, mà á là cũng bắt đầu đi ra phía sau, không nhịn được đứng lên, đi về phía đường khả hình, quan sát hai tròng mắt cô nhanh chóng xoay tròn và thay đổi, không khách sáo trực tiếp nói, tôi nói không phải con mắt của cô không nhìn thấy chứ. Trái tim đường khả hình chấn động mạnh một cái, hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng có chút sắc bén và tức giận, dựa theo khứu giác mãnh liệt của mình, tìm phương hướng của Lâm Tử Linh, tức giận nhìn sang, từng chữ từng chữ, chậm rãi sâu kín nói cô cảm thấy tôi nhìn không thấy. Lâm Tử Linh vẫn nghi ngờ nhìn đường khả hình, nhướng mày, nói nếu như cô không nhìn thấy, thì sớm bỏ cuộc thi đấu này đi. Bởi vì sau đó, đầu tiên phải trải qua một vòng giải rượu nghiêm khắc, sau đó vấn đáp. Cô được không? Đường khả hình cắn chặt răng, mặt ngẩng mặt lên, chậm rãi đứng lên, mở hai mắt giống như nhìn thấy được, nhìn thẳng Lâm Tử Linh, lại châm biếm cười cười nói, có một cách, có thể cho cô biết, ánh mắt tôi có vấn đề hay không? Nếu cô đã nói ra chuyện này, hay là cô thử một chút? Lâm Tử Linh cau mày nhìn cô. Đường khả hình tức giận liếc nhìn cô một cái, sau khi dừng lại một lát, lập tức nhanh chóng vung tay lên, hung ác tát mạnh trên mặt của Lâm Tử Linh một bà tay chát một tiếng, vang dội cả phòng nghỉ ngơi. Cô, Lâm Tử Linh đè kín má trái của mình, tức giận trợn to hai mắt, bị kích thích run run nhìn đường khả hình, kêu to đường khả hình. Cô dám đánh tôi? Đánh cô thì thế nào? Đừng tưởng rằng cô là thứ gì. Ba lần hai lượt khiêu khích tôi, tôi nhịn hết lần này đến khác. Tôi cảnh cáo cô, đừng tùy ý nói linh tinh với tôi. Đường khả hình trợn to hai mắt, ép tới mặt Lâm Tử Linh, lại tức giận nói, ánh mắt tôi không nhìn thấy. Ánh mắt tôi không nhìn thấy, làm sao biết mặt của cô ghê tởm lại xấu xa. Đừng thấy cho cô một chút mặt mũi thì lên mặt, hừ. Đường khả hình lại chính xác đẩy lâm tử linh ra, dựa theo trực giác nhanh chóng đi ra phía ngoài cửa, tay run rẩy cầm khung cửa, khuôn mặt lại lộ ra mấy phần kích động và đè nén, cắn chặt răng đi về phía hội trường thi, đang lúc cô đi ra phòng nghỉ ngơi, muốn xoay người đi vào hội trường, lại nghe được một giọng nói thật ngây ngô, Thật đáng yêu, kích động, từ phía dưới chuyển tới, Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức kích động dừng lại, bị một chút kích, hai mắt lập tức xuyên vào một chút ánh sáng, cô lập tức đi đến lan can phía trước, theo âm thanh nhìn xuống, rơi lệ không thể tin nổi kêu to, Tiểu Nhu. Là cô sao, Tiểu Nhu? Tiểu Nhu ở trong một loạt đèn flash của đám phóng viên, vẫn mặc váy ngắn rách nát, khoác một cái chăn hai mắt khẩn cấp dưng dưng đi sảnh tiệc phía dưới ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đường khả hinh vội vàng nhìn khắp nơi cũng kích động nghẹn ngào nói khả hinh tôi ở nơi này tôi còn sống tôi biết rõ cô nhớ đến tôi tôi không sao tôi rất vui vẻ lúc này cô còn nhớ tới tôi cô là bạn bè tốt nhất của tôi cô phải cố lên hai tròng mắt đường khả hinh cũng không nhìn thấy rõ nhưng cô giống như có thể từ ánh sáng trắng xóa thấy bóng dáng tiểu nhu đáng yêu động người một tảng đá lớn trong đáy lòng buông xuống vừa khóc vừa cười gật đầu nói tôi biết rồi tôi biết rồi cô nhất định phải chăm sóc mình thật tốt nhanh đi bệnh viện xem chị của cô đi mau chị tôi không có sao tiểu nhu vội vàng lại đến gần sảnh tiệc phía dưới lại ngẩng đầu nhìn đường khả hình kích động bật khóc nghẹn ngào vui vẻ nói chị ấy sinh một đứa bé trai rất đẹp tất cả mọi người rất tốt đường khả hình nghe nói như vậy lại lập tức thở phào nhẹ nhóm cố nén nước mắt bật cười nói cảm ơn trời đất tất cả mọi người đều khỏe chỉ cần mọi người khỏe tôi liền khỏe rồi. Cảm ơn cô, Tiểu Nhu. Cảm ơn cô trở lại vào lúc này. Cảm ơn cô. Cô lại trở nên kích động, run rẩy thở dốc, lại cảm giác bởi vì kích động sôi trào, trong đầu từng trận thiếu oxy. Xin mời, hách lệ nhìn đường khả hình kích động như vậy, nhưng vẫn đi tới, mời cô đi vào phòng thi đấu. Đường khả hình lại thở dốc, để cho mình bình tĩnh lại, nén nước mắt, rốt cuộc trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, dứt khoát đi vào phòng thi đấu chương 1090, cuộc thi đấu 8. Phòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Bên trong phòng lớn màu trắng yên tĩnh, bàn ngồi thủy tinh đã sớm thu dọn, tiếp theo bày ra bàn ăn dài 5 mét, phía trên đặt khăn trải bàn tơ tầm trắng tinh, còn có 3 giá cắm nến kim loại mạ vàng, ánh nến cháy lung linh mơ hồ, lại lộ ra cảm giác căng thẳng khó hiểu. Từng loại dụng cụ giải rượu bằng thủy tinh tinh xảo, dưới ánh nến chiếu sáng lấp lánh, rất nhiều dụng cụ giải rượu có hình dáng giống như con rắn, giống như hồ lô, giống như đàn piano, giống như cái phễu 5 tầng, còn có dụng cụ giải rượu đơn giản phổ thông, đa số trên thân bình hẹp, dưới thân tròn to rộng, đường nét tuyệt đối xinh đẹp tinh xảo nhẵn bóng. Rất nhiều chuyên gia hầu rượu, chia ra đứng ở dọc theo cạnh bàn ăn, nhìn các loại dụng cụ giải rượu, còn có tất cả loại rượu nhân viên chuyên trách từ từ đưa vào. Tất cả loại rượu từ thế giới cũ đến mới, toàn bộ bày ra, cẩn thận đặt xuống bàn, có Bourgogne Pinot Noir, một trong những loại rượu vang quý giá nhất, còn có Cabernet Sauvignon của Bordeaux là loại bảo quản lâu nhất trên thế giới. Còn có rượu đỏ thế giới mới của Mỹ, Chile, Nam Phi. Đều nói bí mật rượu đỏ hoàn toàn ở trong thời gian, cho dù là rượu đỏ bảo quản lâu hay là rượu thế giới mới có tuổi thọ thấp, đều có quãng thời gian đóng chặt lại, thời gian có dài có ngắn, lâu là hơn 400 năm, ngắn thì ủ trong thùng gỗ sổi sau mấy tháng, là được vô chai uống trong thời gian ngắn. Rượu vang chia ra rượu vang đỏ và rượu vang trắng bình thường rượu vang trắng, rượu vang hồng Sutter Home và Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, rượu vang trắng qua đi Electra Muscat, hoặc rượu vang hồng, mùi trái cây nồng đậm, vị ngọt đậm đà, không thể bảo quản lâu, có thể tỏa ra mùi vị đầy xuân sắc, hoàn toàn không cần giải rượu, kể cả rượu Sato đơi quầm quý giá, loại rượu vang ai độ ngọt cao đến 50 gram, cũng không cần giải rượu, chỉ cần mở chai ướp lạnh trước vừa đủ 2 giờ. Sau khi mở chai để trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ là uống được nhưng cho dù như thế nào, uống rượu vang là một cuộc hành trình lãng mạn vị giác và cảm giác hưởng thụ của riêng mình, chúng ta chỉ cần nắm giữ nguyên tắc cơ bản là có thể tự mình suy nghĩ. Loại rượu vang đỏ khác so với rượu vang trắng, nhất là rượu vang đỏ lâu năm, trải qua mấy chục năm hoặc trên trăm năm giải phóng không giống nhau, kết cấu tanin trong thể rượu chặt chẽ, chất rượu cứng rắn, hơn nữa bởi vì oxy hóa làm cho lắng động cặn, nhất định phải trải qua giải rượu, chính là việc thay đổi chai, cặn sẽ lắng dưới đáy chai, làm cho chất tanin và dưỡng phần trong không khí kết hợp với nhau, làm mềm tanin, là chìa khóa thời gian phân giải, làm cho thể rượu được phân giải hoàn toàn, phát ra mùi thơm tầng tầng lớp lớp tích tụ trong rượu nhiều năm qua. Rượu vang đỏ thượng đẳng lâu năm, lúc khui chai, bạn sẽ phát hiện được mùi thơm của nó sẽ giống như tơ lụa say lòng người, mang theo các loại mùi hương bồng bềnh minh mông lượn lờ ở xung quanh bạn. Đối với thời gian giải rượu, bậc thầy giới rượu đỏ đều có định nghĩa khác nhau chỉ có rượu lâu năm thời gian giải rượu không dài, nhưng cuộc hành trình thưởng thức rượu vang, quả thật thường có một số loại rượu mười mấy năm, không mất từ 5 đến 6 giờ, mùi thơm không cách nào tỏa ra. Cho dù tranh cãi như thế nào, giải rượu là từ lúc khui chai cho đến khi đưa đến vị giác của khách, đây là một quá trình tao nhã lâu dài, chứng tỏ chuyên gia hầu rượu có thành thạo kỹ thuật hay không, phong cách có ưu việt tuyệt vời hay không, rất nhiều nước phương Tây, có vô số vị khách yêu thích không khí ấm áp lãng mạn và lung linh trước ánh nến thưởng thức động tác tuyệt vời liền mạch của chuyên gia hầu rượu. Lúc này hách lệ lập tức mỉm cười, tay ôm tài liệu, nhìn tất cả chuyên gia hầu rượu chia ra đứng nơi vách tường cách bàn ăn không xa, im lặng nhìn bên bàn ăn, cô liền nhìn mọi người hơi gật đầu, mới nói tiếp chúc mừng các tuyển thủ có thể lên cấp, tiến vào vòng thi vấn đáp vòng thứ hai, trước khi mọi người tiến vào hội trường thi, chúng tôi bố trí một trạm kiểm tra nho nhỏ, vì cuộc thi căng thẳng, tạm thả lỏng cảm xúc. Đặt ở trước mặt của mọi người, Tổng cộng có 36 loại rượu đến từ thế giới cũ và thế giới mới, có loại rượu vang thế giới cũ mấy chục năm của Pháp và Italy, có rượu vang thế giới mới của Mỹ và Chile, mọi người có thể lựa chọn một chai rượu vang trong đó, kết hợp dụng cụ giải rượu thích hợp, lựa chọn giải rượu. Mà trong quá trình giải rượu, được tính 3 điểm sẽ được ghi lại ở trong đề kiểm tra vấn đáp sau đó, dĩ nhiên, nó cũng chỉ chiếm một số điểm nho nhỏ. Chỉ là, tôi vẫn có ý tốt nhắc nhở với mọi người, ở trong quá trình giải rượu nếu như có làm vỡ chai, hoặc không thể hoàn thành giải rượu, nặng sẽ bị hủy bỏ cuộc thi. Dĩ nhiên, tôi tin tưởng mỗi vị cũng tuyệt đối sẽ không trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Hiện tại thời gian giải rượu bắt đầu, thời gian 10 phút, cảm ơn mọi người. Hách lệ nói xong, liền xoay người, căn dặn nhân viên chuyên trách nhấn nút tính giờ, thời gian 10 phút, bắt đầu từng chút từng chút đếm ngược thời gian. Mấy chuyên gia hầu rượu đứng ở một bên, đầu tiên nhìn thật kỹ rượu vang xếp tầng tầng trên bàn ăn, im lặng bình tĩnh suy nghĩ một lúc, mới từ từ cất bước đi tới bàn ăn, dối giết nhìn chăm chú các loại nhãn hiệu trên chai rượu, nhãn hiệu tượng trưng cho tinh thần và cách thức còn có cách nhìn của hầm rượu. Mà nét đặc trưng của nhãn hiệu không hề giống nhau, chỉ có kiểu chữ tiếng Anh là giống nhau, nhãn hiệu nghệ thuật có màu sắc trở nên kỳ ảo, thậm chí có ký hiệu hình lâu đài sản xuất rượu. Sato Mountain Rothschild là một trong năm hãng rượu vang nổi tiếng ở Pháp, nhãn hiệu của nó vẫn là sản phẩm được các chuyên gia đổ xô siêu tầm, bởi vì thiết kế mỗi loại nhãn hiệu vang đều do họa sĩ nổi tiếng nhất hàng đầu thiết kế, mà nổi tiếng nhất là tác phẩm của Picasso Tế Thần Rượu, có thể nói là nhãn hiệu đắt tiền nhất trên thế giới. Trở thành đối tượng cho người rượu đỏ đua nhau siêu tầm. Chỉ là nhãn hiệu rượu vang được dán năm là 1973, mà năm 1973 rượu vang Bordeaux đô vintage, thật ra là loại rượu thường. Tất cả chuyên gia hầu rượu xôn xao căn cứ nhãn hiệu khác nhau trên mỗi chai rượu, phân tích hầm rượu, năm, nơi sản xuất, rượu cấp 1 hoặc rượu cấp 2, vân vân. Sau đó chọn thể rượu và dụng cụ giải rượu thích hợp. Lâm Tử Linh cũng đang xem các loại rượu, ánh mắt lại lộ ra chuyên nghiệp. Từ lúc bắt đầu năm tuổi, cô cũng đã theo cha ra vào hầm rượu nổi tiếng của dòng họ nhà mình. Mắt nhìn thấy tất cả loại rượu tinh túy quý giá trên thế giới. Lúc khui chai, mùi thơm rượu vang giống như linh hồn của thần rượu hóa thân. Mang theo sức sống sinh mạng, đi tới trước mặt của mình, hai mắt của cô xoay tròn, lại từng chút từng chút xem tất cả loại rượu. Đường khả hình lại một mình, sắc mặt tái nhợt đứng ở trước vách tường, hai mắt chấp lóe, lại chỉ còn sót lại ánh sáng trắng xóa, giống như ánh sáng thiên đường, xung quanh không nhìn thấy một bóng đen, cô độc đến không thở nổi, cô muốn cất bước đi tới, hai chân lại dính chặt tại mặt đất, hai tay nắm chặt quả đấm, móng tay giống như cắm vào trong thịt. Khách lệ cùng giám sát viên nghiêm túc đứng ở một đầu nơi này, nhìn các chuyên gia hầu rượu đang trầm ngâm chăm chú chọn rượu, cô lại ngoài ý muốn nhìn thấy đường khả hình một mình, một mình một bóng đứng ở trước vách tường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhấp nhô ánh sáng rối loạn, giống như đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không muốn đi tới trước, cô liền hơi lộ ra ngạc nhiên đi tới, quan tâm hỏi thăm, đường khả hình tiểu thư, cô còn khỏe chứ? Tiếng của Á Lạc cũng từ bên tai căng thẳng truyền đến, đường tiểu thư. Bây giờ còn lại 8 phút, thời gian giải rượu của cô sắp qua. Đường khả hình nghe nói như vậy, sắc mặt của cô tái nhợt, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, thở dốc, vẫn không có động tác. Đường tiểu thư, hách lệ lại ngưng mắt nhìn đường khả hình, khéo léo nhắc nhở cô, cô có gì cần tôi trợ giúp cho cô không? Trông cô hết sức không thoải mái, hoặc cần gọi bác sĩ cho cô không? Không cần, đường khả hình nhanh chóng ngẩng mặt lên, hai mắt trợn to rời rạc, giống như nhìn thấy hách lệ, thở dốc nói. Cũng đang vào lúc này, muốn cất bước tới trước, trong não cô lại bị tê giải khó hiểu, hai mắt lại di động ánh sáng đè nén, cô cũng hoàn toàn không biết bàn ăn ở nơi nào. Cô cũng hoàn toàn cũng không biết chai rượu ở nơi nào. Dụng cụ giải rượu hình dạng thế nào, cô cũng không biết cái gì cả. Một cơn tức giận lộ ra cảm xúc đau thương kích động, điên cuồng ập tới. Đường khả hình trợn to hai mắt, trên trán lại tuôn mồ hôi lạnh, dọc theo khuôn mặt chảy xuống. Xung quanh tất cả đều yên lặng, Vitus và Lauren, bác dịch cùng các giám khảo cao mày ngạc nhiên nhìn đường khả hình, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi càng căng thẳng nhìn cô, suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vào lúc này Giang Dĩ Thần đứng ở trước bàn rượu, khuôn mặt lạnh lẽo hướng về phía đường Khả Hinh, ánh mắt sắc bén liếc cô một cái, lập tức nhanh chóng cầm một chai Screaming Eagle năm 1992 nổi tiếng của Mỹ. Đó là hầm rượu do bà đầm thép Lalo Bajileroy sáng lập, mặc dù vào năm 2006, với 30 triệu đô la, hãng rượu đã thay chủ, cũng không tổn hao vị trí của nó trong giới rượu vang. Nhất là vào thập niên 90 của thế kỷ 20 bà đã trưng cất ra, Garawai, được những người giàu có ở San Francisco Mỹ yêu thích nhất, bậc thầy bình luận rượu nổi tiếng. Parker Tiên Sinh đã từng bình luận loại rượu lâu năm trong hầm rượu của bà đều đạt 95 điểm trở lên. Giang dĩ thần vừa cầm dụng cụ mở chai, nghiêng mặt sắc bén liếc về phía đường khả hình, vừa đưa ngón tay thon dài đẹp mắt, nắm dao nhỏ mở chai, lập tức nhanh chóng xoay tròn cắt nắp rượu, nhanh chóng cầm dao xoắn ốc đâm vào trong nút chai rượu, lập tức rút nút chai ra, trong chớp mắt một mùi rượu mạnh mẽ giống như chim ưng lao thẳng ra, ánh sáng màu tím sậm lộ ra sức bộc phát cực mạnh mùi thơm của quả berry, cà phê, lông thú và nấm dại, nhanh chóng xông vào trong khứu giác của từng người, thậm chí không cho ai cơ hội suy nghĩ, ngay lập tức chinh phục cả tinh thần lẫn tư tưởng của họ. Đường Khả Hinh ngửi được mùi rượu mãnh liệt này hai mắt của cô lập tức sáng lên, dựa vào khứu giác mãnh liệt của mình, theo mùi thơm này nhanh chóng đi tới. Lâm Tử Linh theo hách lệ mới vừa đi qua quan tâm đường Khả Hinh, mà không nhịn được quay mặt sang nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi về phía trước, chỉ lát nữa là đi tới bên cạnh bàn rượu, cô không nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Tử Linh, lập tức ở dưới đáy bàn, muốn đưa chân âm thầm đạp một cái, muốn biết hai mắt của cô rốt cuộc có sao không. Hai tròng mắt đường khả hình lộ ra ánh sáng khẩn cấp, đôi tay đang run run, kích động nhìn thấy bản ăn, không ngờ lúc cô đang bước lên phía trước thì giày cao gót vô ý đạp chúng giày cao gót lâm tử linh vươn ra, cả người a hát một tiếng, thiếu chút nữa nhào tới trước, tay chống được một dụng cụ giải rượu, dụng cụ giải rượu này lăn đi, lập tức rơi xuống bản ăn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1090